Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 93. Chuyện gì? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn khí linh luyện tâm tháp, hắn chưa từng thấy khí linh luyện tâm tháp trịnh trọng như vậy. Luyện tâm thiên cảnh của ta vẫn chưa hoàn thiện, cần ngươi giúp ta hoàn thiện nó. Khí linh luyện tâm tháp nói. Ta cũng không phải thợ rèn, sao có thể giúp ngươi hoàn thiện luyện tâm thiên cảnh đây? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn khí linh luyện tâm tháp. Hắn dĩ nhiên muốn giữ luyện tâm tháp lại Tu La Điện nhưng hắn cũng không thể trợ lực giúp khí linh luyện tâm tháp. Ngươi có thể, bởi vì ngươi có tâm luyện cổ kinh. Khí linh luyện tâm tháp vô cùng chắc chắn nói, tâm luyện thiên cảnh vốn dĩ là một loại sức mạnh thần thông do chủ nhân dùng tâm luyện cổ kinh để tu luyện ra. Nếu ngươi có thể tu luyện tâm luyện cổ kinh đến đỉnh phong thì có thể hoàn thiện luyện tâm thiên cảnh, thậm chí. Khí linh luyện tâm tháp không nói tiếp. Chỉ có điều trong con ngươi của hắn lộ ra vẻ ngóng trông nồng đậm. Thậm chí gì? Tiêu Phàm vô cùng tò mò hỏi. Thậm chí, để luyện tâm thiên cảnh lột xác thành bách thế động thiên, chạm tới sức mạnh pháp tắc trong truyền thuyết. Khí linh luyện tâm tháp trầm giọng nói. Tiêu Phàm yên lặng, sức mạnh pháp tắc là cái gì? Dù là trong Tu La truyền thừa cũng chỉ ghi chép qua, nghe đồn, nó thuộc về sức mạnh thần vương, cho dù thiên thần cũng không thể chạm tới. Có thể tưởng tượng được sự cường đại của bách thế động thiên kia, luyện tâm thiên cảnh tuyệt đối không thể so sánh được. Luyện tâm thiên cảnh này lợi hại thế nào cũng chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Nếu như có thể lột xác thành bách thế động thiên, không nói đến uy lực tăng gấp bội thì cũng không cần tiêu hao nhiều hồn thạch và thần thạch như vậy. Khí linh luyện tâm tháp lại giải thích một câu. Ta sẽ cố gắng hết sức, Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu. Hắn giờ mới hiểu được luyện tâm tử đưa cho hắn một loại bảo vật chân quý cỡ nào. Từ nay về sau, ta là luyện tâm tử. Khí linh luyện tâm tháp lại nói. Tiêu Phàm gật đầu cũng không nói thêm gì nữa. Có thể làm cho luyện tâm tháp dốc sức vì Tu La Điện thì Tiêu Phàm đã vô cùng thỏa mãn rồi. Thật lâu, Tiêu Phàm mới nói, thời gian 10 ngày đã qua đi, để ta rời đi thôi. Ngoại giới đã qua 15 ngày. Khí linh luyện tâm tháp luyện tâm tử nói. Ngoại giới đã qua 15 ngày, vậy ở trong luyện tâm thiên cảnh này há chẳng phải là gần một năm trôi qua sao? Tiêu Phàm kinh ngạc, phải biết rằng tầng thứ 7 của luyện tâm thiên cảnh có tốc độ thời gian gấp 20 lần của ngoại giới. Người trải qua huyễn cảnh trăm kiếp thời gian thực tế không chỉ một năm mà là hơn ngàn năm. Khí linh luyện tâm tháp luyện tâm tử lại đúng lúc bổ sung một câu. Hơn ngàn năm, Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, thật lâu mới khôi phục sự bình tĩnh. Ngại ngùng gãi đầu nói, vậy ta lại phải cho ngươi 500 triệu hồn thạch. Không cần nữa, kỳ thật mở ra luyện tâm thiên cảnh không dùng đến nhiều hồn thạch như vậy, chỉ là ta cần hồn thạch để hoàn thiện luyện tâm thiên cảnh mà thôi. Luyện tâm tử cũng rất thành thật nói, về sau có dư thừa hồn thạch và thần thạch lại cho ta là được. Được, Tiêu Phàm gật đầu, luyện tâm tử cũng rất thoải mái. Đột nhiên, Tiêu Phàm cảm giác được một trận xoay vòng ở không gian xung quanh. Sau một khắc thì xuất hiện bên ngoài luyện tâm tháp màu máu vẫn lẳng lặng đứng sừng sững ở hư không. Xem ra, có thời gian cần xây dựng một thành trì ở nơi này mới được. Đến lúc đó cho tất cả mọi người đều tiến vào luyện tâm tháp tu luyện một phen. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm quyết định. Công tử, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngay sau đó, bốn bóng người đi tới phía này. Kiếm La, Sở Khinh Cuồng, Vân Hạc và Võ Nhược Phong đi tới, Tiêu Phàm có thể cảm nhận rõ khí thế trên người mấy người phát sinh biến hóa rất lớn. Nhất là Sở Khinh Cuồng và Võ Nhược Phong, hai người đã đột phá cửu biến chiến thần. Xem ra tất cả mọi người đều có thu hoạch, Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Luyện tâm tháp không hổ là tồn tại thứ hai của thập đại thần binh thời cổ. Trải qua tất cả trong huyễn cảnh có thể làm cho chúng ta bù đắp khuyết điểm, biết chân quý hiện tại. Sở Khinh Cuồng không khỏi cảm thán nói. Mấy người Kiếm La đều gật đầu tán thành, có điều bọn họ đều chỉ cảm tạ Tiêu Phàm, không phải là luyện tâm tháp. Đi thôi, đột nhiên chúng ta biến mất nửa tháng, đoán chừng có ít người sốt ruột lắm rồi. Tiêu Phàm nhìn luyện tâm tháp một chút, đột nhiên lấy tay vung lên. Lúc mấy người xuất hiện lần nữa lại ở trong một đống đổ nát. Lúc này, gần viện lạc nơi đám người Tiêu Phàm ở đang có mấy ánh mắt nhìn bọn họ chằm chằm. Ba, gia chủ bảo chúng ta để mắt kỹ nơi đó cũng đã nửa tháng rồi nhưng trong viện lạc kia luôn không có một bóng người nào. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta trường kỳ quan sát nơi này hay sao? Thật sự quá lãng phí thời gian.
Đúng đó, mấy ngày trước, ta kêu tiểu nhị của khách sạn đi vào một chuyến thì vốn dĩ trong lạc viện kia chẳng có người nào cả. Theo ta nghĩ, độc tí kiếm thần kia chắc chắn biết bạch ra ta muốn tìm hắn gây phiền phức, đoán chừng đã sớm chạy đi rồi. Đừng oán trời hận đất nữa, gia chủ bảo chúng ta quan sát thì cứ quan sát đi. Huống hồ, sau khi có người nhìn thấy bọn họ tiến vào trong lạc viện kia thì cũng chưa từng đi ra. Trên người bọn họ 8-9 phần có không gian bí cảnh trong truyền thuyết. Không sai, hơn nữa bọn họ ở khách sạn đã nộp 1 tháng tiền thuê nhà, hẳn là còn ở bên trong. Những người âm thầm quan sát đám người Tiêu Phàm khẽ tiếng bàn luận. Cũng khó trách bọn họ có ý kiến như vậy, vốn dĩ là tìm đến gây phiền phức cho Sở Khinh Cuồng và Tiêu Phàm nhưng cuối cùng lại không thấy người đâu. Bạch gia này rõ ràng chính là gia tộc mà Sở Khinh Cuồng đã từng đắc tội. Hơn nữa vừa hay sư tôn gia chủ của Bạch gia lại thần phục Cổ Thần Phong. Cho nên mới khiến Bạch gia xuất thủ. Vốn dĩ Bạch gia cho là một nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần kêu một đám cường giả chiến thần cảnh trực tiếp đánh tới, nhưng mà mục tiêu của bọn họ lại biến mất. Điều này khiến cho bọn họ làm sao không tức giận cho được. Đặc biệt là gia chủ Bạch gia, hắn đã đồng ý với sư tôn là trong vòng 3 ngày sẽ giải quyết hết đám Tiêu Phàm và Sở Khinh Cuồng. Nhưng đến bây giờ đã nửa tháng trôi qua, ngay cả lông của bọn Tiêu Phàm cũng không thấy đâu. Gia chủ Bạch gia buồn bực đến mức muốn hộc máu. Vì chưa thể giết chết Tiêu Phàm, hắn cũng không thể báo cáo lại kết quả cho sư tôn hắn và sư tôn của hắn cũng không thể có kết quả tốt để bàn giao lại cho Cổ Thần Phong. Lão tổ của bọn hắn đã hạ tử lệnh với bọn hắn. Cho bọn hắn thêm thời gian 3 ngày cuối cùng, nếu như trong 3 ngày không giết chết Tiêu Phàm và Sở Khinh Cuồng thì gia tộc của bọn hắn cũng không cần tồn tại nữa. Két, đang lúc đám người phiền muộn thì đột nhiên cửa phòng nơi Tiêu Phàm ở mở ra, âm thanh rất nhỏ, nhưng ở đây đều là cường giả chiến thần cảnh dĩ nhiên nghe rất rõ ràng. Xuất hiện rồi, bọn hắn xuất hiện rồi, kẻ theo dõi của Bạch gia chút nữa kích động kêu lên. Trong nháy mắt, ánh mắt của những người khác đều nhìn về phía lạc viện, tại đó có 5 bóng người đi ra, mấy người trừng to đôi mắt nhìn. Đó không phải là độc tí kiếm thần sao? Cánh tay của hắn lại phục hồi như cũ rồi. Có người kinh ngạc nhìn Sở Khinh Cuồng nói. Nghe đồn trên người của người kiếm hồng trần có thể có trường sinh đan, xem ra là thật. Lại có người mở miệng, có chút kích động nói, nhanh đi thông báo gia chủ. Chỉ một thoáng, lần lượt từng bóng người lặng yên rời đi. Tin tức bọn Tiêu Phàm xuất hiện cũng nhanh chóng truyền đi xung quanh. Nhanh đi thông báo cho Ngũ Vương Tử, bọn Kiếm Hồng Trần xuất hiện rồi. Lục Vương Tử, mau tới đây, Kiếm Hồng Trần ở kia. Tu sĩ bên trong mấy gian phòng của khách sạn cũng bắt đầu bận rộn. Mà lúc này, Tiêu Phàm đứng duỗi lưng ở trước cổng, trên mặt lộ ra một nụ cười sâu sắc, trong lòng lạnh giọng nói, không ngờ chúng ta lại bị nhiều người để mắt tới như vậy. Với cường độ linh hồn của Tiêu Phàm bây giờ đã có thể bao trùm mấy ngàn dặm xung quanh, toàn bộ khách sạn xung quanh đều để lại dấu ấn rõ ràng trong đầu hắn. Chỉ là hắn không ngờ ngoại trừ người của bọn Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử thì còn có những người khác nhắm vào hắn. Mặc dù những người kia che giấu rất tốt nhưng vẫn để lộ ra một tia sát cơ. Tiêu Phàm đối với sát ý thì vô cùng mẫn cảm, sao tất cả có thể thoát khỏi sự bắt giữ của hắn được. Tiêu huynh, Sở Khinh Cuồng truyền âm cho Tiêu Phàm nói, vẻ mặt khá khó coi. Có vẻ như Bạch gia kia tìm tới đây là vì việc trước kia ta đắc tội với hắn rồi. Chẳng lẽ ngươi sợ sao? Tiêu Phàm mỉm cười, trêu ghẹo nói. Ta không sợ, chỉ là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của huynh. Ta nghe nói phía sau Bạch gia này có một vị lão tổ cực kỳ cường đại, ngay cả thần chủ của Thương Sinh Thần Quốc cũng phải nhường 3 phần. Sở Khinh Cuồng lại nói. So với Thanh Phong lão tổ đấu với ta nửa tháng trước thì thế nào? Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nói. Cũng không phân cao thấp, Sở Khinh Cuồng trịnh trọng nói. Ngay cả Thanh Phong lão tổ ta còn không sợ, lại sợ Bạch gia lão tổ hắn sao? Tiêu Phàm tạm thời yên lòng. Thanh Phong lão tổ dĩ nhiên mạnh nhưng nửa tháng này, Tiêu Phàm trải qua rèn luyện, thực lực lại tinh tiến. Nếu như gặp lại Thanh Phong lão tổ, Tiêu Phàm có lòng tin đánh bại hắn. Nhìn thấy sự tự tin của Tiêu Phàm, Sở Khinh Cuồng chỉ đành chịu. Thực lực của Tiêu Phàm chỉ có thể hình dung bằng 2 từ biến thái, đương nhiên không có gì có thể e ngại. Võ Nhược Phong, Vân Hạc, các ngươi đi tìm hiểu những ngày qua, Thành Thiên Thương Thần phải chăng có tin tức gì lớn? Sở Huynh, Kiếm La, các ngươi đi theo ta đến Vạn Bảo Các một chuyến.
Tiêu Phàm căn dặn. Buổi đấu giá của Vạn Bảo Các sắp tới gần, Tiêu Phàm cũng đã luyện ra được sinh cốt thần đan. Kế hoạch của hắn cũng là đi bước thứ hai. Mặc dù bây giờ có không ít người biết sự tồn tại của thần dược sư nhưng đây cũng không phải là mục đích của Tiêu Phàm. Điều hắn muốn là cả thành Thiên Thương Thần đều biết. Được, đám người gật đầu, chuẩn bị đi hoàn thành nhiệm vụ mà Tiêu Phàm đã nhắn nhủ. Nhưng mà... Độc Tý Kiếm Thần ra đây chịu chết đi. Đột nhiên, một tiếng gào thét từ trên cao truyền đến, lại nhìn thấy bóng người từ đằng xa gào thét tới, trong nháy mắt xuất hiện xung quanh sân của bọn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhíu mày, loại cảm giác này khiến cho hắn nhớ lại huyễn cảnh thứ 100. Minh Yểm mang người tới giết, vây chặt bọn hắn như nêm cối. Hiện tại cũng giống như thế, chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới Minh Yểm, trong lòng Tiêu Phàm liền có một loại sát ý khó mà che giấu. Hắn ngẩng đầu nhìn, lại thấy một đám tu sĩ mặc trường bào màu trắng quan sát bọn hắn. Trong mắt đều là ngạo nghễ và lạnh lùng, dường như đang nhìn một bầy kiến hôi. Sáu chiến thần đỉnh phong, lông mày của Tiêu Phàm có chút cứng lại. Lúc trước mình đối đầu với Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử là tương đương đối phó với 8 cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong. Đám người này, sáu chiến thần đỉnh phong mà lại dám đến giết mình. Thật đúng là to gan, người của Bạch gia. Vẻ mặt của Sở Khinh Cuồng hờ hững, bây giờ thực lực của hắn cũng không phải là thất biến chiến thần lúc trước. Dù là thất biến chiến thần hắn cũng không sợ hãi, huống hồ là bây giờ. Độc Tý, người dám giết con ta, hôm nay ta cho người có đến mà không có về. Người không liên can thì rời đi cho ta, nếu không đừng trách Bạch Mỗ không khách khí. Trên không trung, đột nhiên có một nam trung niên tiến lên một bước, sắc mặt băng lãnh nhìn Sở Khinh Cuồng. Sau đó lướt nhìn bọn Tiêu Phàm, trong ánh mắt đều là ý uy hiếp. Lần trước Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử mang theo 6 đại chiến thần cảnh đỉnh phong cũng nói như vậy, người có biết bọn hắn sau đó ra sao không? Kiếm La khinh thường nhìn nam trung niên kia. Cảnh giới của những người này tuy mạnh nhưng thực lực cũng không kinh khủng như thế. Thần lực chi tinh của thiên địa lao ngục quá nhiều cũng có một điểm bất lợi chính là rất nhiều người lười nhác tu luyện, trực tiếp mua thần lực chi tinh về luyện hóa. Ngay từ đầu Kiếm La nhìn thấy nhiều chiến thần cảnh đỉnh phong như vậy thì giật mình kêu lên. Nhưng mà bây giờ, Kiếm La thật sự không để bọn họ ở trong mắt. Hừ, người đang nói chúng ta sao? Lại một tiếng hừ lạnh vang lên, là một đám người không mời mà đến. Người cầm đầu không phải là ai khác chính là Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử. Lần này phía sau hai người không chỉ có 6 người mà là có đến 8 chiến thần cảnh đỉnh phong. Tu sĩ chiến thần cảnh hậu kỳ khoảng chừng 30 người. Một đám người khí thế hung hăng, toàn bộ hư không đều lay động, không khí dường như bị lấy hết trở nên vô cùng ngột ngạt và ngạt thở. Hiện tại có thể tương đương với 14 chiến thần cảnh đỉnh phong, các ngươi còn có thể trốn được sao? Vẻ mặt lãnh ngạo của Ngũ Vương Tử lại khôi phục. Trước đó bọn hắn đi theo Tiêu Phàm, muốn để Tiêu Phàm giúp bọn hắn giải trừ phong ấn trên người. Nhưng mà vốn dĩ Tiêu Phàm không có ý giúp bọn hắn. Những ngày qua không thấy bóng dáng của Tiêu Phàm, Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử rất tức giận lại thêm phần xúi dục của Bạch gia khiến hai người này lại lựa chọn chó cùng dứt dậu. Ngươi không giúp ta giải trừ phong ấn, vậy ta buộc ngươi phải giải trừ. Sắc mặt của đám người Kiếm La hơi trầm xuống, chỉ có điều không đến mức độ sợ hãi. 14 chiến thần cảnh đỉnh phong cùng một đám chiến thần cảnh hậu kỳ nhìn có vẻ rất nhiều. Nếu là trước kia, đoán chừng đã sớm dọa bọn hắn đến hai chân như nhũn ra. Nhưng mà hiện tại, bọn hắn cũng biết tài năng của những người này có thể dựa vào lĩnh ngộ thật sự để đột phá đến cảnh giới bây giờ đoán chừng cũng chỉ 2-3 người mà thôi. Những người khác đoán chừng đều là luyện hóa thần lực chi tinh, thả khí thế đến dọa người mà thôi. Để mà chiến đấu thật sự, đoán chừng còn không bằng những người dựa vào chính mình đột phá cửu biến chiến thần đâu. Xem ra có nhiều người vẫn không có đầu óc, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, bên trong khe hở lộ ra hai đạo tinh quang, vốn dĩ hắn không dự định giết Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử. Nhưng bây giờ, nếu như bọn hắn thật sự muốn gây phiền phức cho mình thì Tiêu Phàm không ngại giết bọn hắn thật. Kiếm Hồng Trần, nếu ngươi giải trừ phong ấn trong cơ thể chúng ta lập tức rời đi, thế nào? Lục Vương Tử đột nhiên mở miệng nói. Vẻ mặt của Ngũ Vương Tử hơi động. Cũng gật đầu nói, không sai. Chỉ cần ngươi giải trừ phong ấn trên người chúng ta thì chúng ta sẽ không giết ngươi. Thật sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng.
Đương nhiên là thật, Lục Vương Tử và Ngũ Vương Tử nghe vậy còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi. Hy vọng các ngươi nói lời giữ lời. Tiêu Phàm thản nhiên nói, sau đó bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn vỗ về phía Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử. Sắc mặt hai người biến đổi, những thuộc hạ kia cũng liền bước lên phía trước, có điều Lục Vương Tử lại cắn răng nói, đều tránh ra cho ta. Những thuộc hạ kia nào dám chống lại lời của Lục Vương Tử, đành phải bảo vệ ở sau lưng Lục Vương Tử. Trường thần lực kia đập trên người hắn, sau một hồi, từ trong cơ thể hắn phun ra ba đạo lưu quang. Ngay sau đó, trên người Lục Vương Tử phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ chính là khí tức của cửu biến chiến thần. Ha ha, khôi phục rồi. Lục Vương Tử tùy tiện cười to, làm người bình thường hơn nửa tháng khiến cho trong lòng của hắn kìm nén một miệng tức giận. Còn ta nữa, Ngũ Vương Tử liền vội vàng tiến lên, hắn không ngờ Tiêu Phàm lại giải phong ấn cho bọn hắn. Vẻ mặt của Tiêu Phàm lãnh đạm tiếp tục giải trừ phong ấn cho Ngũ Vương Tử. Bọn Kiếm La và Sở Khinh Cuồng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Với sự hiểu biết của bọn hắn đối với Tiêu Phàm thì hắn không phải người dễ nói chuyện như vậy. Ha ha, cuối cùng đã khôi phục rồi. Tiểu tử, xem như ngươi đã khôi phục cơ thể cho ta, vì thế ta chỉ hành hạ ngươi 3 ngày. Ngũ Vương Tử nhe răng cười một tiếng, con người băng lãnh lộ ra sự khát máu tàn khốc. Ngươi không giữ đúng lời hứa. Võ Nhược Phong nổi giận nói. Ngươi cho rằng một đám súc sinh sẽ giữ đúng lời hứa sao? Tiêu Phàm bình thản nhìn Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử, trên mặt vẫn thản nhiên mỉm cười. Ngươi cho rằng một đám súc sinh sẽ giữ đúng lời hứa sao? Lời nói của Tiêu Phàm giống như một đạo kinh lôi vang lên trong đầu mọi người, tu sĩ vây xem bốn phía không khỏi hít một hơi lạnh, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Tiểu tử này lại dám mắng Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử là súc sinh. Hắn quả thật là người điên. Nhục mạ hai vị vương tử như thế há chẳng phải là chửi cả thần chủ sao? Dám nhục mạ hai vị vương tử, đáng chém. Gia chủ Bạch gia nổi giận nói. Đây chính là thời điểm tốt để nịnh bợ hai vị vương tử, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Giết hắn đi, Ngũ Vương Tử tức không nhịn nổi liền ra lệnh. Người mà hắn mang tới không chút do dự lập tức giết tới. Giết, gia chủ Bạch gia thấy thế, lòng tin lập tức tăng lên. Hắn biết bọn Tiêu Phàm rất mạnh, người có thực lực trong Bạch gia để giết chết Tiêu Phàm và Sở Khinh Cuồng cũng không có nhiều cho nên hắn cố ý liên hợp với hai vị vương tử. Dù cho Tiêu Phàm và Sở Khinh Cuồng mạnh hơn thì cũng chỉ là chiến thần cảnh hậu kỳ mà thôi. Sao có thể là đối thủ của một đám cường giả chiến thần cảnh hậu kỳ trở lên chứ? Ánh mắt Lục Vương Tử nhấp nháy không yên, trong đầu hắn còn nhớ câu nói mà một lần Thiếu Thiên Cơ đã nói với hắn, mọi chuyện nên giữ lại một đường. Hiện tại Tiêu Phàm mới giải trừ phong ấn cho hắn, nếu như mình lại giết hắn há chẳng phải là tuyệt tình. Lần trước hắn không nghe lời của Tiếu Thiên Cơ, rơi vào trong tay Tiêu Phàm. Nếu như lần này còn đối địch với Tiêu Phàm, có phải sẽ còn gặp nạn hay không? Thực lực của hắn đương nhiên mạnh nhưng chúng ta nhiều người như thế có thể là cơ hội tốt nhất để diệt hắn, bỏ lỡ lần này thì khó lấy được trường sinh đan. Trong lòng Lục Vương Tử đang xung đột ý nghĩ. Mà lúc này, người của Bạch gia và Ngũ Vương Tử lại giết tới trước mắt bọn Tiêu Phàm. Bọn hắn có thể tương đương với 11 đại cao thủ chiến thần cảnh đỉnh phong. Ngoài ra còn có 40 tu sĩ chiến thần cảnh hậu kỳ. Luồng sức mạnh này, cho dù đến đâu cũng vô cùng cường đại. Hơn nữa đối mặt với 5 người bọn Tiêu Phàm, đây chính là lấy một địch 10. Nhóm Tiêu Phàm có thể là đối thủ của bọn hắn sao? Đắc tội với hai vị vương tử, lại đắc tội với Bạch gia. Sau lưng Bạch gia còn có Bạch Long lão tổ. Lần này xem hắn chết như thế nào. Vừa tới Thành Thiên Thương Thần, dư luận đã huyên náo xôn xao. Nghe nói lần trước hắn còn đắc tội Thanh Phong lão tổ và Huyền Thương lão tổ, thực lực của hai vị này cũng không tầm thường. Hơn nữa trong đồ tử đồ tôn của bọn họ còn không thiếu cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong. Nghe nói lần trước hắn đánh bại Thanh Phong lão tổ cũng không biết là thật hay là giả. Chắc chắn là giả. Xem hắn chết như thế nào đi. Cho là nhận được sự coi trọng của Nhược Trần công tử thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Đám người ngươi một lời ta một câu, những ngày qua, rất nhiều người đã biết rõ tin tức của Tiêu Phàm, dù sao một thần dược sư trẻ tuổi như vậy cũng coi là tin tức lớn. Thực lực của bọn Tiêu Phàm dĩ nhiên mạnh nhưng làm sao có thể là đối thủ của nhiều người như vậy chứ? Giết không tha, lúc này, một âm thanh băng lãnh vang lên, không có bất kỳ tình cảm gì.
Sau một hồi, chỉ thấy bọn Sở Khinh Cuồng và Kiếm La đều xông tới. Mấy người ở trong luyện tâm tháp đều có thu hoạch, cho dù là Võ Nhược Phong, trên mặt cũng rất tự tin, vốn không có bất kỳ sự sợ hãi nào. À, một tiếng hét thảm truyền đến thì nhìn thấy Kiếm La chém giết hai tu sĩ chiến thần cảnh hậu kỳ, dường như hắn giết không phải người mà là cỏ rác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngươi dám giết người của bản vương, Ngũ Vương Tử phẫn nộ trừng mắt nhìn Kiếm La, sau đó sát khí nặng nề nhào đến Tiêu Phàm. Nực cười, chẳng lẽ chờ các ngươi tới giết chúng ta sao? Kiếm La khịt mũi coi thường liền vung tay một kiếm. So với vừa nãy càng thêm hung mãnh. Tiêu Phàm đã nói giết không tha, bọn Kiếm La đương nhiên sẽ không vi phạm, dù cho xảy ra chuyện gì thì còn có Tiêu Phàm gánh vác. Mặc dù Kiếm La đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong nhưng hắn ở trước mặt Tiêu Phàm, cảm giác vẫn không có bất kỳ sức phản kháng nào, thậm chí nhìn cũng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Có Tiêu Phàm ở đây thì Kiếm La rất tự tin, bọn hắn coi như quang minh chính đại giết vương tử cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chết đi, vẻ mặt Ngũ Vương Tử lạnh lùng, thi triển sức mạnh của cửu biến chiến thần, thần lực khuấy động trong hư không, vô tận thiên hỏa mãnh liệt hư không, ánh kiếm bay tung tóe, sát ý vô hạn. Cùng tiến lên, giết bọn hắn. Lúc này, cuối cùng Lục Vương Tử cũng ra một quyết định, chỉ có điều hắn không nhắm đến Tiêu Phàm mà là lựa chọn đối chiến với Sở Khinh Cuồng. Chẳng biết tại sao khi hắn đối mặt với Tiêu Phàm thì lại không có bất kỳ chắc chắn nào. Về mặt này, Lục Vương Tử thông minh hơn Ngũ Vương Tử rất nhiều, đương nhiên cũng may mà hắn có một người ca ca tốt. Trong phút chốc, hỏa diễm cuồn cuộn ngất trời che mất Tiêu Phàm, Ngũ Vương Tử cùng với bốn đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong phía sau hắn cùng nhào tới, hư không có chút xoay chuyển bởi sự chấn động của thần lực đáng sợ. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Vẻ mặt của Tiêu Phàm không hề lay động, lúc này hắn đã thật sự động sát tâm. Kiếm khí khuấy động quanh người hắn hóa thành một đạo kết giới khiến tất cả sức mạnh của năm đại chiến thần cảnh đỉnh phong đều ở bên ngoài. Hắn giống hệt một vị thiên thần không thể tới gần. Giết ta, ngươi có thể giết được ai? Ngũ Vương Tử khinh thường, trường kiếm trong tay tức giận bổ xuống. Trong miệng hét lên một tiếng phẫn nộ. Kiếm khiếu long vũ, hỏa diễm đầy trời lại hóa thành những cây kiếm hỏa long to lớn điên cuồng đánh thẳng vào kết giới của Tiêu Phàm. Mặt khác bốn đại cường giả cũng không ngừng công kích. Có thể thấy rõ kết giới quanh người Tiêu Phàm đang bị phá ra nhanh chóng. Toàn thân bị một ngọn lửa cuồng bạo bao phủ, thiêu đốt da thịt của hắn. Lúc này, thân thể của Tiêu Phàm hiện lên một bức tranh hư ảnh, bức tranh bỗng nhiên xoay tròn nhanh chóng ngưng tụ thành một vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy sinh ra một luồng sức hút lớn, không ngừng nuốt chửng lấy những kiếm khí và hỏa diễm. Tiêu Phàm đứng chắp tay với bộ quần áo nhếch nhác cùng vẻ mặt hờ hững đứng ở đó. Lại là thần binh này. Lục Vương Tử nhìn từ xa với vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Lần trước, Tiêu Phàm dựa vào bức tranh này ngăn cản một kích chí mạng của hắn. Lão Ngũ, sức mạnh của năm người các ngươi cùng kết lại một chỗ, bằng không, không giết chết được hắn. Lục Vương Tử hét lớn, mơ hồ nhìn ra một ít môn đạo. Ngược lại Tiêu Phàm bất ngờ nhìn Lục Vương Tử. Sinh tử luân hồi đồ quả thực có một hạn chế. Nếu như năm người này công kích cùng một chỗ thì nó thật sự chịu không được. Hừ, Ngũ Vương Tử hừ lạnh một tiếng. Hắn cực kỳ khó chịu quát lớn Lục Vương Tử. Có điều hắn vẫn nhìn về bốn đại cường giả nói ra, năm người chúng ta hợp lực. Rõ, tứ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong dĩ nhiên không dám phản kháng, bọn hắn cũng hy vọng giết chết Tiêu Phàm. Quá đề cao bản thân rồi. Ta đã cho ngươi cơ hội mà không biết trân quý, vậy thì chết đi. Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Chuyện hôm nay chỉ dựa vào phòng ngự thì dọa không được đối phương. Lần trước bắt sống hai người Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử đoán chừng vẫn cho rằng mình không dám giết bọn hắn, cho nên mới không kiêng nể gì như thế. Người chết là ngươi, Ngũ Vương Tử điên cuồng cười to. Mặt khác tứ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong đồng thời tức giận chém xuống. Năm người đều công kích cùng một chỗ đánh tới phía Tiêu Phàm. Bùm một tiếng, trong nháy mắt kết giới quanh người Tiêu Phàm nổ tung, nhìn thấy kiếm khí kia nuốt chửng Tiêu Phàm, cuối cùng trên mặt Ngũ Vương Tử cũng lộ ra nụ cười. Sát na phương hoa, nhưng mà cũng chính lúc này, đột nhiên có một tiếng nói lãnh đạm vang lên bên tai Ngũ Vương Tử khiến cho nụ cười trên mặt Ngũ Vương Tử trong nháy mắt đọng lại ở nơi đó. Ngay sau đó, dưới cổ truyền đến một cảm giác vô cùng lạnh lẽo.
Ngũ vương tử trừng to hai mắt nhìn xuống phía dưới thì thấy nơi đó đang có một cỗ thi thể không đầu. Đó là thân thể của ta. Trong đầu của ngũ vương tử chợt hiện lên ý nghĩ đầu tiên. Trong đầu nhớ lại lời mà Tiêu Phàm lúc nãy đã nói, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Vừa rồi hắn hết sức khinh thường nhưng mà bây giờ hắn cuối cùng đã hiểu, Tiêu Phàm thực sự dám giết hắn. Trong mắt ngũ vương tử đều là vẻ sợ hãi, mình thật sự bị giết. Hắn không thể tin được kết quả này nhưng sự thật chính là như thế. Linh hồn của hắn có thể cảm nhận được thân thể rõ ràng bị chém đứt. Chạy, lúc này, trong đầu hắn chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất. May mà hắn là chiến thần cảnh, linh hồn không chết thì tính mạng vẫn chưa chết, hắn vẫn có cơ hội sống sót. Trong phút chốc, ấn đường của ngũ vương tử bỗng nhiên tỏa ra một đoàn thiên hỏa lao về nơi xa với vận tốc cực đại. Đáng tiếc, Tiêu Phàm đã ra tay giết hắn thì làm sao để hắn trốn chạy được. Tiêu Phàm không giết người thì thôi, một khi giết người thì tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngũ vương tử ép Tiêu Phàm thì cũng thôi đi lại còn không biết hối cải, chỉ muốn giết Tiêu Phàm hắn. Làm sao Tiêu Phàm có thể bỏ qua cho hắn chứ? Linh hồn của ngũ vương tử vừa mới chạy ra liền bị một vòng xoáy khổng lồ nuốt vào trong. Cho dù bây giờ không cần tỏa hồn châu, Tiêu Phàm cũng dễ dàng tiêu diệt linh hồn của một chiến thần cảnh đỉnh phong. Trong nháy mắt, linh hồn của ngũ vương tử biến mất. Người ở đây không khỏi hít một hơi lạnh. Ngươi lại dám giết ngũ vương tử. Một cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong vây giết Tiêu Phàm kêu lên sợ hãi, ánh mắt nhìn về Tiêu Phàm tràn đầy sợ hãi. Chẳng lẽ ta vẫn lừa ngươi sao? Vẻ mặt của Tiêu Phàm lãnh đạm, sau đó chân hắn đạp thái huyền thần du bộ quỷ dị biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã đứng trước người của cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong kia. Trong tay Tiêu Phàm nắm lấy một thanh trường kiếm bình thường nhưng mà dưới sự thôi thúc của thần lực, hồn binh bình thường cũng không kém gì thần binh. Phụt một tiếng, trường kiếm chui vào cơ thể của người kia. Sinh tử áo nghĩa đáng sợ điên cuồng nuốt chửng sức mạnh của người kia. Chỉ không đến một hơi thở, cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong kia đã chết không thể chết lại nữa. Nhìn thấy tình cảnh này, các tu sĩ khác đều tê cả da đầu, Tiêu Phàm rõ ràng chỉ là bát biến chiến thần nhưng có thể giết chết chiến thần cảnh đỉnh phong như cắt cỏ. Thực lực của hắn quả đáng sợ. Người của Bạch Gia càng là sợ hãi không thôi. Bọn hắn cho rằng tìm đến ngũ vương tử thì có thể giết chết bọn hắn. Thật không ngờ đối phương cường đại như thế, ngay cả ngũ vương tử cũng dám giết, càng không cần phải nói đến bọn hắn. Sắc mặt của gia chủ Bạch Gia thất thần, thế hắn mới biết biểu hiện khinh thường của đối phương vừa rồi là thật. Bạch Gia bọn hắn đắc tội với một sự tồn tại không nên đắc tội. Đi thôi. Lục vương tử nhìn thấy Tiêu Phàm đáng sợ như vậy cũng có chút sợ vỡ mật. Trường sinh đan gì cũng bị hắn ném lên tận 9 tầng mây, bây giờ hắn chỉ muốn sống sót. Thực lực mà Tiêu Phàm biểu hiện ra thật là đáng sợ. Cho dù là những vương tử bọn hắn cũng không phải đối thủ. Tiếp tục đi, một giọng nói lạnh lùng phát ra từ Tiêu Phàm. Nghe được giọng nói này, những người vây giết bọn Tiêu Phàm trở nên vô cùng tuyệt vọng. Bọn hắn vốn cho là Tiêu Phàm giết chết ngũ vương tử là để bọn hắn kinh sợ mà thôi, nhưng sự thật có vẻ không phải là chuyện như thế. Vốn dĩ thân thể của Tiêu Phàm không có bất kỳ dừng lại nào. Hắn thi triển thái huyền thần du bộ đến mức cực đại. Ba cường giả chiến thần đỉnh phong đi theo ngũ vương tử tới muốn chạy trốn nhưng tốc độ của Tiêu Phàm nhanh hơn bọn họ nhiều lắm. Chỉ thời gian mấy hơi thở, toàn bộ ba đại cường giả chiến thần cảnh kia bị Tiêu Phàm chém giết. Những tu sĩ chiến thần cảnh hậu kỳ kia đã bắt đầu run lẩy bẩy, trong lúc nhất thời quên mất việc chạy trốn. Chém giết ngũ vương tử và bốn tu sĩ chiến thần cảnh đỉnh phong, vẻ mặt của Tiêu Phàm không có bất kỳ rung động gì. Trong mắt hắn, cái mà hắn giết dường như không phải người mà là thu hoạch thần lực chi tinh. Còn về những tu sĩ chiến thần cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm lại không lạm sát kẻ vô tội. Giết những người yếu như bọn hắn vốn không cần gì. Còn về người của Bạch Gia, Tiêu Phàm lại không tính buông tha. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, bọn hắn không chỉ đến vì sở khinh cuồng mà đến vì giết mình. Hơn nữa, trong tối còn có nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm nơi này. Đối phương cho rằng Tiêu Phàm không phát hiện, kỳ thật Tiêu Phàm sớm đã biết. Bây giờ muốn thoát khỏi linh hồn lực của hắn bắt giữ, trừ phi là tuyệt thế yêu nghiệt trong chiến thần cảnh đỉnh hoặc là cường giả thiên thần, bằng không là tuyệt đối không thể. Bên trong thần cung,
thí thần truyền đến một âm thanh gầm thét của thần thú dường như vô cùng khó chịu với những người vây giết Tiêu Phàm. Thí thần, không cần lo lắng. Có lẽ lần này, người có thể khôi phục chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không chừng. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng. Nụ cười này, tu sĩ khác nhìn thấy quả thật là nụ cười ma quỷ, quá tà dị và đáng sợ. Đều lui ra phía sau. Đột nhiên Tiêu Phàm tiến lên một bước, sắc mặt lạnh lùng nhìn tu sĩ của Bạch gia. Còn về Lục Vương tử thì sớm đã mang theo người mình chạy khỏi, ở phía xa ngắm nhìn động tĩnh nơi đây. Mấy người Sở Khinh Cuồng và Kiếm La không phản kháng mệnh lệnh của Tiêu Phàm chỉ là có chút không hiểu và giận dữ. Điều không hiểu là vì sao Tiêu Phàm khiến bọn hắn dừng tay. Điều giận dữ chính là những người này đều nên giết, buông tha bọn hắn như thế cũng lợi cho bọn họ quá rồi. Nhưng Tiêu Phàm không để ý tới bọn hắn, từng bước một đạp không mà lên, trường kiếm trong tay còn dính lấy máu tươi. Mỗi bước đi của hắn trong hư không đều rất giống một đạo kinh lôi hung hăng đánh vào trong tâm khảm của tu sĩ Bạch gia. Kiếm Hồng Trần, nếu ngươi giết chúng ta, sư tôn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gia chủ Bạch gia lấy dũng khí nói, cơ thể không ngừng đi lui về sau. Hắn thân là gia chủ gia tộc Bạch gia còn là cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong. Ngoại trừ sư tôn của hắn, từ trước đến nay chưa từng có người khiến cho hắn sợ hãi như thế. Nhưng mà hôm nay, ở trước mặt tu sĩ chiến thần cảnh hậu kỳ, hắn sợ hãi, hoảng sợ. Cuối cùng Tiêu Phàm cũng ngừng bước, sắc mặt lạnh lùng nhìn 30-40 người của Bạch gia. Gia chủ Bạch gia còn tưởng rằng Tiêu Phàm đang lo lắng sư tôn hắn, vội vàng nói, chỉ cần ngươi giao độc tí ra, ta có thể cầu xin sư tôn, việc này coi như thôi. Ngớ ngẩn, lúc này còn uy hiếp Kiếm Hồng Trần, Lục Vương tử từ xa khịt mũi coi thường nhìn gia chủ Bạch gia. Tu sĩ xung quanh cũng giống như thế. Lúc này, đột nhiên Tiêu Phàm chậm rãi giơ trường kiếm trong tay lên, sương mù màu xám lượn lơ quanh người, tản ra một luồng khí tức làm cho người ra chấn động cả hồn phách. Sinh tử hoàng tuyền lộ, trong lòng Tiêu Phàm khẽ nói, trường kiếm nhẹ nhàng chém bổ xuống. Một đường mờ mịt xuất hiện trong hư không, ngang qua phía chân trời, bên trong bao phủ 30-40 cường giả chiến thần của Bạch gia. Trên đường sinh tử tối tăm mờ mịt, yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có mưa ánh sáng màu xám bay xuống tựa như mở ra một lối vào thế giới khác. Sau một hồi, từng tiếng đánh giết thê lương như tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong hư không, trong nháy mắt thu hút lực chú ý của mọi người. Lại nhìn thấy đường sinh tử trên hoàng tuyền lộ tối tăm mờ mịt, đột nhiên nhiều cường giả chiến thần cảnh của Bạch gia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già đi, sinh cơ cũng đang nhanh chóng xói mòn. Bọn hắn muốn ra sức thoát khỏi sinh tử hoàng tuyền lộ nhưng cơ thể lại không nghe sai khiến, hãm sâu vào đầm lầy. Thậm chí, có nhiều người muốn tháo chạy linh hồn, nhưng mà vừa mới rời khỏi cơ thể thì trong nháy mắt lại bị sinh tử hoàng tuyền lộ nuốt chửng, không còn lưu lại gì. Tử vong áo nghĩa thật bá đạo, lại cùng có thể công kích cả thân thể và linh hồn. Trong tối có người không nhịn được mở miệng hít một hơi lạnh. Tử vong áo nghĩa lĩnh vực ngưng tụ sẽ không khủng bố như vậy chứ. Lại có người mở miệng, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Ác ma, sư tôn sẽ không tha cho ngươi. Gia chủ Bạch gia kêu thảm, nguyền rủa. Sư tôn ngươi có vẻ như không có hứng thú cứu ngươi. Vẻ mặt Tiêu Phàm lãnh đạm, hắn một tay cầm kiếm nhưng mà sinh tử hoàng tuyền lộ cũng không biến mất, vẫn cắn nuối lấy tất cả linh hồn và sinh cơ của mọi người. Sau khi trôi qua thời gian 10 nhịp thở, nhiều cường giả chiến thần cảnh của Bạch gia đều đã bị chôn vùi, chỉ lưu lại từng thi thể khô gầy bên trong sinh tử hoàng tuyền lộ. Sau đó thi thể bị gió thổi qua, không còn lưu lại gì trong hư không. Lúc này, toàn bộ nơi đó hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Một kiếm này triệt để làm kinh hãi tất cả mọi người ở đây. Một chiêu kiếm xóa bỏ 30-40 chiến thần cảnh hậu kỳ, trong đó còn có 6 cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong. Đây thật sự là thực lực của bát biến chiến thần sao? Rất nhiều người xoa xoa hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Mạnh, không phải mạnh bình thường. Thậm chí có nhiều người đã liên hệ Tiêu Phàm với Tam Đại Công Tử, thực lực như vậy, cho dù Tam Đại Công Tử cũng chỉ có thể như vậy. Bốn người Sở Khinh Cuồng, Kiếm La biết Tiêu Phàm rất biến thái nhưng cũng không nghĩ tới hắn biến thái như vậy. Bốn người bọn họ vừa mới toàn lực ứng phó cũng chỉ chém giết được mấy người mà thôi, thậm chí bản thân còn bị thương không nhẹ. Mà Tiêu Phàm lại một kiếm diệt tất cả người của Bạch gia.
mặt khác còn giết chết Ngũ Vương Tử cùng bốn đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong. Thực lực này cũng quá đáng sợ rồi. Tiêu Phàm lại nhìn về phía nào đó ở chân trời. Trên mặt lộ ra một tia cười tà, sau đó quay người đi ra ngoài sân, đi thôi. Vâng, công tử, cuối cùng mấy người Kiếm La cũng lấy lại tinh thần, hít sâu mấy hơi mới hồi phục lại suy nghĩ. Nhìn bọn Tiêu Phàm rời đi, tu sĩ bốn phía vẫn lặng ngắt như tờ, thậm chí hơi thở cũng không dám nặng nề, sợ kinh động đến vị sát thần Tiêu Phàm. Cho đến khi nhóm Tiêu Phàm đi xa, tu sĩ bốn phía mới xôn xao. Đây là muốn biến thiên sao? Kiếm Hồng Trần giết Ngũ Vương Tử không nói làm gì, lại một kiếm hủy diệt Bạch gia, triệt để đắc tội Bạch Long Lão Tổ. Đâu chỉ có Bạch Long Lão Tổ mà còn có Thanh Phong Lão Tổ, Huyền Thương Lão Tổ. Phía sau ba vị Lão Tổ này có thể còn có một thế lực và tông môn cường đại. Tiểu tử này đoán chừng phải ra khỏi thành Thiên Thương Thần rồi. Sau khi thần chủ biết việc này chắc chắn sẽ tức giận, dù cho hắn là thần dược sư, thần chủ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Đa phần người ta đều không coi trọng Tiêu Phàm, cho rằng hắn quá mức phách lối. Ngay cả vương tử cũng dám giết, quả thực không coi ai ra gì, không để thương sinh thần quốc vào mắt. Thần chủ giận dữ, máu chảy vạn dặm. Điều mà đám người không biết là, Bạch Long Lão Tổ mà bọn hắn nhắc đến đang lén lút nhìn cảnh này. Ánh mắt của Tiêu Phàm trước khi rời đi nhìn đúng về nơi bọn họ. Lúc này, trên người Bạch Long Lão Tổ mặc một bộ trường bào màu trắng đứng trên một đóa mây trắng. Tóc trắng bay múa trên hư không, sắc mặt hết sức khó coi. Đứng bên cạnh hắn là Hắc Mộc Lão Tổ, Huyền Thương Lão Tổ cùng một người khác. Toàn bộ chuyện phía dưới đều in dấu trong mắt bọn hắn. Vốn dĩ mấy người bọn họ đều đến vì giết chết Tiêu Phàm, nhưng mà sau khi thấy được thực lực của Tiêu Phàm khiến cho tất cả bọn hắn đều sợ hãi. Dù cho bốn người đối với thực lực của bản thân hết sức tự tin, nhưng đối mặt với một kiếm kia của Tiêu Phàm, bọn hắn đều không có niềm tin tuyệt đối đỡ được. Mấu chốt là, đây chưa hẳn là toàn bộ thực lực của hắn. Cho dù bốn người hợp lực cũng chưa chắc có thể giết chết Tiêu Phàm. Hắn thật sự là một bát biến chiến thần. Rất lâu sau, Hắc Mộc Lão Tổ không khỏi hít một hơi lạnh. Thực lực như vậy khiến cho những chiến thần cảnh đỉnh phong như bọn họ đều có chút sợ hãi. Lẽ nào hắn đã phát hiện ra chúng ta? Sắc mặt của Huyền Thương Lão Tổ vô cùng u ám. Nhớ đến ánh mắt của Tiêu Phàm trước khi rời đi, hắn không khỏi rùng mình. Lại nhớ đến chuyện bản thân trước đó chuẩn bị liên thủ với Thanh Phong Lão Tổ đối phó Tiêu Phàm, cảm giác trong lòng Huyền Thương Lão Tổ rất khó chịu. Xem ra muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Bạch Long Lão Tổ thở sâu. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một gia tộc của đệ tử mình bị Tiêu Phàm giết chết, nhưng lại không thể làm gì. Muốn giết hắn thì phải tính kế lâu dài. Việc cấp bách bây giờ vẫn là tìm được Thanh Phong Lão Quỷ và Xích Vân Lão Quỷ hãng nói. Một lão giả mặc hắc bào khác lạnh giọng nói. Ô Bằng Lão Quỷ, nếu như lúc đó không phải ngươi ra tay không đủ hung ác thì Xích Vân Lão Quỷ sao có thể cứu được Thanh Phong Lão Quỷ chứ? Huyền Thương Lão Tổ hừ lạnh một tiếng nói. Huyền Thương, ngươi cũng chỉ biết xem kịch từ xa mà thôi. Lúc ta đang chiến đấu thì ngươi ở nơi nào? Lão giả áo bào đen lãnh đạm nói. Hắn là Ô Bằng Lão Tổ, thực lực sâu không lường được. Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Hắc Mộc Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, nói Thanh Phong Lão Quỷ bị trọng thương, chúng ta đã phong tỏa toàn thành, bọn hắn chạy không thoát đâu, chậm rãi tìm tới bọn hắn là được. Đi thôi, trước tiên báo chuyện ở đây cho cổ các chủ đi. Bạch Long Lão Tổ gật đầu, hắn không vì cái chết của đệ tử mà cảm thấy tiếc hận. Mấy người nhìn nhau rồi trong nháy mắt biến mất tại chỗ, dường như chưa từng xuất hiện. Bên trong đại điện của Tiếu Thương Sinh, nơi sâu nhất trong thần cung của thành Thiên Thương Thần, có một người áo đen đang quỳ thuật lại chuyện gì đó. Tiếu Thương Sinh ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi chính giữa, lặng lặng nghe, không thấy rõ mặt mũi của hắn, chỉ thấy ngón tay không ngừng đập vào chỗ ngồi. Tiểu Ngũ chết rồi, Tiếu Thương Sinh nhàn nhạt phun ra một câu không biết là buồn hay là giận. Mới cách nửa tháng mà dám giết Tiểu Ngũ, lẽ nào hắn có chỗ dựa dẫm nào sao? Thần chủ, chúng ta có cần đợi nữa không? Người áo đen kia vội vàng nói. Phái một tiểu đội đi dò thám ngọn nguồn của hắn đi. Tiếu Thương Sinh trầm ngâm giây lát, sau đó lại nói, bây giờ bọn hắn đi đâu rồi? Đi về phía Vạn Bảo Các, người áo đen cung kính nói. Lui ra đi, Tiếu Thương Sinh gật đầu, người áo đen cung kính thối lui.
Trong đôi mắt của Tiếu Thương Sinh tóe ra một tia sáng chói nói, tiểu tử cụt một tay kia sao tay lại mọc lại, lẽ nào thân thể hắn thật sự có trường sinh đan bất diệt. Trước đó, Tiếu Thương Sinh vẫn không tin có trường sinh đan nhưng bây giờ, hắn có chút tin. Ngay cả cụt tay cũng có thể mọc lại, huống hồ chỉ là bảo trì thân thể bất diệt trong thời gian ngắn. Vạn năm rồi, bản tôn đáng lẽ nhanh khôi phục lại rồi, nhưng lại không khôi phục được, cho dù có được thân thể mới thì phân thân cũng không kiên trì nổi. Tiếu Thương Sinh thở dài. Dừng một chút, ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh lẽo, ngưng tiếng nói, cho dù thế nào, ta cũng phải kiên trì đến khi bản tôn khôi phục, đoạt xá cũng tốt, dùng thần đan cũng được. Tiếu Thương Sinh cũng không để tâm đến cái chết của Ngũ Vương Tử. Bây giờ điều hắn muốn làm chính là kiên trì phân thân. Bởi vì chỉ có phân thân, bản tôn của hắn mới có thể nghĩ cách tiến vào nơi đây. Nếu không thì kế hoạch vạn năm phải thất bại. Mà lúc này, chuyện Tiêu Phàm chém giết Ngũ Vương Tử giống như ôn dịch đang nhanh chóng truyền khắp thành Thiên Thương Thần, có người khiếp sợ, có người kinh hỉ cũng có người phẫn nộ. Điều khiếp sợ là ở thành Thiên Thương Thần mà Tiêu Phàm cũng dám chém giết Vương Tử. Vui mừng chính là có nhiều người đã từng bị Ngũ Vương Tử ức hiếp, cuối cùng hôm nay cũng xem như báo được thù. Còn về phẫn nộ, đó là sau khi Ngũ Vương Tử chết thì địa vị của những thuộc hạ của hắn đương nhiên xuống dốc không phanh. Nhưng đây đã là một sự thật mà không thể thay đổi. Mà lúc này, trong một trang viên khác, bốn người Hắc Mộc Lão Tổ xuất hiện ở đây. Người ngồi trên chủ tọa không phải là ai khác mà chính là Cổ Thần Phong. Một kiếm chém giết 6 đại chiến thần, 3-40 chiến thần cảnh. Sắc mặt của Cổ Thần Phong cũng trở nên u ám. Thực lực của Tiêu Phàm vượt xa dự liệu của hắn. Cổ các chủ, lẽ nào kẻ này là do Nhược Trần công tử cố ý tìm đến giúp đỡ? Hắc Mộc Lão Tổ đột nhiên nói. Người giúp đỡ ở đâu mà mạnh như vậy? Vốn dĩ thực lực của hắn không kém gì bản thân Nhược Trần công tử. Ô Bằng Lão Tổ không tin nói. Chỉ là lời nói còn chưa dứt thì đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Đồng Thanh nói Tu La Sơn. Tu La Sơn. Cổ Thần Phong hơi nhíu mày dường như hắn không muốn là địch của Tu La Sơn. Cổ các chủ, kẻ này 8-9 phần là người của Tu La Sơn, cũng chỉ có người kế thừa của Tu La Sơn mới có thể cường đại như thế. Bạch Long Lão Tổ còn nói thêm. Nghe nói truyền thừa của Tu La Sơn lại sắp mở ra. Nếu như hắn là người thừa kế hẳn là nên quay về Tu La Sơn mới đúng. Cổ Thần Phong có chút nghi hoặc. Sau đó một trưởng của hắn vỗ trên ghế. Lạnh nhạt nói, trước tiên đừng đụng đến hắn, tra rõ lai lịch của hắn hãng nói, có điều có thể gây cho hắn một chút phiền phức. Mặt khác, hiện tại cần phải tìm được Thanh Phong và Xích Vân, buổi đấu giá chỉ còn không đến nửa tháng. Vâng, các vị lão tổ gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Đám người Tiêu Phàm rời khỏi khách sạn, sau đó trực tiếp tiến về Vạn Bảo Các, trong lòng không chút để ý tới chuyện đã giết chết Ngũ Vương Tử. Mấy người Sở Khinh Cuồng cùng Kiếm La vẫn luôn giữ yên lặng nhưng trong lòng bọn họ lại lo lắng không thôi. Ngũ Vương Tử dù sao cũng là vương tử ở Thương Sinh Thần Quốc, ở thành Thiên Thương Thần bọn hắn trắng trợn giết chết Ngũ Vương Tử, chắc chắn ảnh hưởng rất lớn. Cho dù Tiếu Thương Sinh muốn buông tha cho bọn hắn, những người khác cũng chưa chắc sẽ nguyện ý, bởi vì Tiêu Phàm làm thế là đã khiêu khích quyền uy của toàn bộ Thương Sinh Thần Quốc. Vân Hạc, Võ Nhược Phong. Các người đi làm chuyện của mình đi. Đột nhiên Tiêu Phàm quay đầu nhìn Võ Nhược Phong và Vân Hạc một chút. Trước đó hắn để hai người bọn họ đi tìm hiểu tin tức, nhưng lại bị chuyện của Ngũ Vương Tử và Bạch Gia cản trở. Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, tự nhiên phải làm tốt chuyện nên làm. Hai người Võ Nhược Phong bốn mắt nhìn nhau, người cũng không để chúng ta đi, chúng ta nào dám đi. Nhưng Tiêu Phàm đã lên tiếng, hai người tự nhiên không dám chống lại. Xoay người biến mất giữa dòng người. Công tử, chúng ta giết Ngũ Vương Tử. Nhìn hai người Võ Nhược Phong rời đi, Kiếm La rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi, trên mặt hắn đều là vẻ lo lắng. Vậy thì như thế nào? Thần sắc Tiêu Phàm vẫn như thường, không có chút biến hóa nào. À, Kiếm La nghe vậy liền im lặng, người bị giết chính là Ngũ Vương Tử của Thương Sinh Thần Quốc đấy, hơn nữa còn bị giết tại thành Thiên Thương Thần, người nói sẽ như thế nào? Nhưng khi hắn nhìn thấy dáng vẻ khí định thần nhàn của Tiêu Phàm, lo lắng trong lòng hắn đã vơi đi mấy phần. Nhưng hắn không hiểu rõ, vì sao Tiêu Phàm lại nắm chắc như vậy, hắn biết Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng cũng không thể địch lại toàn bộ Thương Sinh Thần Quốc.
Yên tâm, coi như Tiếu Thương Sinh biết, cũng sẽ không giết ta, nhiều nhất là phái người thăm dò ta một chút mà thôi. Tiêu Phàm tự tin cười nói. Vì cái gì? Sở Khinh Cuồng không chút nghĩ ngợi hỏi. Tiêu Phàm lại quay người nhìn Sở Khinh Cuồng một cái, đột nhiên ánh mắt Sở Khinh Cuồng sáng lên, sờ lên cánh tay đã mọc lại của mình nói, bởi vì trên người ngươi có trường sinh đan, trước khi lấy được trường sinh đan, hắn sẽ không giết ngươi. Đây chỉ là một trong số nhiều lý do. Ánh mắt Tiêu Phàm có chút lạnh lẽo. Con ngươi Sở Khinh Cuồng khẽ co rụt lại, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, người muốn nói là, hắn muốn đoạt thân thể của ngươi. 89/10 là như thế. Tiêu Phàm cười gật gật đầu. Nếu như phải đối mặt với một linh hồn phân thân Tiếu Thương Sinh có được nhục thân, Tiêu Phàm có chút không chắc, Tiếu Thương Sinh dù sao cũng là thiên thần, tuy là linh hồn phân thân nhưng so với chiến thần cảnh đỉnh phong cũng mạnh hơn không ít. Hơn nữa, hắn có thể đột phá thiên thần, bản thân cũng là tồn tại cấp bậc yêu nghiệt, thực lực so với tu sĩ cùng cấp tự nhiên sẽ cường đại hơn nhiều. Hiện tại Tiêu Phàm mới chỉ là bát biến chiến thần mà thôi, phải đối địch với Tiếu Thương Sinh có thực lực siêu việt chiến thần cảnh đỉnh phong bình thường, chắc chắn hắn không phải là đối thủ. Nhưng nếu chỉ là một linh hồn phân thân, Tiêu Phàm còn có được tỏa hồn châu nên hắn không sợ, thậm chí Tiêu Phàm cũng không lo lắng Tiếu Thương Sinh sẽ đoạt xá hắn, hắn chỉ lo Tiếu Thương Sinh không đoạt xá hắn. Bên trong thần cung, linh hồn bản thể của Tiêu Phàm cùng thí thần thú đều đã gần đạt tới chiến thần cảnh đỉnh phong. Chỉ cần không phải công kích linh hồn của thiên thần cảnh, Tiêu Phàm liền không cần sợ hãi. Kiếm La Cái hiểu cái không nhìn Tiêu Phàm, hắn vẫn cho là đám vương tử và công chúa ở Thương Sinh Thần Quốc là con của Tiếu Thương Sinh, Tiếu Thương Sinh thân làm phụ thân khẳng định sẽ báo thù cho con cái của mình mới đúng. Tiêu Phàm cũng lười giải thích với Kiếm La, mấy người bất chi bất giác đã tới trước cửa Vạn Bảo Các. Vị này chính là Kiếm Công Tử, vừa bước vào Vạn Bảo Các. Một thị nữ đã tiến lên đón, so với lần trước, đãi ngộ lần này của đám người Tiêu Phàm đã tăng lên rất nhiều. Người biết ta, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn thị nữ, thanh danh của mình có vẻ như không có lớn đến thế đi. Nhược Trần công tử đợi ngài đã lâu, thị nữ ngọt ngào nho nhã lễ độ ra dấu mời. Tiêu Phàm càng kinh ngạc, cổ Nhược Trần biết mình muốn tới tìm hắn. Mang theo một tia nghi hoặc. Đi theo thị nữ tiến vào trong một gian phòng trang nhã ở lầu 2, đẩy cửa phòng ra, Tiêu Phàm phát hiện, cổ Nhược Trần tựa như đã đợi rất lâu rồi. Kiếm huynh, từ khi chia tay đến giờ không xảy ra việc gì chứ? Cổ Nhược Trần thấy Tiêu Phàm, vội vàng đứng dậy. Thị nữ kia nhìn cổ Nhược Trần vậy mà khách khí với Tiêu Phàm như thế, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, sau đó cung kính rời khỏi gian phòng. Cổ huynh biết tại hạ muốn tới, Tiêu Phàm chắp tay một cái. Ngồi xuống một bên ghế, nói thẳng ra nghi hoặc trong lòng mình. Không phải lần trước kiếm huynh đã nói sẽ tìm ta sao? Bây giờ đã qua nửa tháng, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Cổ Nhược Trần mỉm cười, ánh mắt ngoài ý muốn nhìn Sở Khinh Cuồng một chút. Chỉ vì câu nói này, Tiêu Phàm rõ ràng không tin. Kiếm huynh không nên hiểu lầm. Cổ Nhược Trần rót một chén trà cho Tiêu Phàm, nói, vị huynh đài này vốn bị cụt một tay nay đã phục hồi như cũ. Xem ra là công lao của kiếm huynh, có lẽ là có quan hệ cùng trường sinh đan mà mấy hôm trước được lưu truyền sôi sùng sục. Tin tức này khi kiếm huynh còn ở thành thiên thương thần đã bắt đầu lưu truyền ra, thậm chí còn nghe đồn rằng ở Vạn Bảo Các có khả năng sẽ đấu giá trường sinh đan, đúng lúc này kiếm huynh lại tới đây. Mà lâu như vậy rồi tại hạ cũng không thấy qua trường sinh đan, lại liên tưởng đến kiếm huynh trước đó, 89/10 là trường sinh đan này xuất hiện trên người kiếm huynh. Cổ Nhược Trần nói một hơi, Sở Khinh Cuồng nghe được mấy câu này, hắn đã kinh động như gặp thiên nhân, chỉ bằng vào những tin tức này, người này lại có thể đoán được nhiều thứ như vậy. Tiêu Phàm khẽ nhấp một ngụm trà, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nhưng trong lòng hắn lại có cái nhìn khác với cổ Nhược Trần. Xem ra là cổ mỗ đã đoán đúng, cổ Nhược Trần cười một tiếng, đột nhiên đứng dậy, khẽ thi lễ với Tiêu Phàm nói, ở đây, cổ mỗ có một yêu cầu quá đáng. Cổ huynh không cần khách khí như thế, nếu kiếm mỗ có thể làm được, tất nhiên sẽ tận lực. Tiêu Phàm càng ngày càng thưởng thức cổ Nhược Trần. Người này biết tiến biết lùi, thân là con em trong đại gia tộc, nhưng không có chút ngạo mạn nào, đúng là đại tài, nếu như có thể kết giao với dạng người này, Tiêu Phàm cũng sẽ không cự tuyệt. Huống chi, hắn tới đây cũng là muốn tìm cổ Nhược Trần hỗ trợ, đối phương đưa ra thỉnh cầu, nếu như hắn có khả năng,
Tiêu Phàm cũng không từ chối. Cổ Nhược Trần đột nhiên trịnh trọng lấy ra một ngọc lệnh màu đen, đưa cho Tiêu Phàm, Tiêu Phàm dùng hồn lực quét qua, một mặt ngọc lệnh màu đen này viết hai chữ vạn bảo, mà mặt khác lại viết hai chữ khách khanh. Nhìn khối ngọc lệnh màu đen này, Tiêu Phàm nhíu mày, hắn đã đoán được ý nghĩ của Cổ Nhược Trần. Không biết cổ mỗ có thể hay không có may mắn mời kiếm huynh đảm nhiệm chức khách khanh của vạn bảo các không? Cổ Nhược Trần tiêu cười nói. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc không thôi, khách khanh của vạn bảo các, nhìn khắp thiên địa lao ngục cũng tồn tại cực ít, nhất là ngọc lệnh màu đen, một cái cũng không có. Không nói người khác, nếu cổ thần phong nhìn thấy, chắc chắn cũng sẽ kinh ngạc không thôi, cũng chỉ có hắn mới biết ngọc lệnh màu đen đại biểu cho cái gì. Cái này, Tiêu Phàm có chút do dự, hắn không tiếp nhận ngọc lệnh màu đen, hắn vốn là người không thích bị ước thúc, nếu như hắn nhận khối ngọc lệnh khách khanh của vạn bảo các này, chắc chắn sẽ có một chút phiền phức. Kiếm huynh yên tâm, đảm nhiệm làm khách khanh của vạn bảo các cũng không bị vạn bảo các trói buộc, chỉ là đến thời điểm vạn bảo các gặp nguy hiểm đến sự tồn vong, thì hy vọng kiếm huynh có thể xuất thủ cứu giúp, mặt khác, huynh ở vạn bảo các mua sắm bất cứ vật phẩm gì, đều sẽ có chiết khấu. Cổ Nhược Trần tựa như nhìn ra nghi hoặc của Tiêu Phàm, giải thích nói. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, vạn bảo các tồn tại trên vạn năm, có lẽ sẽ không xuất hiện chuyện gì đe dọa đến sự tồn vong đi. Huống chi, còn có thể hưởng thụ ưu đãi ở vạn bảo các, đây quả thực là tự nhiên được tiện nghi, chẳng lẽ mình có tiện nghi còn không chiếm sao? Kiếm mỗ đành ngại ngùng mà nhận lấy vậy, Tiêu Phàm nghĩ một chút, đưa tay nhận lấy ngọc lệnh trong tay Cổ Nhược Trần. Tiêu Phàm không biết là, khối ngọc lệnh màu đen, so với tưởng tượng của hắn còn nặng nề hơn nhiều. Cổ Nhược Trần thấy Tiêu Phàm thu hồi ngọc lệnh, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, từ giờ khắc này, Tiêu Phàm chính là khách khanh của vạn bảo các. Kiếm huynh, lần này tới đây là vì việc gì? Thật lâu sau, Cổ Nhược Trần thu lại nụ cười, dò hỏi. Cổ huynh không phải đã đoán được sao? Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn Cổ Nhược Trần một cái, sau đó lấy ra hai bình ngọc, đưa một bình cho Cổ Nhược Trần. Bên trong là trường sinh đan, Cổ Nhược Trần kinh ngạc nói. Cổ huynh đây là đang chế nhạo kiếm mỗ rồi. Tiêu Phàm cay đắng cười một tiếng, nói thế gian này cho dù thật sự có trường sinh đan, thì hiện tại ta cũng không làm được, nhưng đan dược trong bình này, chẳng những có thể để tay bị cụt mọc lại, bạch cốt sinh nhục, còn có thể bảo trì nhục thân ngàn năm bất hủ. Cổ Nhược Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lần này, hắn thật sự không phải giả vờ. Hắn đã gặp qua không ít thần đan, thậm chí hiệu quả tốt hơn so với thần đan của Tiêu Phàm. Nhưng mấu chốt là, để luyện chế những thần đan kia cũng không phải là người bình thường có thể làm, chí ít cũng phải là cường giả cấp bậc thiên thần. Còn Tiêu Phàm mới chỉ là một chiến thần cảnh mà thôi, thế mà đã có thể luyện chế ra đan dược bậc này, điều này vô cùng không thể tin được. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Cổ Nhược Trần đã bình tĩnh lại, hít sâu một cái nói, ý của kiếm huynh là. Ta chuẩn bị đấu giá viên đan dược này, Tiêu Phàm nói. Sau đó lại đưa bình ngọc còn lại cho Cổ Nhược Trần, đan dược trong này là một viên nhược hóa bản, hiệu quả kém hơn một chút, trong lúc đấu giá nếu có người không tin, có thể dùng viên đan dược này thí nghiệm một chút. Kiếm huynh suy nghĩ chu toàn, có hai đan này, tại hạ nhất định không phụ sự kỳ vọng cầu huynh. Cổ Nhược Trần vốn còn có chút lo lắng không bán được viên đan dược này, không ngờ Tiêu Phàm lại chuẩn bị hai viên dược hoàn, đến lúc, hoàn toàn có thể chứng minh hiệu quả thật giả của đan dược. Vậy kiếm mỗ xin đa tạ cổ huynh, Tiêu Phàm trực tiếp đứng dậy, hàn huyên vài câu rồi quay người rời đi. Cổ Nhược Trần cũng không ở lại, mà tự mình tiễn Tiêu Phàm đến cổng, điều này khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Thần dược sư trẻ tuổi như vậy, lấy tu vi bát biến chiến thần đã có thể chiến đấu với Thanh Phong lão tổ, người này không hề thua kém những thiên tài ở thượng giới. Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Phàm rời đi, trong lòng Cổ Nhược Trần có chút không bình tĩnh. Tiêu Phàm không biết ý nghĩ của Cổ Nhược Trần, hắn giao sinh cốt thần đan giao cho Cổ Nhược Trần, ban đầu còn có chút lo lắng Cổ Nhược Trần sẽ không phối hợp. Thật không ngờ Cổ Nhược Trần lại để hắn đảm nhiệm chức khách khanh của vạn bảo các, vậy chuyện kế tiếp cũng không cần hắn lo lắng nữa, chỉ còn chờ Tiếu Thương Sinh mắc câu thôi. Còn 13 ngày nữa đấu giá hội sẽ diễn ra, với trí tuệ của Cổ Nhược Trần, hẳn là có thể làm cho tin tức về sinh cốt thần đan truyền khắp thiên thương thần thành. Tảng đá lớn trong lòng Tiêu Phàm đã được hạ xuống. Hừ, đột nhiên lông mày Tiêu Phàm nhíu lại,
nhìn về phía đám người, hắn luôn cảm giác có một đôi mắt âm thầm nhìn mình chằm chằm. Công tử, có vẻ như có người âm thầm theo dõi chúng ta. Kiếm La truyền âm cho Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình, ngay cả Kiếm La cũng cảm thấy, vậy chắc chắn là có người đang theo dõi mình. Nhưng khi Tiêu Phàm dùng hồn lực tìm kiếm, lại không phát hiện được người nào khả nghi. Tiểu tử, dừng lại. Khi Tiêu Phàm chuẩn bị quay người rời đi, một tiếng nổ đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một luồng khí thế cường đại cuốn tới. Kiếm La bước ra ngăn trước người Tiêu Phàm, chỉ thấy một lão giả áo đen đang bước nhanh tới, sau lưng còn có một đám người đi theo, có ba người cùng đứng song song với hắn. Hắc Mộc lão tổ, Huyền Thương lão tổ, Tiêu Phàm híp hai mắt, khóe miệng khẽ hiện nhếch lên, trên mặt tràn ra nụ cười khinh thường. Sau đó ánh mắt của hắn đảo qua hai người khác, ngày hôm đó hai người này cũng ở trong phòng của cổ thần phong, đều là nhân vật cấp bậc lão tổ. Nhưng Tiêu Phàm không ngờ là, bốn vị lão tổ này lại đi cùng một chỗ, hơn nữa khí thế vô cùng hung hăng. Tiểu tử, đan dược ngươi đồng ý với ta đâu? Hắc Mộc lão tổ vừa đến nơi đã thét to hỏi nói. Tu sĩ bốn phía thấy thế, vội vàng lui về bốn phía, cảm nhận được khí thế trên người mấy người Hắc Mộc lão tổ. Bọn hắn tự nhiên không dám xông lên phía trước. Trong đám người, có một đôi mắt khô gầy đề phòng nhìn chằm chằm vào mấy người Hắc Mộc lão tổ, sâu trong đáy mắt hiện lên hung quang nồng đậm. Ta suýt thì đã quên, Hắc Mộc lão tổ vẫn chờ thứ này để nối dõi tông đường. Tiêu Phàm mỉm cười, một vạn thần thạch mang đến đủ chưa? Vừa nhắc tới một vạn thần thạch, Hắc Mộc lão tổ liền có loại xúc động muốn thổ huyết, hắn đã cung cấp huyết ngọc thần cốt tham để luyện chế mà. Hiện tại hắn muốn lấy đan dược còn phải giao ra một vạn thần thạch. Một vạn thần thạch đối với Hắc Mộc lão tổ không đến mức quá lớn, nhưng cũng là của cải đáng giá, hắn sao có thể bỏ được ra được. Một vạn thần thạch cũng không nỡ, người còn muốn nối dõi tông đường. Tiêu Phàm nhìn thấy Hắc Mộc lão tổ không lấy ra một vạn thần thạch để đổi sinh cốt thần đan, trong lòng lập tức cười lạnh. Những người này khí thế hung hăng, không giống như đến đổi đan dược, ngược lại giống như đến cướp đan dược. Tiểu tử, người đã dùng thần dược của Hắc Mộc, còn muốn lấy thần thạch của hắn, người khinh người quá đáng. Hắc Mộc lão tổ còn chưa mở miệng, Huyền Thương lão tổ đã tức giận nói. Không sai, mấy vị lão tổ chúng ta đều có thể làm chứng, tiểu tử ngươi đừng có chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ. Bạch Long lão tổ cũng phụ họa nói. Đám người nghe được mấy chữ Hắc Mộc, còn người khẽ co rụt lại, có người nhận ra mấy vị đại lão tổ khác, trong lòng họ cực kỳ không bình tĩnh. Tên này là ai, cũng dám đoạt đồ vật của Hắc Mộc lão tổ, đắc tội Hắc Mộc lão tổ không nói, còn dám đắc tội cả với Huyền Thương lão tổ, Bạch Long lão tổ cùng Ô Bằng lão tổ, phía sau bốn vị này lão tổ đều có được tông môn thế lực nhị lưu đấy, chỉ yếu hơn Tu La Sơn và Thương Sinh Thần Quốc. Hắn ta gọi Kiếm Hồng Trần, mấy ngày trước, hắn còn cùng Thanh Phong lão tổ đại chiến một trận. Hả, một lần đắc tội với năm nhân vật cấp lão tổ, hắn muốn chết sao? Đám người kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, phần lớn người cũng không coi trọng hắn, đắc tội bốn vị lão tổ này, có lẽ thần chủ của bọn hắn cũng muốn suy tính một chút, huống chi chỉ là một tên tiểu tử vô phép tắc. Dù sao, phía sau bốn vị này lão tổ đều có một nhị lưu thế lực cường đại. Nhưng thần sắc Tiêu Phàm vẫn bất động, ngược lại vẻ mặt hứng thú nhìn Hắc Mộc lão tổ nói như vậy, người muốn trắng trợn cướp đoạt lạc. Huyết Ngọc thần cốt tham vốn chính là vật của bản lão tổ. Là ngươi đoạt đồ vật của ta. Hắc Mộc lão tổ cười lạnh, mặc dù bọn hắn đã được chứng kiến sự đáng sợ của Tiêu Phàm, nhưng bọn hắn cũng không phải đến đây để động thủ cùng Tiêu Phàm. Hơn nữa, cho dù động thủ, bốn người bọn họ liên thủ, cũng sẽ không e ngại Tiêu Phàm. Tiếng nói vừa dứt, bốn người Hắc Mộc lão tổ cùng bước lên phía trước, khí thế cường đại ép về phía đám người Tiêu Phàm, mấy người Kiếm La không khỏi lui về phía sau mấy bước. Chỉ có Tiêu Phàm vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Ngươi muốn đan dược đúng không? Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Tiểu tử, tính ngươi thức thời, giao đan dược ngươi luyện chế cho ta, hai chúng ta thanh toán xong. Hắc Mộc lão tổ còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, lập tức cười ha hả. Không, ngươi nhầm rồi, ngươi bây giờ còn muốn đan dược, ít nhất phải cho 10 vạn thần thạch. Tiêu Phàm duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc nói. 10 vạn thần thạch, tu sĩ bốn phía nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc,
10 vạn thần thạch đối với những tu sĩ tầm thường bọn hắn mà nói, đó chính là con số trên trời. Cho dù là đám nhân vật như Hắc Mộc lão tổ bọn hắn, có lẽ cũng hết sức đau lòng. Phải biết rằng, Tiêu Phàm giết chết 3 người Tiếu Thiên Long, bọn hắn là vương tử và công chúa, cũng mới có được hơn 20 vạn thần thạch mà thôi, có thể thấy sự chân quý của thần thạch. Một viên đan dược mà muốn 10 vạn thần thạch, thực là dọa người. 10 vạn thần thạch, người cũng thật sự dám mở miệng, nếu ta không đưa thì sao? Hắc Mộc lão tổ nhe răng trợn mắt, cười âm trầm. 1 vạn thần thạch hắn cũng không nỡ giao, sao có thể bỏ ra được 10 vạn thần thạch? Không đưa, vậy thì xin lỗi, ta chỉ luyện chế ra 2 viên đan dược, trong đó 1 viên đã bị bằng hữu của ta dùng. Nói đến đây, Tiêu Phàm không khỏi nhìn sang Sở Khinh Cuồng một chút. Trong nháy mắt, ánh mắt đám người Hắc Mộc lão tổ rơi vào trên người Sở Khinh Cuồng, trong mắt khó che giấu được vẻ chấn kinh. Không chỉ bọn hắn, đám người bốn phía cũng có không ít người nhận ra Sở Khinh Cuồng, rất nhiều người đã từng thấy qua Sở Khinh Cuồng, biết hắn bị cụt một tay, dù sao Độc Tí Kiếm Thần vẫn tương đối nổi danh. Nhưng bây giờ, cánh tay bị cụt của vị Độc Tí Kiếm Thần này vậy mà mọc lại, điều này khiến đám người vô cùng kinh ngạc. Cho dù là chiến thần cảnh cường giả, bị đứt mất một cánh tay còn có thể nối lại, nhưng khiến mọc lại thì không thể nào. Về phần một viên khác, nếu như không ai muốn, ta chuẩn bị mang cho chó ăn. Tiêu Phàm đột nhiên nhe răng cười một tiếng. Cùng lúc đó, hắn xòe tay ra, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một bình ngọc. Ánh mắt Hắc Mộc lão tổ lộ ra một tia tham lam, chút nữa nhịn không được đã tiến lên đoạt viên đan dược đoạt kia, nhưng hắn cũng biết, nếu như Tiêu Phàm muốn hủy viên đan dược này đi, hắn tuyệt đối không có khả năng lấy được. Hắc lão quỷ, chỉ cần chúng ta tìm được Sinh Sinh Bất Tức Quả, cũng có thể trả lại ngươi một thân thể hoàn hảo, chẳng lẽ còn bị hắn uy hiếp hay sao? Huyền Thương lão tổ cười lạnh nhìn Tiêu Phàm. Nhưng trong mắt Hắc Mộc lão tổ chỉ có bình ngọc trong tay Tiêu Phàm, dù sao đan dược này đã được Sở Khinh Cuồng chứng thực qua, mà Sinh Sinh Bất Tức Quả chưa hẳn có thể có hiệu quả như hắn muốn. Nghe được lời của Huyền Thương lão tổ, tai của Tiêu Phàm cũng hơi rung động, thầm nghĩ trong lòng, Sinh Sinh Bất Tức Quả không phải vật của Thanh Phong lão tổ sao, chẳng lẽ? Đột nhiên, ánh mắt Tiêu Phàm lóe lên, tựa như hiểu ra điều gì đó. Tiểu tử, đưa đan dược cho ta. Sắc mặt Hắc Mộc lão tổ âm trầm, giống như một con dã thú sắp bộc phát, lộ ra sự điên cuồng, khiến người khác sợ hãi. 20 vạn thần thạch, Tiêu Phàm vẫn lạnh nhạt như cũ, nếu như Hắc Mộc lão tổ thực tình dùng 1 vạn thần thạch đến đổi, Tiêu Phàm nhất định sẽ đưa cho hắn. Nhưng Hắc Mộc lão tổ lại dám mang theo nhiều người như vậy đến uy hiếp hắn, Tiêu Phàm sao có thể đưa cho hắn? Tiêu Phàm chính là một kẻ thích mềm không thích cứng, càng bị uy hiếp, hắn càng không thỏa hiệp. Tiểu tử, người đúng là thích dọa người, đã nói 1 vạn thần thạch mà. Huyền Thương lão tổ cảm thấy, nếu như Hắc Mộc lão tổ không lấy được viên đan dược này, có lẽ sẽ phát điên. Hóa ra là mấy vị lão tổ chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt đồ của thanh niên kia. Đám người nghe vậy, lập tức lộ vẻ hiểu rõ, những kẻ lúc trước hiểu lầm Tiêu Phàm trắng trợn cướp đoạt đồ của Hắc Mộc lão tổ, sắc mặt bỗng đỏ bừng. Trước đó ta nói 1 vạn thần thạch, các ngươi trả lời thế nào? Các ngươi muốn cướp đồ của ta, hiện tại ta nâng giá, các ngươi lại muốn dùng 1 vạn thần thạch đến mua. Coi ta là gì? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, ánh mắt hắn nhìn tứ đại lão tổ như nhìn những kẻ ngu. Sắc mặt tứ đại lão tổ vô cùng không ổn định, bọn hắn vốn muốn làm khó Tiêu Phàm một chút, thật không nghĩ chính mình lại bị làm khó. Cùng Tiêu Phàm đánh một trận, không có 10 phần nắm chắc, bọn hắn tạm thời không muốn động thủ. Nhưng nếu bây giờ không động thủ, sẽ không lấy được viên đan dược kia, thật chẳng lẽ lại phải đưa 20 vạn thần thạch cho hắn sao? Hiển nhiên là không thể nào. Không phải bọn hắn không bỏ ra nổi 20 vạn thần thạch, mà là bọn hắn không chịu nổi kiểu vung tiền như rác này. Được rồi, ta không có thời gian cùng các ngươi chơi đùa, góp đủ 20 vạn thần thạch hãy đến tìm ta. Không đợi mấy người phản ứng, Tiêu Phàm quay người rời đi. Hắc Mộc lão tổ tức đến gần thổ huyết, nhưng đúng lúc này, Tiêu Phàm vừa mới đi mấy bước đã quay lại phất phất tay nói, cho ngươi thời gian 3 ngày, 3 ngày sau nếu như còn không có góp đủ 20 vạn thần thạch, viên đan dược này cũng chỉ có đưa cho chó rồi. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp xoay người nghênh ngang rời đi, Kiếm La cùng Sở Khinh Cuồng đề phòng nhìn 4 người Hắc Mộc lão tổ, sợ bọn họ đánh lén.
dừng lại. Lúc này, Hắc Mộc lão tổ lại lần nữa kêu to, kiềm chế cơn giận dữ, trong con người hắn như muốn phun ra lửa, sát khí nặng nề nhìn Tiêu Phàm, 5 vạn thần thạch, giao đan dược cho ta. Đám người Huyền Thương lão tổ kinh ngạc nhìn Hắc Mộc lão tổ, bọn hắn không ngờ Hắc Mộc lão tổ lại đồng ý. 20 vạn, nhiều một phần ta cũng không muốn, thiếu một phần ta sẽ không cho, hiện tại tâm tình của ta tốt, sau này nhất định sẽ phải 30 vạn. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Đan dược đang ở trên tay hắn, hiện tại hắn là người nắm quyền chủ động, có gì phải sợ gì. Huống chi, cũng không phải hắn không đưa đan dược cho Hắc Mộc lão tổ, mà là Hắc Mộc lão tổ muốn trắng trợn cướp đoạt, trong lòng Tiêu Phàm không hề cảm thấy áy náy chút nào. Muốn chết, Huyền Thương lão tổ không ngờ Tiêu Phàm lại cường thế và bá đạo như vậy. Nếu quả thật là tăng giá tới 30 vạn thần thạch, thì chỉ có thể mang Hắc Mộc lão đi tổ bán, trong thời gian ngắn hắn không thể có nhiều thần thạch như vậy, đến lúc đó thật sự chỉ có thể động thủ. Trong đầu Hắc Mộc lão tổ đang có một loạt suy nghĩ, bọn hắn muốn mượn thế áp bách Tiêu Phàm, buộc Tiêu Phàm giao ra đan dược. Thật không ngờ Tiêu Phàm lại không sợ, quả thực là bắt được điểm yếu của hắn, để hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Huyền Thương, Hắc Bằng, Bạch Long, mỗi người các ngươi cho ta mượn 3 vạn. Hắc Mộc lão tổ đằng đằng sát khí nói, sát khí này, tự nhiên là nhằm vào Tiêu Phàm. Nhìn thấy dáng vẻ Hắc Mộc lão tổ, trong lòng mấy người Huyền Thương lão tổ khẽ lột bột, nếu Hắc Mộc lão tổ thật sự không có được đan dược, hắn thật sẽ nổi điên. Nếu là bình thường, Hắc Mộc lão tổ nổi điên bọn hắn cũng không quan tâm, nhưng bây giờ bọn hắn đều làm việc cho cổ thần phong, nếu như xảy ra việc ngoài ý muốn, bọn hắn đều không chịu đựng nổi. Vạn Bảo Các chỉ là một địa phương làm ăn, nhưng những cao thủ trên đỉnh đều biết, Vạn Bảo Các chỉ không tham dự phân tranh mà thôi, nếu quả như thật phải động thủ, có lẽ ngay cả Thương Sinh Thần Quốc cũng phải nhượng bộ. Ở đây có 3 vạn thần thạch, Ô Bằng lão tổ tiện tay ném ra một chiếc hồn giới. Huyền Thương lão tổ cùng Bạch Long lão tổ thấy thế, cũng không chần chờ, mỗi người đều đưa cho Hắc Mộc lão tổ 3 vạn thần thạch, sau đó Hắc Mộc lão tổ quay người ném cho Tiêu Phàm một chiếc hồn giới. Đây là 20 vạn thần thạch, đan dược đâu? Hai mắt Hắc Mộc lão tổ đỏ bừng, bị Tiêu Phàm gạt mất 20 vạn thần thạch, trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tiêu Phàm cười híp mắt nói, hắn hiện tại chính là rất thiếu thần thạch, 20 vạn đối với hắn mà nói chỉ là một chút của cải mà thôi. Hắc Mộc lão tổ kiên trì gật gật đầu, sau đó hai người cùng ném vật trong tay ra, Tiêu Phàm nắm lấy hồn giới, nhìn lướt qua. Bên trong đúng là có 20 vạn thần thạch. Hắc Mộc lão tổ cũng nhanh chóng mở ra bình ngọc, trực tiếp nhét đan dược vào trong miệng, ngay sau đó, trên người hắn phóng ra một cỗ sinh cơ mạnh mẽ. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được khí thế trên người Hắc Mộc lão tổ đang dần tăng lên, chính hắn cũng có thể cảm nhận được nơi nào đó của hắn đang khôi phục nhanh chóng. Không nghĩ tới viên đan dược kia, thật sự bị chó ăn. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Nghe nói như thế, Hắc Mộc lão tổ đang chìm trong hưng phấn đột nhiên bị tức đến mức bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa đã ngất đi. Đám người nghe được lời nói không mặn không nhạt của Tiêu Phàm, khóe miệng không khỏi giật một cái, tiểu tử này chế nhạo không vừa đâu, đây không phải đang công khai mắng Hắc Mộc lão tổ là chó sao. Nhưng Hắc Mộc lão tổ cũng đáng bị coi thường, người ta nói muốn quảng đan dược này cho chó ăn, hắn lại tốn 20 vạn thần thạch mua lại. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cười lớn rời đi. Đám người Huyền Thương lão tổ hung hăng nhìn theo bóng lưng Tiêu Phàm, thế nhưng cũng không thể làm gì, 4 người bọn họ hợp lực chưa chắc đã là đối thủ của Tiêu Phàm, huống chi hiện tại Hắc Mộc lão tổ lại tư xê dẫn đến thần lực đại loạn. 3 người bọn họ không có bất kỳ nắm chắc nào khi đối mặt với Tiêu Phàm, về phần đám người đi theo bọn hắn kia, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Tiêu Phàm chỉ dùng một kiếm là có thể xử lý cả đám. Tiêu Phàm lấy được 20 vạn thần thạch, tâm tình càng tốt, 20 vạn thần thạch, có thể mua sắm không ít đồ tốt. Kiếm La, người đi dò hỏi xem, giá thần lực chi tinh bán bao nhiêu. Tiêu Phàm nghĩ dùng thần thạch này có thể mua không ít thần lực chi tinh. Chiến thần cảnh tiền kỳ kỳ giá khoảng 3.000 thần thạch, trung kỳ thì 5.000 đến 1 vạn thần thạch, hậu kỳ giá từ 1 vạn đến 2 vạn thần thạch. Còn chiến thần cảnh đỉnh phong, giá ít nhất cũng phải 4 vạn thần thạch, căn cứ vào việc dung hợp áo nghĩa nhiều hay ít cùng chủng loại áo nghĩa, giá cả lại có chút biến động.
Kiếm La nói xong, không khỏi cảm thán một chút. Ở chiến hồn đại lục, một viên thần lực chi tinh sẽ có vô số kẻ tranh đoạt, còn ở nơi này, thần lực chi tinh cũng chỉ là vật phẩm dùng để giao dịch mà thôi. Không thể không nói, chiến thần cảnh ở thiên địa lao ngục, đã rơi đến trình độ không đáng như vậy. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, thở dài nói, vốn nghĩ là 20 vạn hồn thạch có thể mua không ít thần lực chi tinh, hiện tại xem ra vẫn còn thiếu rất nhiều. 20 vạn thần thạch, tối đa cũng chỉ có thể mua 5 viên thần lực chi tinh chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Tiêu huynh, nếu như ngươi muốn thần thạch, bảo khố của Thương Sinh Thần Quốc hẳn là có không ít, thậm chí còn có rất nhiều thần lực chi tinh. Sở Khinh Cuồng đột nhiên truyền âm nói cho Tiêu Phàm. Ồ, ánh mắt Tiêu Phàm tỏa sáng, ngẩng đầu nhìn về một phía, hận không thể lập tức xông lên cướp đoạt. Nhưng hắn lại lập tức lắc đầu, hiện tại việc cần phải làm, chính là xử lý Tiếu Thương Sinh, sau đó còn không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao. Việc này không vội được, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Đột nhiên, Tiêu Phàm dừng lại, nhìn về phía Kiếm La cùng Sở Khinh Cuồng nói, hai người các ngươi về khách sạn trước, chú ý an toàn, một mình ta đi dạo một vòng. Hai người Kiếm La và Sở Khinh Cuồng đều là người khôn khéo, hiểu Tiêu Phàm có việc muốn làm, thậm chí trong lòng hai người bắt đầu nghĩ, Tiêu Phàm có phải chuẩn bị đi cướp bảo khố của Thương Sinh Thần Quốc không? Nghĩ vậy nhưng hai người vẫn rời đi, Tiêu Phàm cũng đi vào một hẻm nhỏ tối tăm, con ngươi âm u đột nhiên nhìn chằm chằm vào một chỗ. Nơi đó, có một thân ảnh đang co ro, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Xích Vân tiền bối, Tiêu Phàm hỏi dò. Mặc dù đối phương ẩn giấu đi khí tức thần lực, nhưng trong thân thể Tiêu Phàm thế có phệ hồn, rất mẫn cảm đối với khí tức thần lực, người bình thường căn bản không thể gạt được nó. Tiểu huynh đệ, bóng dáng kia đi tới. Lúc này Tiêu Phàm mới thấy rõ ràng hình dạng của hắn, hắn mặc một bộ trường bào màu đen bình thường, thân thể cũng biến hóa thành một người khác, nếu ném hắn vào biển người chắc chắn không có ai nhận ra, nhưng khí tức trên người đúng là Xích Vân lão tổ không thể nghi ngờ. Giờ phút này khí tức trên người Xích Vân lão tổ cực kỳ yếu ớt, tựa như bản thân đã bị trọng thương, thần lực ba động chập trùng không chừng, trong thân thể còn có một luồng hắc khí như có như không, đang từng bước cắn nuốt sinh cơ của hắn. Xích Vân tiền bối, sao ngươi lại biến thành hình dáng như thế này? Tiêu Phàm vội vàng đi đến bên người Xích Vân lão tổ, kinh ngạc hỏi. Xích Vân lão tổ còn có chút kiêng kỵ Tiêu Phàm, nhưng nhìn Tiêu Phàm không có ý hại hắn. Lúc này mới thở dài một hơi, nói ai, việc này nói rất dài dòng. Sau đó Xích Vân lão tổ kể chuyện mình trải qua với Tiêu Phàm, nghe hắn kể, Tiêu Phàm khi thì nhíu mày, lát sau lại giãn ra, không ít nghi hoặc của hắn trong nháy mắt đã được làm sáng tỏ. Bốn người Hắc Mộc lão tổ đều quy thuận cổ thần phong. Còn đánh giọng Thương Thanh Phong lão tổ và ngươi, Tiêu Phàm kinh ngạc nói, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Sau đó lại trầm ngâm nói. Khó trách bốn người bọn hắn lại ở cùng một chỗ, hóa ra là cố ý tới tìm ta gây phiền phức, trước đó người của Bạch gia cũng không phải là đến để giết Sở Khinh Cuồng, mà là tới giết ta. Nghĩ đến điều này, sát ý trên người Tiêu Phàm dần tràn ra, ngõ nhỏ âm u càng thêm lạnh lẽo. Hóa ra bọn hắn còn muốn giết ngươi, có lẽ bởi vì ngươi có quan hệ với cùng với Cổ Nhược Trần. Xích Vân lão tổ lại nói, theo như lời ngươi nói. Đây là một âm mưu cổ thần phong nhằm vào Cổ Nhược Trần. Mà chúng ta lại trở thành người bị hại, Tiêu Phàm cuối cùng cũng hiểu rõ. Không sai, cổ thần phong là người không dễ dàng khoan nhượng, Cổ Nhược Trần đến đây để thừa kế chức các chủ của Vạn Bảo Các, hắn tất nhiên muốn nghĩ mọi biện pháp để diệt trừ Cổ Nhược Trần. Xích Vân lão tổ gật gật đầu. Con người Tiêu Phàm dần dần lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới mình lại bị cuốn vào trong một vòng xoáy tranh đoạt này. Nếu như không phải thực lực của hắn đủ cường đại, có lẽ hắn đã sớm chết rồi. Hắn cũng hiểu vì sao Cổ Nhược Trần muốn hắn đảm nhiệm chức vị khách khanh của Vạn Bảo Các, thứ nhất là Cổ Nhược Trần muốn bảo hộ hắn, Tiêu Phàm là khách khanh của Vạn Bảo Các, thì bề ngoài cổ thần phong sẽ không đối phó với hắn. Thứ hai là vì lôi kéo hắn, dù sao hắn cũng là thần dược sư, giá trị đối Vạn Bảo Các cũng không nhỏ. Nhưng cho dù như vậy, Cổ Nhược Trần đều thể hiện ý tốt. Cũng không có muốn hãm hại hắn. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói, cổ thần phong này thật đúng là một kẻ khẩu Phật tâm xa, mặt ngoài thì khách khí với Cổ Nhược Trần, trong bóng tối lại nghĩ trăm phương ngàn kế cô lập Cổ Nhược Trần, ngay cả chúng ta cũng không buông tha. Ở trong lòng Tiêu Phàm,
Cổ Thần Phong này đã là một người chết, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ta cùng Thanh Phong lão quỷ bởi vì cự tuyệt Cổ Thần Phong, kết quả bị bốn người Hắc Mộc lão quỷ bọn họ đánh lén, bị chúng Thiên Ô hỏa độc của Ô Bằng lão quỷ. Xích Vân lão tổ căm hận nói. Đã nhiều năm trôi qua, hắn chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy trên tay người nào, mà đây là lần đầu tiên, Xích Vân lão tổ tự nhiên ghi hận Cổ Thần Phong. Thanh Phong lão tổ không phải muốn giết ta sao? Nếu như hắn gia nhập phía Cổ Thần Phong, giết ta sẽ càng thêm dễ dàng. Việc của Thanh Phong lão tổ khiến Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Dựa theo lẽ thường mà nói, Thanh Phong lão tổ mang thù với hắn, vì sao lại cự tuyệt Cổ Thần Phong? Tiểu huynh đệ, Thanh Phong lão quỷ mặc dù bụng dạ hẹp hòi, nhưng hắn làm người kiêu ngạo, trước đó Cổ Thần Phong nguyện ý cho hắn một cái danh ngạch, hắn cũng từ chối. Nếu là đổi thành những người khác như ta, thì không thể nào cự tuyệt. Xích Vân lão tổ thở dài, trong giọng nói đều vẻ ca ngợi Thanh Phong lão tổ, sau đó lại hít sâu một hơi rồi nói, hơn nữa, lúc ấy hắn muốn giết ngươi cũng hợp tình hợp lý, bởi vì ngươi đã phá hủy kế hoạch mà hắn đã chuẩn bị hơn ngàn năm. Tiêu Phàm rất bất đắc dĩ, nếu lúc ấy không phải Thanh Phong lão tổ từng bước ép sát, hắn cũng sẽ không vạch trần quỷ kế của Thanh Phong lão tổ. Đúng rồi. Thanh Phong lão tổ muốn danh ngạch gì ở Cổ Thần Phong? Tiêu Phàm đột nhiên tò mò hỏi. Đến cùng là danh ngạch gì, để những lão tổ như bọn hắn không thể cự tuyệt, hơn nữa còn để Thanh Phong lão tổ phải chuẩn bị kế hoạch hơn ngàn năm. Thần sắc Xích Vân lão tổ bồn chồn không yên, hắn đang do dự, có nên nói cho Tiêu Phàm biết không? Chờ đến lúc ngươi đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, cũng có thể biết, nói cho ngươi cũng không sao. Xích Vân lão tổ suy nghĩ một chút nói, cái Thanh Phong lão quỷ muốn chính là danh ngạch rời khỏi thiên địa lao ngục. Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, hắn mặc dù đã sớm có phỏng đoán, nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh, chỉ là bên ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh mà thôi. Xích Vân lão tổ thấy Tiêu Phàm bình tĩnh như vậy, ánh mắt không khỏi nhìn lại mấy lần, tựa như cho là mình nhìn lầm. Vạn bảo các có năng lực rời khỏi thiên địa lao ngục. Trầm ngâm một lát, Tiêu Phàm mới lên tiếng hỏi. Trong ấn tượng của hắn, chỉ có Tu La Vương tộc ở Tu La Sơn mới có phương pháp ra vào thiên địa lao ngục mới đúng, vạn bảo các vì sao cũng có thể. Không phải vạn bảo các có thể, mà là cổ gia có thể. Xích Vân lão tổ lắc đầu, khi nói đến cổ gia, trong mắt Xích Vân lão tổ đều là vẻ kiêng kỵ. Cổ gia đến từ thái cổ thần giới. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, trong nháy mắt đoán được cái gì. Cũng chỉ có thân phận như vậy, mới có thể giải thích được rõ ràng, có thể khiến Xích Vân lão tổ kiêng kỵ, để Hắc Mộc lão tổ thần phục, cũng không phải là Cổ Thần Phong và Vạn Bảo Các, mà là cổ gia. Nếu như chỉ là cổ gia ở thiên địa lao ngục, tối đa cũng chỉ là một nhóm chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi, không thể khiến những nhân vật cấp bậc lão tổ kiêng kỵ được. Nhưng nếu như cổ gia là đến từ thái cổ thần giới, thì ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Không sai. Xích Vân lão tổ có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm biết nhiều như vậy hiển nhiên đã vượt quá dự liệu của hắn. Sắc mặt Tiêu Phàm có chút trầm xuống, trong lòng của hắn lại là nhanh chóng suy tính, ban đầu hắn nghĩ là thiên địa lao ngục này, chỉ là một đặc thù bí cảnh của chiến hồn đại lục mà thôi. Bây giờ xem ra, chuyện cũng không phải là đơn giản như vậy, các thế lực ở thái cổ thần giới liên tiếp tiến vào mảnh mộ địa này, điều này quá không bình thường. Hy vọng chuyện ở đây nhanh chóng kết thúc, để có thể mau chóng chạy tới Tu La Sơn. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm quyết định, sau đó lại nói, Xích Vân tiền bối, ngươi tìm đến ta là muốn ta giúp ngươi giải độc sao? Đúng vậy, Xích Vân lão tổ cũng không giấu giếm, hắn nghe nói Tiêu Phàm là thần dược sư, mà lần trước hắn cứu Tiêu Phàm một mạng, cho nên lần này đến đây để thử vận may. Thật ra mấy ngày trước, Xích Vân lão tổ đã ngồi chờ bên ngoài khách sạn chỗ Tiêu Phàm ở. Chỉ là Tiêu Phàm còn đang trong luyện tâm tháp, cho nên hắn đành phải kiên trì đợi mà thôi. Để ta xem một chút, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lần trước Xích Vân lão tổ giúp mình một lần, Tiêu Phàm cũng muốn giúp hắn giải độc. Trước tiên không cần phải để ý đến ta, Thanh Phong lão quỷ sắp không chịu nổi rồi, ngươi cứu hắn trước đi. Xích Vân lão tổ vội vàng nói. Chỉ là khi nói ra lời này, hắn lại lo lắng nhìn Tiêu Phàm. Phải biết là Tiêu Phàm có thù với Thanh Phong lão tổ, hiện tại muốn Tiêu Phàm đi cứu hắn, không phải là đùa giỡn hay sao? Tiêu Phàm không thừa cơ giết Thanh Phong lão tổ, đã coi như là nhân từ rồi. Mang ta đi nhìn xem,
Tiêu Phàm nghĩ một lát, vẫn gật đầu nói. Khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào việc Thanh Phong lão tổ không có thần phục cổ thần phong, Tiêu Phàm cảm thấy người này cũng không tệ lắm, bất cứ lúc nào đều duy trì bản tâm của mình. Nếu như có thể khiến Thanh Phong lão tổ gia nhập Tu La Điện, thì không thể tốt hơn. Chỉ là hy vọng này cũng không phải là rất lớn, Thanh Phong lão tổ bụng dạ hẹp hòi, nhưng hắn cũng vô cùng kiêu ngạo. Được, Xích Vân lão tổ gật đầu, hắn theo dõi Tiêu Phàm lâu như vậy, vốn là vì tìm hắn giải độc Thanh Phong lão tổ, dù sao Tiêu Phàm cũng là thần dược sư. Hắn cũng từng nghĩ tới tìm thần dược sư khác để hỗ trợ, nhưng lại sợ thần dược sư khác cùng cổ thần phong có quan hệ, đến lúc đó không cứu không được bọn hắn, ngược lại sẽ hại bọn hắn. Tiêu Phàm đi theo Xích Vân lão tổ xuyên qua đường phố, Tiêu Phàm một mực đi theo, Xích Vân lão tổ cẩn thận như vậy cũng là hợp tình hợp lý, bọn hắn chắc chắn đang tránh né cổ thần phong truy sát. Đến tận khi màn đêm buông xuống, Xích Vân lão tổ mới mang theo Tiêu Phàm đi vào trong sân một gian tiểu viện ở ngoại thành Thiên Thương Thần, tiểu viện vô cùng rách nát, có rất nhiều ăn mày cũng ở đây. Trong lòng Tiêu Phàm có cảm giác khó chịu, đường đường là nhân vật cấp bậc lão tổ, vậy mà chỉ có thể ẩn thân ở địa phương thế này. Nhớ lại bộ dáng ngạo khí của Thanh Phong lão tổ, trong lòng Tiêu Phàm không khỏi thở dài một hơi, đời người có đôi khi thay đổi rất nhanh. Xích Vân lão quỷ, sao ngươi lại trở về rồi? Không phải ta bảo ngươi đi rồi sao? Đẩy một cái cửa cái rách nát ra, một giọng nói từ bên trong truyền ra, một trận ho khan vang lên. Bên trong một xó của gian phòng tối tăm, một lão giả mặc y phục rách dưới đang nằm, tóc hoa râm, huyết khí suy bại, sinh cơ trên người đã gần cạn kiệt. Ngươi xem, ta mang ai tới? Xích Vân lão tổ cười nói, nhưng khi nói ra lời này, hắn cũng cảm giác có chút không đúng, Tiêu Phàm với Thanh Phong lão tổ vốn có thù mà. Quả nhiên, khi Thanh Phong lão tổ quay đầu nhìn thấy Tiêu Phàm, vẻ mặt liền lộ ra một tia sợ hãi, tựa như sợ Tiêu Phàm động thủ. Nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh lại, có lẽ hắn đã nhìn thấu sinh tử, hắn dùng toàn lực ứng phó cũng không phải đối thủ của Tiêu Phàm, huống chi là bây giờ. Ngươi dẫn hắn tới giết ta, Thanh Phong lão tổ bình thản nói, chỉ là trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Thanh Phong lão quỷ, bụng dạ ngươi thật hẹp hòi, tiểu huynh đệ nếu muốn giết ngươi, ngươi còn có thể nói nhảm nhiều như vậy sao? Xích Vân lão tổ nổi giận nói. Hắn thỉnh thoảng quét mắt nhìn Tiêu Phàm, sợ Tiêu Phàm nổi giận. Có điều thần sắc Tiêu Phàm vẫn bình tĩnh đứng ở kia, chỉ đứng ở kia thờ ơ nhìn mà thôi. Tựa như tất cả mọi chuyện đều không có liên quan gì với hắn. Không phải tới giết ta, Thanh Phong lão tổ nhíu mày, nói chuyện cũng lộ ra vẻ cố hết sức, hiển nhiên hắn trúng độc đã sâu. Vậy ngươi tới làm gì? Chế nhạo ta sao? Ngươi cảm thấy ngươi đáng giá để ta chế nhạo sao? Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, trong giọng nói đều là ý khinh thường. Hắn không có hứng thú này, nói cho cùng, Thanh Phong lão tổ cùng hắn cũng không có thù hận quá lớn. Chỉ có Thanh Phong lão tổ muốn đối phó với hắn mà thôi. Thanh Phong lão tổ nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, mình đường đường là đại lão tổ, bây giờ đến tư cách bị người chế nhạo cũng không có sao. Nếu như không phải nghe nói người còn có mấy phần ngông nghênh, ta cũng lười xen vào việc của người khác. Giọng nói của Tiêu Phàm tiếp tục vang lên, trên người ngươi không phải có sinh sinh bất tức quả sao, chẳng lẽ nó không giải được ô hỏa độc? Sinh sinh bất tức quả đã bị cổ thần phong đoạt đi rồi. Sắc mặt Xích Vân lão tổ khó coi nói. Nếu như có sinh sinh bất tức quả, một chút độc trong cơ thể của bọn họ đã sớm giải được. Nói đến sinh sinh bất tức quả, Thanh Phong lão tổ liền nghiến răng nghiến lợi, quả này mặc dù kém sinh sinh bất tức quả thành thục, nhưng cũng là trọng bảo khó tìm trong thiên hạ. Hắn thật vất vả có được một quả, lại bị cổ thần phong cưỡng ép đoạt đi. Tiểu huynh đệ, người mau cứu Thanh Phong lão quỷ đi, người này mặc dù mắt cao hơn đầu, nhưng bản chất cũng không xấu. Xích Vân lão tổ khẩn cầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Vì sao ta phải cứu hắn? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, lờ đễnh nói. Xích Vân lão tổ có chút kinh ngạc, người không cứu Thanh Phong lão tổ, vậy đi theo ta tới nơi này làm gì, chẳng lẽ thật sự chỉ đến để chế nhạo sao? Xích Vân lão tổ rất nhanh đã hiểu ra. Tiêu Phàm không phải là không cứu Thanh Phong lão tổ, mà là muốn Thanh Phong lão tổ tự mình mở miệng. Đã muốn Tiêu Phàm cứu, lại không nguyện ý nó một câu sao? Thanh Phong lão tổ há miệng muốn nói, nhưng thực sự nói không nên lời, nửa tháng trước, hắn còn muốn giết chết Tiêu Phàm,
bây giờ sao có thể không có mặt mũi để Tiêu Phàm cứu hắn? Thanh Phong lão quỷ, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Xích Vân lão tổ vội vàng nói. Hắn biết, Tiêu Phàm cũng là một người kiêu ngạo, Thanh Phong lão tổ không mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay. Báo thù, hai mắt Thanh Phong lão tổ đỏ bừng, toàn thân hắn hữu khí vô lực, nhưng khi nghe được hai chữ báo thù này, lập tức như đầy máu sống lại. Sao hắn lại không muốn báo thù chứ? Qua nhiều năm như vậy, còn chưa có người nào khiến hắn bị thua thiệt lớn như vậy, Cổ Thần Phong thì thế nào, nếu thật sự giết Cổ Thần Phong, Cổ gia cũng không làm gì được hắn. Dù sao, cường giả thiên thần cảnh cũng không thể tiến vào thiên địa lao ngục, với thực lực của hắn, nếu như muốn chạy trốn, thiên địa lao ngục lớn như thế, hắn tùy tiện chọn một chỗ thì đều có thể sống yên ổn. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ta nguyện ý làm cho ngươi ba chuyện. Thanh Phong lão tổ chật vật ngồi dậy, cúi đầu nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào Thanh Phong lão tổ, một lát sau mới nhẹ gật đầu, hắn ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy cánh tay Thanh Phong lão tổ, thả ra một tia linh hồn lực thăm dò vào trong. Trong nháy mắt, một tia đen nhánh giống như hỏa diễm sương mù lập tức lao về phía linh hồn lực của Tiêu Phàm, khí tức âm u khiến Tiêu Phàm phải giật mình chút nữa đã kêu lên. Đúng là thiên ô hỏa độc. Trong lòng Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, sau đó dùng tinh thần dẫn ngọn lửa màu đen kia tiến vào trong cơ thể hắn. Tiểu huynh đệ, Xích Vân lão tổ thấy thế, hoảng hốt la lên. Thiên ô hỏa độc này ngay cả bọn hắn cũng không làm gì được, cho dù Tiêu Phàm là luyện dược sư, cũng chưa chắc có thể đối phó được, đến lúc đó nếu lại liên lụy đến Tiêu Phàm, bọn hắn sẽ áy náy muôn phần. Thanh Phong lão tổ cũng kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vì cứu hắn, lại dẫn tất cả thiên ô hỏa độc vào trong cơ thể mình. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại có chút cảm động, phải biết rằng, hắn vẫn là địch nhân của Tiêu Phàm vậy mà không ngại nguy hiểm đến tính mạng để cứu hắn. Nếu như hắn biết, Tiêu Phàm vốn không sợ thiên ô hỏa độc, có lẽ hắn sẽ không nghĩ như vậy. Giờ phút này, bên trong huyết mạch Tiêu Phàm, một tia vô tận chi hỏa bùng lên, khi thiên ô hỏa độc vừa tiến vào thân thể hắn, đã bị vô tận chi hỏa đốt cháy hầu như không còn. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà, Tiêu Phàm mới thu tay lại, thần sắc vô cùng bình tĩnh nói, xong rồi. Xong rồi, nhanh như vậy, Xích Vân lão tổ vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng, hắn lĩnh ngộ chính là hỏa diễm áo nghĩa, ngay cả hắn cùng không làm gì được thiên ô hỏa độc, Tiêu Phàm sao có thể nhanh như vậy đã chữa khỏi. Thanh Phong lão tổ cảm thụ được biến hóa trong thân thể, mặc dù thân thể hắn còn có chút suy yếu, nhưng thiên ô hỏa độc trong thân thể thực sự đã biến mất, chỉ có kinh mạch còn có chút bị hao tổn mà thôi. Đa tạ, Thanh Phong lão tổ đứng dậy, khẽ thi lễ với Tiêu Phàm, hắn phát hiện mình vẫn quá coi thường Tiêu Phàm. Không cần cảm ơn ta, người đã đáp ứng làm giúp ta ba chuyện. Tiêu Phàm lơ đễnh, sau đó quay người nhìn về phía Xích Vân lão tổ nói, Xích Vân tiền bối, đến lượt ngươi. Xích Vân lão tổ tự nhiên mừng rỡ vô cùng, Tiêu Phàm bỏ ra thời gian 10 nhịp hô hấp để luyện hóa thiên ô hỏa độc trong cơ thể hắn. Đa tạ tiểu huynh đệ, Xích Vân lão tổ nói cảm tạ từ đáy lòng. Tiền bối lần trước giúp đỡ, ta còn chưa kịp cảm tạ mà. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Hai người Xích Vân lão tổ cũng đại khái hiểu được cách Tiêu Phàm làm người, hắn chính là kiểu người ngươi tốt với ta sẽ báo đáp ngươi gấp trăm lần. Nếu ngươi muốn hại ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần. Sau này, hai vị có tính toán gì không? Tiêu Phàm lại hỏi. Cổ Thần Phong cùng đám người Hắc Mộc sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chẳng mấy chốc bọn hắn sẽ đối phó với Cổ Nhược Trần, chúng ta chuẩn bị liên thủ với Cổ Nhược Trần. Xích Vân lão tổ suy nghĩ một chút nói. Không biết hai vị cảm thấy, ta có tư cách để liên thủ cùng các ngươi hay không? Tiêu Phàm đột nhiên cười nói. Trong lòng của hắn lại là đang nghĩ, mình đây coi như là cướp mối của Cổ Nhược Trần hay không? Xích Vân lão tổ và Thanh Phong lão tổ nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, sau đó hai người nhìn nhau, Xích Vân lão tổ nói, tiểu huynh đệ, không phải chúng ta không tin ngươi, nhưng ngay cả bối cảnh của ngươi là gì chúng ta cũng không biết mà. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, ta cùng Tu La Sơn có chút quan hệ. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, Tu La Sơn. Con người của hai vị lão tổ khẽ co rụt lại, dù là đối mặt với Cổ gia, bọn hắn cũng không kinh ngạc như vậy. Mọi người đều biết, Tu La Sơn chính là thế lực thần bí nhất ở mảnh thiên địa này,
cho dù là Thương Sinh Thần Quốc cũng không dám tùy tiện trêu chọc tới, người này thế mà lại có quan hệ với Tu La Sơn. Tiểu huynh đệ chẳng lẽ là người kế thừa của Tu La Sơn? Xích Vân lão tổ nhìn không được hỏi. Tiêu Phàm cười không nói, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đúng là một người kế thừa, chỉ là hắn không thuộc Tu La Vương tộc mà thôi. Nhìn thái độ của Tiêu Phàm, hai người Xích Vân lão tổ hoàn toàn chắc chắn thân phận của Tiêu Phàm chính là một người kế thừa cẩu Tu La Sơn. Thanh Phong lão tổ liền vội vàng khom người nói, lão hủ có mắt không biết Thái Sơn, xin các hạ chớ trách. Vấn đề ta vừa nói, hai vị cảm thấy thế nào? Tiêu Phàm khoát khoát tay, lại hỏi. Tự nhiên có thể, hai vị lão tổ âm thầm trao đổi một phen, sau đó đồng thời gật gật đầu. Trong lòng bọn họ vẫn không thể bình tĩnh, hai người không ngờ người kế thừa của Tu La Sơn, lại muốn đối phó với cổ thần phong. Nhưng thật ra là bọn hắn hiểu lầm, Tiêu Phàm không phải muốn đối phó với cổ thần phong, mà là muốn đối phó với Tiếu Thương Sinh, chỉ có điều nếu như cổ thần phong muốn đối phó hắn, Tiêu Phàm cũng không để ý phản kích một chút. Hơn nữa, nếu như hai vị lão tổ biết Tiêu Phàm căn bản không phải là người của Tu La Vương tộc, mà là Tu La Điện Chủ ở Chiến Hồn Đại Lục, có lẽ hai người sẽ buồn bực tới hộc máu. Bởi vì bọn hắn lên không phải là thuyền lớn thuận buồm xuôi gió, mà lại lên nhầm thuyền hải tặc. Một khi thân phận Tiêu Phàm bị bại lộ, địch nhân mà bọn hắn phải đối mặt, chính là Thương Sinh Thần Quốc cùng Tu La Sơn Vương tộc. Nếu như hợp tác thuận lợi, có lẽ hai vị có thể rời khỏi giới này đấy. Tiêu Phàm lại ném cho hai người một mê vụ đạn. Đa tạ kiếm công tử. Hai người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, xưng hô với Tiêu Phàm cũng thay đổi. Trong lòng Tiêu Phàm lai khẽ nở nụ cười, có thể liên thủ với hai đại lão tổ, đối với hắn mà nói, chính là như hổ thêm cánh. Dù sao, thực lực của Thanh Phong lão tổ hắn đã tự mình trải nghiệm. Xích Vân lão tổ cũng là nhân vật cùng một cấp độ với Thanh Phong lão tổ. Chỉ là Tiêu Phàm đang nghĩ, nếu như tương lai hai người này thật sự còn sống rời khỏi thiên địa lao ngục, biết nơi mình tiến vào không phải Thái Cổ Thần Giới, mà là Chiến Hồn Đại Lục, lúc đó hai người sẽ nghĩ gì đây? Cẩn thận, đột nhiên, màng nhĩ Tiêu Phàm chấn động một cái, đưa tay vung ra một đạo kiếm chỉ, sau đó thân thể nhanh chóng nhảy về một bên. Hai người Xích Vân lão tổ cùng Thanh Phong lão tổ thấy thế, cũng nhanh chóng biến mất tại chỗ. Vù vù, từng tiếng xé gió rất nhỏ xuất hiện, ngay sau đó mấy tia sắc bén chém xuống vị trí bọn hắn đứng trước đó, mặt đất cũng vỡ ra, từng khe rãnh thật sâu ở trong lòng đất tràn ra. Ai, Xích Vân lão tổ tức giận gầm lên lên, hắn cùng Thanh Phong lão tổ đã xuất hiện trên bầu trời trong đêm tối. Xích Vân lão tổ cùng Thanh Phong lão tổ đứng sừng sững giữa đêm tối trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía, nhưng không phát hiện được bóng người nào ở gần đó. Nhưng khi nãy bọn hắn rõ ràng cảm ứng được một luồng sát cơ lạnh lẽo, nếu như không phải Tiêu Phàm nhắc nhở, bọn hắn phản ứng cũng coi như nhanh, có lẽ bây giờ hai người đã chết rồi. Hai người mặc dù chỉ vừa mới loại trừ hết thiên ô hỏa độc, nhưng thực lực cũng không kém quá nhiều, hiện tại ngay cả địch nhân cũng không phát hiện được. Việc này cũng quá đả kích lòng tin của hai người. Nhìn khắp bốn phía, ngay cả bóng dáng Tiêu Phàm, hai người cũng không thấy, đây mới là quỷ dị nhất. Phụt phụt, khi hai người đang dò xét bốn phía, từ trên hư không đột nhiên rơi xuống từng thân ảnh, máu tươi bắn ra, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Hai người Xích Vân lão tổ nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Phàm khoác hắc bào đang đứng lơ lửng trên không, tóc đen bay bay, sát khí quanh thân nở rộ. Trông hắn vô cùng đáng sợ, tựa như ma thần trong bóng tối. Tiểu huynh đệ, hai người Xích Vân lão tổ xuất hiện bên người Tiêu Phàm. Thời khắc này Tiêu Phàm đã thu liếm lại tất cả sát ý, nếu như không phải vừa mới thực sự cảm nhận được sự kinh khủng Tiêu Phàm, hai người còn tưởng đây chỉ là một giấc mộng. Sau đó thân ảnh của hai người xuất hiện bên thi thể không ngừng rơi xuống kia, Thanh Phong lão tổ lách mình biến mất tại chỗ, sau một nhịp thở hắn đã quay lại. Trong tay của hắn cầm một đoạn cánh tay. Trên cánh tay kia, có một phù văn màu đen thần bí, tựa như một cái bóng, âm trầm đáng sợ. Ảnh thần vệ, con người của Xích Vân lão tổ khẽ co rụt lại, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói, kiếm công tử, hôm nay ngươi giết Ngũ Vương tử, bọn hắn hẳn là đến giết ngươi. Ngươi giết Ngũ Vương tử, Thanh Phong lão tổ nghe vậy, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, ở thành Thiên Thương Thần mà lại giết Ngũ Vương tử. Đây quả thực là muốn chết mà.
Ý của ngươi là những người này là người của Tiếu Thương Sinh? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Không sai, ảnh thần vệ vốn là tới vô ảnh đi vô tung, chỉ nghe lệnh của Tiếu Thương Sinh, nghe đồn ảnh thần vệ yếu nhất cũng là cửu biến chiến thần, ngươi vừa rồi giết chết hẳn là một tiểu đội. Xích Vân lão tổ gật đầu nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn cũng vì thực lực của Tiêu Phàm mà cảm thấy rung động, bọn hắn ngay cả bóng của ảnh thần vệ cũng không phát hiện được, nhưng Tiêu Phàm chỉ trong chốc lát đã chém giết hết một tiểu đội, điều này khiến hắn sao có thể không kinh ngạc. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm lại nở nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, xem ra ta đã thành công lọt vào mắt của Tiếu Thương Sinh. Hai người Xích Vân lão tổ lại thầm mắng, lúc này mà ngươi còn cười, không biết người bị ảnh thần vệ để mắt tới, đều đã chết sao? Hai vị, sau này các ngươi sẽ đi theo ta, hay là có việc khác? Tiêu Phàm nhìn về phía hai người hỏi. Chúng ta vẫn là đợi một chỗ đi. Xích Vân lão tổ vội vàng nói, hắn cũng không dám ở cùng một chỗ với Tiêu Phàm, người bị ảnh thần vệ để mắt tới, ngày đêm đều không được an bình, bọn hắn cũng không muốn mỗi ngày đều trải qua cuộc sống như vậy. Nếu có chuyện gì, dùng cái này liên hệ. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn sao có thể không nhìn ra ý của hai người chứ, tiện tay vứt cho hai người một cái truyền âm ngọc phù, sau đó biến mất ở chân trời. Nhìn theo bóng lưng Tiêu Phàm rời đi, Xích Vân lão tổ không khỏi thở dài, không hổ là người kế thừa Tu La Sơn, một tiểu đội ảnh thần vệ, lại bị hắn dễ dàng xử lý như vậy. Ai, lần này ta thiếu hắn ân tình lớn. Thanh Phong lão tổ cũng thở dài. Thanh Phong lão quỷ, tính tình của ngươi thực sự phải sửa lại, cũng may Kiếm công tử tấm lòng rộng lớn, bằng không người gặp xui xẻo không chỉ là ngươi. Xích Vân lão tổ có ý tốt khuyên bảo. Thanh Phong lão tổ nhẹ gật đầu, nghĩ đến mình đã từng muốn giết Tiêu Phàm, hắn cũng không nhịn được dùng mình một cái, hắn rất tự tin đối với thực lực bản thân mình nhưng cũng không dám cùng đám người điên trên Tu La Sơn kia phân cao thấp. Thần cung ở thành Thiên Thương Thần, trong cung điện của Tiếu Thương Sinh toàn thân run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là hắn đang tức giận. Một tiểu đội chết hết, lời nói lạnh như băng từ trong miệng Tiếu Thương Sinh thốt ra. Trong đại điện, một người áo đen đang quỳ, cảm nhận được sát khí trên người Tiếu Thương Sinh, hắn cúi đầu không nói, sợ Tiếu Thương Sinh nổi giận. Thực lực của kẻ này, xem ra so tưởng tượng của ta còn mạnh hơn. Tiếu Thương Sinh thu lại sát ý, trong giọng nói lộ ra vẻ kích động. Thần chủ, thuộc hạ có một suy đoán. Cuối cùng, người áo đen kia cố lấy dũng khí nói, từ thi thể tiểu đội bị chết kia, có thể thấy người giết chết bọn hắn, có thủ pháp tương tự với người của Tu La Sơn. Tu La Sơn, ngữ khí của Tiếu Thương Sinh trở nên vô cùng âm trầm, thậm chí có chút âm tàn. Như thế càng tốt, chờ sau khi bản thần thử qua trường sinh đan, sẽ lại đến đối phó hắn, các ngươi sắp xếp cẩn thận, đừng để hắn chạy. Vâng, thần chủ, người áo đen cung kính gật đầu, sau đó biến mất trong đại điện. Chờ bản tôn khôi phục, việc đầu tiên là thu thập Tu La Sơn, Giả Cửu U, Giả Cửu Thiên, người thắng lợi cuối cùng vẫn là ta. Tiếu Thương Sinh cười gằn nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn 10 ngày, Tiêu Phàm vẫn một mực tu luyện trong tiểu thiên địa, nghiên cứu bộ tâm luyện cổ kinh mà luyện tâm tử cho hắn. Đáng tiếc, thời gian hơn 10 ngày, Tiêu Phàm cũng không thu hoạch được gì. Trong lúc đó, Tiêu Phàm có hỏi qua khí linh luyện tâm tháp luyện tâm tử nói cho hắn biết, sau khi hắn trở thành thiên thần, tự nhiên là có thể nhìn hiểu. Nhưng Tiêu Phàm không cho là như vậy, bất kỳ công pháp gì, tu sĩ cấp thấp tu luyện công pháp cao cấp, cho dù trong thời gian ngắn lĩnh ngộ không thông, nhưng cũng phải có một chút thu hoạch mới đúng. Nhưng quỷ dị nhất chính là, bộ tâm luyện cổ kinh này, Tiêu Phàm có cảm giác mình rõ ràng hiểu được, nhưng lại không thể tu luyện được. Chẳng lẽ tâm luyện cổ kinh không thích hợp với chính bản thân hắn? Luyện tâm tử, người ngẫm lại xem, chủ nhân trước kia của ngươi tu luyện tâm luyện cổ kinh này như thế nào? Tiêu Phàm đành phải cầu cứu khí linh luyện tâm tháp. Luyện tâm tử xuất hiện lần nữa, nói cụ thể ta cũng không rõ ràng, đúng rồi, chủ nhân đã từng nói, loại công pháp như cổ kinh, thiên thư, cần cơ duyên. Cơ duyên, Tiêu Phàm thầm mắng không thôi, hắn cũng không tin tu luyện một bộ công pháp còn cần cơ duyên, thế nhưng hắn đã từng thử tìm một bộ thiên thư trong Tu La trong truyền thừa để tu luyện, nhưng cũng không thể thành công. Chẳng lẽ ta thật sự chỉ có thể tu luyện vô tận chiến điển? Trong lòng Tiêu Phàm rất không cam lòng.
Muốn lĩnh ngộ được tầng thứ 11 của vô tận chiến quyết kia rất khó khăn, Tiêu Phàm đã dung hợp tất cả công pháp trong Tu La truyền thừa lại một lần, nhưng vẫn như cũ chẳng được gì. Tiêu Phàm có cảm giác, vô tận chiến quyết tầng thứ 11, cũng không phải dung hợp như thế. Đúng rồi, ta còn chưa từng sử dụng vô tận chiến điển để tu luyện, lúc trước dẫn ra vô tận chiến điển để tu luyện công pháp, tốc độ nhanh hơn nhiều. Thần sắc Tiêu Phàm đột nhiên khẽ động. Trong lòng cũng trở nên khẩn trương, nếu như dùng vô tận chiến điển cũng không thể tu luyện, vậy việc hắn muốn tu luyện tâm luyện cổ kinh coi như không có chút hy vọng nào. Suy nghĩ của Tiêu Phàm vừa động, sâu trong thần cung, bỗng nhiên một vệt kim quang bay tới, chính là quyển ghi lại vô tận chiến điển. Tiêu Phàm lập tức dùng tinh thần chìm vào vô tận chiến điển, lần nữa tu luyện tâm luyện cổ kinh. Sau một khắc, một chuyện xảy ra khiến Tiêu Phàm kinh ngạc. Chỉ thấy vô tận chiến điện đột nhiên sáng chói kim quang, chiếu sáng toàn bộ thần cung u tối. Ngay sau đó, vô tận chiến điện vẫn một mực khép kín, giống như sách vở, đột nhiên lật lên một trang, tựa như lá vàng lập lòe tỏa sáng. Tiêu Phàm có thể thấy rõ ràng, phía trên tờ thứ nhất của vô tận chiến điện vốn không có văn tự gì, trong thời khắc nó mở ra kia, một văn tự rườm rà đột nhiên hiện lên phía trên kim trang. Bên tai Tiêu Phàm vang lên từng âm tiết cổ xưa, giống như thần âm đinh tai nhức óc, khiến đầu óc Tiêu Phàm có chút phát run. Nhưng nội tâm của hắn lại là vô cùng thanh minh, tựa như hiểu rõ được cái gì, một chút huyền ảo hư vô hiện lên trong đầu hắn. Đây là, hai mắt Tiêu Phàm trợn lớn lộ ra vẻ khó tin, hắn cảm giác, vô tận chiến điển có vẻ như trở nên có chút khác biệt. Tiêu Phàm không dừng lại, tiếp tục lĩnh ngộ tâm luyện cổ kinh, theo sự lĩnh ngộ của hắn. Văn tự xuất hiện trên vô tận chiến điển càng ngày càng nhiều. Tâm luyện cổ kinh hắn không hiểu nhiều, nhưng cũng biết, những văn tự này đều ghi lại một chút tinh túy của tâm luyện cổ kinh. Vô tận chiến điển lại chủ động ghi lại văn tự của cổ kinh. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện cổ quái như vậy, phải biết rằng, trước đây cho dù là tuyệt phẩm công pháp, vô tận chiến điển cũng chưa từng ghi lại. Trong nháy mắt Tiêu Phàm nghĩ đến một vấn đề. Có lẽ thần giai công pháp dưới con mắt của vô tận chiến điển, cấp bậc quá thấp, không có tư cách để nó ghi lại. Thời gian khoảng nửa ngày, vô tận chiến điển cuối cùng cũng ngừng lại. Sau khi Tiêu Phàm lĩnh ngộ tâm luyện cổ kinh một lần, trên một trang vàng của vô tận chiến điển ghi chép được nửa trang, chuyện này khiến Tiêu Phàm không còn gì để nói. Cổ kinh trong truyền thuyết, mà chỉ xứng ghi chép nửa trang trên vô tận chiến điển. Không hiểu vì sao. Tiêu Phàm có cảm giác tất cả tinh hoa của tâm luyện cổ kinh đều nằm trong nửa tờ này, những thứ khác đều là vật trang trí mà thôi. Sau đó hắn lại thử lĩnh ngộ một lần nữa, nhưng vô tận chiến điển không còn bất kỳ biến hóa nào. Vô tận chiến điển, vô tận, trong miệng Tiêu Phàm lẩm bẩm, tựa như hiểu được cái gì, trên mặt hiện lên nụ cười. Mặc dù hắn không biết vô tận chiến điển có cấp bậc gì, nhưng khẳng định không thấp hơn cổ kinh, nế. Bước vào trong phòng. Một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mắt Tiêu Phàm, đáng tiếc, người này không phải là Cổ Nhược Trần, mà là nhị thúc của Cổ Nhược Trần, các chủ vạn bảo các cổ thần phong. Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng trong lòng vẫn còn có chút hồi hộp. Tiểu Hữu đã lâu không gặp, cổ thần phong đột nhiên quay người, nở nụ cười nhìn Tiêu Phàm. Lần thứ nhất cổ thần phong gặp Tiêu Phàm, vốn không đặt Tiêu Phàm ở trong lòng, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Nhưng lần này, thái độ của hắn lại thay đổi 180 độ. Nếu như không biết cách cổ thần phong làm người, Tiêu Phàm thật sự sẽ nghĩ cổ thần phong nhiệt tình đối với mình, nhưng hắn biết, dưới khuôn mặt tươi cười kia của cổ thần phong cất giấu một thanh đao, tùy thời đều có thể lấy tính mạng của hắn. Không phải Nhược Trần huynh tìm tại hạ sao, xem ra là tại hạ đã đi nhầm phòng, cổ các chủ, quấy rầy. Tiêu Phàm không muốn cùng cổ thần phong nói tiếp, quay người chuẩn bị rời đi. Cổ thần phong thấy thế, sau trong đáy mắt hiện lên một tia sát khí lạnh lẽo, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì bình tĩnh, nói tiểu hữu nếu đã tới sao không ngồi xuống cẩn thận nói chuyện. Không cùng đạo không thể nói chuyện, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Từ khi bắt đầu, Tiêu Phàm đã nhận định sẽ không cùng một con đường với cổ thần phong thậm chí còn tìm người giết hắn, chỉ dựa vào điểm này, hai người cũng đã là địch nhân. Tiêu Phàm cũng biết, cổ thần phong tìm hắn đến. Chắc chắn muốn hắn thần phục cổ thần phong, hoặc ít nhất cũng là quân cờ để cổ thần phong sử dụng. Không tính đến việc Tiêu Phàm đã đồng ý với Cổ Nhược Trần, nên không thể nào đồng ý với hắn,
Tiêu Phàm cũng không có khả năng thần phục hoặc là tương trợ một kẻ muốn giết mình. Ngươi không sợ chết sao? Lông mày Cổ Thần Phong nhíu lại, hết lần này đến lần khác Tiêu Phàm đều không thèm nhìn hắn, điều này khiến hắn sao có thể ẩn nhẫn được. Trong thiên hạ này, chỉ có hai người có thể khiến hắn để ở trong lòng, một là Tiếu Thương Sinh, một người nữa là người kia ở Tu La Sơn. Tiêu Phàm chẳng qua là một tên tiểu tử không rõ lai lịch, không biết xuất hiện từ nơi nào, Cổ Thần Phong sao có thể e ngại được. Tiêu Phàm nghe vậy, bỗng ngừng thân hình. Cổ Thần Phong thấy thế, trên mặt hiện lên nụ cười, nói, như vậy mới đúng chứ, có lẽ chúng ta. Cổ Thần Phong còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, chỉ có thể nói, hắn căn bản không hiểu rõ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không phải loại người để kẻ khác uy hiếp, đừng nói Cổ Thần Phong chỉ là chiến thần cảnh, cho dù hắn là thiên thần thì cũng có sao. Không đợi Cổ Thần Phong nói xong, tiếng nói lạnh lùng của Tiêu Phàm đã vang lên, người đang uy hiếp ta sao? Ngữ khí băng lãnh, con người đen nhánh, hắn đâu có sợ hãi, trên thân hắn còn phóng ra sát khí như có như không. Tựa như chỉ cần Cổ Thần Phong nói thêm câu nữa, Tiêu Phàm sẽ cùng hắn liều mạng. Nụ cười trên mặt Cổ Thần Phong trong nháy mắt cứng đờ, hắn phát hiện, Tiêu Phàm so với tưởng tượng của hắn còn muốn khó chơi hơn nhiều, cũng là không có khả năng thần phục hắn. Phải thì như thế nào? Cổ Thần Phong ngồi trên ghế, thần sắc khôi phục lại vẻ ngạo mạn. Ta cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách lão tử không khách khí, một tiểu tử mà thôi, lông tóc còn chưa mọc đủ, Cổ Thần Phong ta ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm. Lão tử đã nhiều lần nể mặt ngươi, ngươi không để ý thì cũng thôi đi, lại còn dám khinh thường ta. Cổ Thần Phong vốn là loại người cao cao tại thượng, khi nãy coi như hắn đã tốt tính, đáng tiếc Tiêu Phàm lại không lĩnh tình, hắn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục không cần mặt mũi. Mềm không được, tất nhiên là tới cứng. Ngươi tốt nhất chớ chọc ta, thần sắc Tiêu Phàm lạnh nhạt, căn bản không có ý tứ sợ hãi. Tiêu Phàm từ xưa tới nay không gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức, cho dù sau lưng ngươi có Cổ gia thì như thế nào, nước xa không cứu được lửa gần, chỉ cần là chiến thần cảnh, hắn đều không sợ. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Phàm liền hất áo bào, trực tiếp đi ra ngoài, ngay cả con mắt cũng không liếc Cổ Thần Phong một cái, từ đầu đến cuối đều đưa lưng về phía Cổ Thần Phong. Bởi vì đã xác nhận Cổ Thần Phong từ đầu, Tiêu Phàm không nghĩ tới dừng lại lần nữa, làm xong động tác tùy thời rời đi. Cổ Thần Phong cắn răng nghiến lợi nhìn Tiêu Phàm rời đi, sát khí đáng sợ từ trên người hắn tràn ra, một bàn tay nổi giận đập xuống, một cái bàn bên người hắn trực tiếp hóa thành bột mịn. Giận, giận không gì sánh được. Cổ Thần Phong từ khi trở thành các chủ vạn bảo các ở thiên địa lao ngục đến nay, còn chưa nhận qua uất ức như thế, càng không có một tên tiểu bối nào dám khinh thường qua. Nhưng mà, cùng một ngày hôm nay hắn lại trải qua hai chuyện này. Điều này khiến Cổ Thần Phong sao có thể không giận. Nhất là câu nói kia lúc Tiêu Phàm rời đi ngươi tốt nhất chớ chọc ta càng làm cho Cổ Thần Phong không kìm nổi lửa giận trong lòng. Ngươi cho là ngươi là ai, lại dám cùng ta nói như vậy. Cho dù Tiếu Thương Sinh hay vị kia ở Tu La Sơn, cũng không dám nói như vậy với mình. Sau một lát, lửa giận trong lòng Cổ Thần Phong mới hạ xuống, hắn phát hiện, mình tức giận với một tên tiểu bối, sẽ đánh mất thân phận của mình. Két một tiếng, cửa phòng mở ra, lại là Vương Bá đi đến, hắn đứng tại cổng, làm một động tác cắt cổ nói, nhị gia, có cần đem tiểu tử này. Yên tâm, chờ hôm nay qua đi, không chỉ hắn phải chết, một số người khác cũng phải chết. Trong mắt Cổ Thần Phong phóng ra tia sáng lạnh lẽo, tất cả lửa giận đều biến thành hàn ý, sau đó phất phất tay nói, đi sắp xếp đi. Thần sắc Vương Bá lấp lóe không yên, cuối cùng thở dài, cung kính gật đầu nói, rõ. Nói tới Tiêu Phàm sau khi rời khỏi gian phòng của Cổ Thần Phong, vẻ lạnh lùng trên mặt chậm rãi hạ xuống, khôi phục lại bình tĩnh, khóe miệng càng nhếch lên một độ cong quỷ dị, trong lòng trầm ngâm nói Cổ Thần Phong quả nhiên âm hiểm, chỉ là vô duyên vô cớ gọi ta đến sao. Giờ phút này, trong thân thể Tiêu Phàm, lại là có một tia nhỏ bé như sợi tóc không thể nhận ra đang du đãng, lan tràn tới mỗi một tế bào trong cơ thể hắn. Những nơi dây tóc đi qua, sinh cơ của tế bào chậm rãi bị phá hủy, hơn nữa tựa như bệnh dịch, không ngừng khuếch tán ra bộ phận khác. Nếu như mặc cho những dây tóc này tồn tại, có lẽ không bao lâu, Tiêu Phàm sẽ không bệnh mà chết đi. Mấu chốt nhất là, những dây tóc này còn hiện lên bên ngoài thân hắn chậm rãi phiêu tán, bị gió quét qua,
dây tóc lập tức tan thành mây khói, tựa như chưa từng xuất hiện qua. Độc thật quỷ dị, gặp gió thì tan, nếu như bị nhốt trong một căn phòng, là có thể mượn không khí khuếch tán và truyền bá. Trong lòng Tiêu Phàm cười lạnh không thôi. Từ khi vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm nhìn thấy cổ thần phong, hắn không tin cổ thần phong chỉ muốn lôi kéo hắn, cho nên đã cảnh giác. Bởi vì một khi mình không đáp ứng yêu cầu của cổ thần phong chắc chắn sẽ không để cho mình bình yên rời đi. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới, cổ thần phong lại âm thầm dùng độc đối phó với mình, dù hắn biết cổ thần phong không có lòng tốt, nhưng cũng căn bản không phát hiện ra loại độc này. Nghĩ đến việc này, Tiêu Phàm không khỏi dùng mình một cái, nếu như không phải thí thần nhắc nhở hắn, hắn thật sự có khả năng trúng kế của cổ thần phong. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm tức giận như thế, cổ thần phong muốn lôi kéo mình, vậy mà ngay từ đầu đã hạ độc, thật sự cho rằng Tiêu Phàm ta dễ bắt nạt sao. Cổ thần phong không biết là, nếu như không phải hắn hạ độc, Tiêu Phàm cũng sẽ không quả quyết như thế. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng là không có khả năng hợp tác với cổ thần phong, dù sao cổ thần phong tìm người muốn giết hắn, có một số người ngay từ đầu đã được định sẵn là địch nhân. Công tử, người không sao chứ? Đột nhiên, một giọng nói kéo suy nghĩ của Tiêu Phàm lại là nhìn thấy đám người Kiếm La tiến lên đón. Bên cạnh mấy người, còn có thêm một thanh niên mặc áo trứng, thanh niên này không phải ai khác, chính là Cổ Nhược Trần. Cổ huynh, thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Trên mặt Tiêu Phàm hiện lên nụ cười nói, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Đám người Tiêu Phàm được Cổ Nhược Trần dẫn tới một gian phòng bên trong dạp. Bố trí trong phòng nhìn qua rất lịch sự tao nhã, cũng rất phong tình. Phía trước có hai ghế dựa, cách màn chắn bằng thủy tinh, có thể quan sát rõ ràng bên ngoài phòng đấu giá, thậm chí toàn bộ phòng đấu giá đều nhìn rõ không sót. Cổ công tử có lòng, căn phòng này sợ là có giá trị không nhỏ. Võ Nhược Phong cảm thán nói. Cổ Nhược Trần chỉ nhàn nhạt cười cười, so với bình thường, bên cạnh hắn có thêm hai bóng người, hai người tựa như tượng gỗ đứng im không hề nhúc nhích. Cổ huynh, ngươi không hỏi, cổ các chủ tìm ta có chuyện gì sao? Tiêu Phàm cười nhìn Cổ Nhược Trần nói. Tâm tính của Cổ Nhược Trần vượt qua dự kiến của Tiêu Phàm, mình được cổ thần phong mời, bộ dạng hắn vậy mà làm như không có gì, Tiêu Phàm không thể không sợ hãi thán phục. Nhị thúc tìm ngươi, không liên quan tới việc ta mời ngươi. Thần sắc Cổ Nhược Trần vô cùng bình thản nói. Đúng là đạo lý này, Tiêu Phàm gật đầu nói. Tâm tính của con em được đại gia tộc bồi dưỡng ra quả nhiên không tầm thường. Dạng người giống Cổ Nhược Trần này, đáng giá để Tiêu Phàm hắn kết giao. Kiếm huynh, đấu giá hội đại khái còn thời gian nửa nén hương mới bắt đầu, xin huynh kiên nhẫn đợi một chút. Cổ Nhược Trần cười cười, dáng vẻ chủ nhà, lễ nghi vô cùng chu đáo. Mấy người Kiếm La cùng Sở Khinh Cuồng từ trong giọng nói của Tiêu Phàm và Cổ Nhược Trần nghe được một chút không thích hợp, mấy người nhìn nhau. Thần sắc cũng trở lên vô cùng lo lắng. Chỉ là Tiêu Phàm cùng Cổ Nhược Trần đều làm bộ như không có gì, vì thế tảng đá lớn trong lòng mấy người cũng được để xuống. Bọn hắn sợ Cổ Nhược Trần trở mặt không quen biết, đến lúc đó bọn hắn sẽ gặp xui xẻo, dù sao nơi này chính là Vạn Bảo Các. Tiêu Phàm cùng Cổ Nhược Trần tán gẫu, giống như lão bằng hữu nhiều năm không gặp. Cộc cộc đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên. Phá ngang cuộc trò chuyện của Tiêu Phàm và Cổ Nhược Trần, một thuộc hạ của Cổ Nhược Trần đi ra mở cửa phòng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói. Có người nhờ ta đưa phong thư này cho Kiếm Hồng Trần Kiếm Công Tử. Đứng ở cửa chính là thị nữ ở Vạn Bảo Các, nàng cung kính lấy ra một phong thư đưa tới. Sở Khinh Cuồng rất nhanh, nháy mắt đã ra tới cửa, nhận lại phong thư trong tay thị nữ, phía trên có một phong ấn đặc thù. Người bình thường nếu như muốn nhìn lén nội dung trong bức thư, thư sẽ tự hủy đi. Kiếm huynh, thư của ngươi. Sở Khinh Cuồng đưa thư cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhíu mày, khí tức phong ấn bên trên phong thư kia, hắn không biết, nếu như người phong ấn và người viết phong thư này là cùng một người, thì hắn không biết là ai. Mang theo một tia nghi hoặc, Tiêu Phàm rót vào một tia thần lực, đột nhiên phong thư kia mở ra, Tiêu Phàm lấy phong thư ra nhìn lướt qua. Còn người khẽ co rụt lại. Khi đám người Kiếm La muốn xem nội dung trong bức thư, trong nháy mắt Tiêu Phàm điểm một cái, lá thư cứ thế mà hóa thành bột mịn, không lưu lại thứ gì. Tất cả mọi người đều lộ vẻ tò mò, vì sao Tiêu Phàm đọc xong nội dung thư, thần sắc lại đại biến.
hơn nữa còn không chút do dự hủy đi thư. Chẳng lẽ thư này uy hiếp đến an nguy của Tiêu Phàm hay sao? Chỉ có Cổ Nhược Trần vẫn lẳng lặng ngồi ở kia, tựa như tất cả mọi chuyện đều không liên quan tới hắn, hắn cũng vì tránh hiểm nghi mà thôi. Đợi đến khi Tiêu Phàm hủy thư đi, Cổ Nhược Trần mới quay đầu hỏi, Kiếm huynh, nếu có việc gì khó xử, Cổ mỗ có thể giúp, chỉ cần ngươi nói là được. Đa tạ, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lông mày chậm rãi giãn ra, nói, tự ta giải quyết được. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Tiêu Phàm có chút không yên lòng, thần sắc có chút mê ly. Công tử, đấu giá hội bắt đầu rồi, Kiếm La đột nhiên nói. Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt của hắn mới chuyển hướng tới bàn đấu giá, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều có chút mất hồn mất vía, tựa như đang lo lắng cái gì. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào bàn đấu giá, nhưng một chút hứng thú đối với chuyện đấu giá đều không có. Chẳng lẽ là Tiếu Thiên Tà để lộ ra? Trong lòng Tiêu Phàm khẽ trầm ngâm, nhưng lập tức lại tự phủ định, Tiếu Thiên Tà so với hắn còn muốn giết chết linh hồn phân thân Tiếu Thương Sinh hơn, sao có thể tiết lộ kế hoạch của mình cho người khác, trừ phi chính hắn muốn chết. Thế nhưng là ngoại trừ Tiếu Thiên Tà, còn có ai biết hắn muốn đối phó Tiếu Thương Sinh? Sở Khinh Cuồng, việc này càng không thể nào, trong thiên địa lao ngục, hiện tại Tiêu Phàm tín nhiệm nhất cũng chỉ có hai người, một là Kiếm La, người còn lại là Sở Khinh Cuồng. Đây chính là bằng hữu dùng mệnh để kết giao, làm sao có thể để lộ mục đích chuyến đi này của hắn ra được. Mặc kệ, cho dù biết cũng chưa hẳn là chuyện xấu, đợi sinh cốt thần đan đấu giá thành công, chuyện cần giải quyết sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Tiêu Phàm ổn định lại tâm thần nói. Kiếm huynh, không muốn đấu giá một hai thứ chơi đùa sao? Nếu huynh để ý vật gì, tính vào phần của cổ mỗ là được. Cổ Nhược Trần nhìn Tiêu Phàm mất hồn mất vía. Lúc này mới lên tiếng nói. Những vật này ta không có hứng thú. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn đành tạm thời ném chuyện lá thư này ra sau đầu, sau đó lại nói, đúng rồi cổ huynh, ta muốn mua một chút thần lực chi tinh, không biết có thuận tiện hay không. Việc này thì dễ dàng, ta sẽ cho người đi sắp xếp, không biết kiếm huynh cần bao nhiêu. Cổ Nhược Trần vô cùng hào sảng nói. 10 viên chiến thần đỉnh phong, 40 viên chiến thần hậu kỳ, tạm thời cứ như vậy đã. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Lời này vừa nói ra, đám người đều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn đều biết giá cả của thần lực chi tinh, Tiêu Phàm cần 50 viên thần lực chi tinh, chí ít cũng cần 80 vạn thần thạch. Trên người Tiêu Phàm có 80 vạn thần thạch sao? Đám người Kiếm La rất hiểu Tiêu Phàm, hắn không thể nào xuất ra 80 vạn thần thạch, Tiêu Phàm xác thực chỉ có thể xuất ra khoảng 50 vạn thần thạch thôi. Sở dĩ hắn nói nhiều như vậy. Một là vì hắn là khách khanh của Vạn Bảo Các, mua đồ vật sẽ có chiết khấu. Một phương diện khác là, lát nữa Tiêu Phàm còn muốn đấu giá sinh cốt thần đan, cũng chính là trường sinh đan trong mắt người khác, khẳng định cũng có thể thu được rất nhiều thần thạch. Số thần lực chi tinh ấy, Tiêu Phàm vẫn có thể mua được, nhưng đó cũng đã là cực hạn, nhiều hơn nữa Tiêu Phàm cũng không tiêu thụ được. Đi sắp xếp cho kiếm huynh một chút, Cổ Nhược Trần không chút do dự phân phó một thuộc hạ bên cạnh. Vâng, công tử, thuộc hạ kia cung kính thối lui. Sau đây muốn bán đấu giá, là một bộ sách cổ, trải qua Vạn Bảo Các giám định sư giám định, bộ sách này có thể là một bộ tàng bảo đồ, giá khởi điểm, 3.000 thần thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 thần thạch. Lúc này, trên đài đấu giá, giọng nói cởi mở của đấu giá sư truyền khắp toàn trường, đám người Tiêu Phàm đều nghe được rất rõ ràng. 3.000 thần thạch một tấm bản đồ kho báu. Có lẽ thật đúng là bất phàm. Cổ Nhược Trần khẽ mỉm cười nói. Tiêu Phàm nghe vậy, cũng tò mò nhìn tới trong phòng đấu giá, trên đỉnh phòng đấu giá, có một màn sáng lớn, trên màn sáng hiện lên một bức họa cũng không hoàn chỉnh, chỉ lộ ra một bộ phận. Chỉ liếc mắt qua, ánh mắt Tiêu Phàm đã bị bức họa trên bộ sách cổ kia hấp dẫn, thậm chí không rời mắt được. Kiếm huynh có hứng thú với sách cổ này. Cổ Nhược Trần ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm. Trước đó bán đấu giá thần binh cùng linh dược, thần sắc của Tiêu Phàm không động đậy chút nào. Bây giờ thấy bộ sách cổ này, vậy mà lại kích động như thế, điều này khiến Cổ Nhược Trần thấy tò mò với sách cổ này. Có chút hứng thú, Tiêu Phàm cũng không phủ nhận, gật đầu nói. Bộ sách cổ này, người khác có lẽ không nhận ra, nhưng Tiêu Phàm lại biết, đây là bản đồ của Tu La Sơn, cũng chính là bản đồ của tòa mộ lớn kia. Kỳ thật. Bộ này sách cổ này cũng không hoàn thiện, chỉ là một phần bản đồ trong Tu La Sơn,
cho người xem chỉ là một bộ phận nhỏ bên trong. Nhưng bộ sách cổ không hoàn thiện này, cùng với phần cấu tạo đồ lúc trước hắn lấy được trong tay Nhạc Thạch hợp lại thành một bộ hoàn chỉnh. Những ngày qua hắn suy nghĩ hồi lâu, vẫn không thể tu bổ hoàn chỉnh bản đồ kia, nhưng nếu như có thể đạt được tàn quyển này, hoàn toàn có thể tập hợp đủ, đây cũng là nguyên nhân khiến Tiêu Phàm kích động như thế. Tiêu Phàm thở sâu, ánh mắt nóng rực chậm rãi bình tĩnh trở lại, giờ phút này, đã có người bắt đầu tăng giá của tàn quyển đã tới 5.000, hơn nữa còn đang ổn định tăng lên. Tiêu Phàm vẫn không mở miệng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Sau một hồi, giá của tàn quyển cuối cùng cũng ngừng lại ở mức 7.000 thần thạch, Tiêu Phàm phát hiện, có một gian phòng một mực tăng giá, có vẻ như nhất định phải có được tàn quyển. Công tử, bọn hắn dừng đấu giá rồi. Kiếm La vội vàng nhắc nhở Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, dùng tay đặt một mảnh ngọc phù ở bên cạnh, đưa vào một tia hồn lực, thản nhiên nói, 1 vạn. 1 vạn, đám người Kiếm La đều lộ vẻ kinh dị, người khác tối đa chỉ tăng giá thêm mấy trăm. Tiêu Phàm lại một lần tăng đến 3.000 thần thạch. Chẳng lẽ tàn quyển này có giá trị kinh người như thế sao? Nếu như bọn hắn biết, tàn quyển này chính là bản đồ cấu tạo của Tu La Sơn, có lẽ sẽ không bình tĩnh như vậy. Đừng nói 3.000, cho dù là mấy trăm vạn cũng có người mua. Tiêu Phàm làm như thế, chỉ là muốn xác minh suy nghĩ trong lòng của hắn mà thôi, quả nhiên, khi hắn trả giá 1 vạn, lập tức lại có người lại tăng thêm 1.000. 1 vạn 1, một giọng nói hơi có vẻ già nua vang lên. Sàn bán đấu giá lập tức xôn xao, một bộ tàn quyển mà thôi, lại có người trả 1 vạn 1. Phải biết là, trước đó Tiêu Phàm có được huyết ngọc thần cốt tham từ trong tay Hắc Mộc lão tổ, giá trị cũng chỉ 1 vạn thần thạch thôi. Nói cách khác, nếu dùng tàn quyển này, mà không kiếm được vật có giá trị giống huyết ngọc thần cốt tham, thì chính là lỗ vốn. Lông mày Tiêu Phàm hơi nhíu lại. Trong lòng có chút trầm xuống. Kiếm huynh, xem ra có người bắt buộc phải có tàn quyển này. Cổ Nhược Trần ngưng tiếng nói, hắn cũng có chút hiếu kỳ với tàn quyển này. Chí ít ngay từ đầu trong mắt hắn, tàn quyển này không đáng giá 1 vạn thần thạch, bởi vì địa đồ ghi trong tàn quyển này xem không thể hiểu được, sao có thể tìm được bảo vật chứ. Mà bây giờ tựa như Tiêu Phàm lại nhận ra tàn quyển này, không chỉ như vậy, còn có người khác cũng nhận ra được. 1 vạn 5, Tiêu Phàm suy tư một chút, sau đó lại lần nữa trả giá, lần này, hắn một lần tăng thêm 4.000. Khi nãy hắn chỉ muốn thăm dò đối phương một chút, không nghĩ tới đối phương lại thật sự muốn lấy được tàn quyển này, nhưng hắn cũng không có khả năng từ bỏ. Muốn có được Tu La Vương truyền thừa, tốn chút thần thạch bù đắp bản đồ Tu La Sơn là cần thiết. Chỉ là, Tiêu Phàm vẫn quá xem thường quyết tâm của người kia. 3 vạn. Thanh âm già nua tiếp tục vang lên, trong giọng nói mang theo một tia ngạo khí. 3 vạn, đám người chấn kinh, trong lòng kinh ngạc không thôi, bắt đầu tìm tòi bốn phía. Đáng tiếc, bọn hắn nhất định là tìm không được, người có thể tiến vào phòng cho nhân vật quan trọng, đều là người có địa vị, vạn bảo các đối với thân phận những người này đều bảo mật, cũng không phải công khai với phòng đấu giá. Công tử, đây là bọn hắn đang khiêu khích sao? Kiếm La phẫn hận nói. Người này rõ ràng cố ý nâng giá. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn lại không cho rằng như vậy, đối phương dám kêu giá như thế, trực tiếp gấp bội, cũng không phải khiêu khích gì cả, mà là khinh thường. Kẻ này đang nói cho hắn biết, cho dù ngươi trả giá đến đâu, ta cũng không sợ, ngươi đừng hòng mua được tàn quyển này. Cổ Nhược Trần nhìn thấy thần sắc Tiêu Phàm, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm là đang phát sầu vì thần thạch, lập tức nói, Kiếm huynh. Không cần lo lắng vấn đề thần thạch, đồ vật có thể lọt vào mắt, dù thế nào cũng phải tranh thủ một lần. Có câu nói này của cổ huynh, vậy ta không lo lắng nữa. Tiêu Phàm cười một tiếng, hắn cũng không phải là lo lắng vấn đề thần thạch, mà là đang suy nghĩ về thân phận của đối phương. 10 vạn, Tiêu Phàm đột nhiên lại báo ra một con số. Nếu như nói 3 vạn là một viên đá nhỏ ném vào mặt nước phẳng lặng, chỉ gây lên một chút gợn sóng, thì giá 10 vạn này. Chính là một cái quả bom nặng ký, trực tiếp tạo nên sóng to gió lớn. 10 vạn, đây cũng không phải hồn thạch, mà là thần thạch, dùng 10 vạn thần thạch để mua một tàn quyển. Đám người Kiếm La không khỏi nuốt nước miếng một cái, 10 vạn thần thạch, đã đủ để mua 2 viên thần lực chi tinh chiến thần cảnh đỉnh phong. Cổ Nhược Trần cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm so với đối phương lại càng thêm tùy tiện,
nhưng Tiêu Phàm rõ ràng là đang vì thần thạch mà phát sầu, vì sao hắn còn có thể bỏ ra nhiều thần thạch như thế. Hiện tại Cổ Nhược Trần đã hoàn toàn tin tưởng, tàn quyển này chắc chắn có lai lịch. Chỉ là nếu Tiêu Phàm đã coi trọng, Cổ Nhược Trần hắn cũng tiện tham dự, dù sao quân tử sẽ không đoạt vật người khác yêu. Khi Tiêu Phàm kêu giá này, đối phương cũng trở nên im lặng, hiển nhiên, cái giá 10 vạn cũng vượt qua dự liệu của bọn hắn. Giờ phút này, trong một gian phòng khác, có một thanh niên áo bào đen, mày kiếm sắc bén, ánh mắt như ưng, mũi cao thẳng, khuôn mặt tuấn tú, trong lúc vô hình tản ra một luồng khí tức cao ngạo. Ở bên cạnh hắn, một lão giả áo xám cung kính đứng, trong mắt lão giả lóe lên một tia áo não, chẳng qua là khi hắn nhìn về phía thanh niên áo bào đen, ánh mắt lại là tràn đầy kính sợ. Công tử, lão giả thử hỏi nói. Tiếp tục, không đợi lão giả nói xong, thanh niên áo bào đen lạnh lùng nói, loại lạnh lùng này, không cần hắn cố ý đi biểu hiện, tựa như đây chính là thiên tính của hắn. Vâng, lão giả gật đầu, sau đó lại cầm ngọc phù nói, 20 vạn. 20 vạn, thanh âm không lớn, lại vang vọng toàn bộ phòng đấu giá, toàn trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lạ thường. 20 vạn thần thạch, điều này đại biểu cái gì? Người bình thường đều không có khả năng bỏ ra 20 vạn thần thạch, Tiêu Phàm giết chết 3 người Thiếu Thiên Long đều là vương tử cùng công chúa, mới lấy được không đến 30 vạn. Cho dù Hắc Mộc lão tổ cũng không thể bỏ ra 20 vạn thần thạch, còn phải mượn 3 vị lão tổ khác 3 vạn mới góp đủ 20 vạn. Thần sắc Tiêu Phàm cũng biến thành âm trầm, nếu quả thực là muốn mua tàn quyển này về, thần thạch trên người hắn cũng đủ để mua. Nhưng thần lực chi tinh lại không mua được. 30 vạn, trầm ngâm một lát, Tiêu Phàm vẫn quyết định tiếp tục báo giá. Dưới đánh giá của Tiêu Phàm, Tu La Vương truyền thừa không phải dùng thần thạch là có thể mua được, có tàn quyển này, cơ hội hắn đạt được Tu La Vương truyền thừa sẽ lớn hơn nhiều. Hơn nữa, đối phương muốn đạt được tàn quyển này, khẳng định là nhận ra lai lịch của nó, nếu để cho đối phương đạt được. Chẳng phải là đối phương có khả năng tụ tập lại bản đồ Tu La Sơn sao? Nhưng loại tỷ lệ này rất nhỏ, nếu như đối phương thật sự có bản đồ Tu La Sơn, thì người ở Tu La Sơn đã sớm biết, Tu La Vương truyền thừa cũng không có khả năng đến bây giờ vẫn chưa có người nào lấy được. Tiêu Phàm mặc kệ đối phương là ai, hắn nhất định phải có được tàn quyển này, coi như sau này lại bán ra ngoài cũng có thể kiếm một món hời. 30 vạn. Đám người kiếm la cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh, 30 vạn thần thạch, giá này nếu là ở chiến hồn đại lục, có lẽ đã sớm để cho người ta phải điên cuồng. Cho dù là chiến thần điện, cũng chưa chắc có thể lấy ra được ra nhiều thần thạch như vậy, Tiêu Phàm vì tàn quyển, lại có thể bỏ ra 30 vạn. Trong lòng Cổ Nhược Trần cũng có chút bồn chồn, khi nãy mình có phải không nên nói câu nói kia hay không, mấy chục vạn thần thạch hắn cũng không để trong mắt, nhưng vì một tàn quyển. Cũng không đáng đến thế. 32 vạn, thanh âm già nua kia tiếp tục vang lên, khí thế của lão giả kia rõ ràng đã yếu đi mấy phần. Bọn hắn cũng không ngờ Tiêu Phàm lại điên cuồng như vậy, mỗi lần tăng giá là cả 10 vạn, ban đầu bọn hắn còn muốn miệt thị Tiêu Phàm một chút, nhưng lại không ngờ rằng, mình lại bị Tiêu Phàm xem thường. 35 vạn, Tiêu Phàm lại tăng thêm 3 vạn, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, không cần nghĩ cũng biết. Đối phương cũng đã đến cực hạn. Dù sao, 35 vạn thần thạch, đã coi như là một núi của cải rồi. Trong lòng Tiêu Phàm cũng có chút lo lắng, đến tận một lát sau, đối phương không tiếp tục tăng giá nữa, đấu giá sư đã bắt đầu đếm ngược. Ta thỉnh cầu tạm dừng đấu giá trong thời gian uống cạn nửa chén trà. Đột nhiên, giọng nói của lão giả kia lại tiếp tục vang lên. Đấu giá sư nghe vậy, có chút do dự. Dù sao người có thể vì một tàn quyển mà trả giá 30 vạn, cũng không phải người hắn có thể đắc tội. Điều này không hợp lý, đấu giá hội dừng lại chính là lãng phí thời gian của mọi người, vạn bảo các cũng không có quy định vì một vật phẩm bán đấu giá mà tạm dừng. Đúng thế, làm chậm trễ thời gian của mọi người ngươi bồi thường được sao, nếu không đủ thần thạch, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo vật rơi vào tay người khác, đấu giá hội trước đây không phải đều là như vậy sao? Nếu như tạm dừng, đấu giá hội cũng không phải là đấu giá hội, người có thể tạm dừng, lần khác người khác cũng có thể tạm dừng, còn muốn đấu giá hay không đây? Đám người có chút không vui, bọn hắn đều đang đợi bảo bối mình muốn mua đấy, sao có thể sẽ để tạm dừng? Huống chi, hiện tại nếu lão giả này có thể tạm dừng, lần sau đối phương cũng có thể tạm dừng,
nếu như mỗi lần đều như vậy, đấu giá hội cũng không cần thiết cử hành nữa. Thật có lỗi, thấy đám người phẫn nộ, đấu giá sư thở dài, mặc dù hắn cũng muốn bán đồ vật giá càng cao càng tốt, bởi vì như thế hắn cũng càng được nhiều thần thạch. Nhưng quy củ chính là quy củ, chiêu bài của vạn bảo các không thể bị phá vỡ, không thể bởi vì hơn 30 vạn thần thạch mà thay đổi. 35 vạn thần thạch, lần thứ hai, đấu giá sư vừa tiếp tục nói. Hừ, lúc này, một tiếng hừ lạnh vang vọng toàn trường, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy, mọi người biết, đây chính là người không đấu giá được tàn quyển đang phẫn nộ. Rất nhiều người lại cảm thấy khinh thường, phẫn nộ thì đã sao, vạn bảo các có quy củ riêng, ngươi cho rằng ngươi là ai. Đừng nói không biết ngươi là ai, cho dù biết, cũng chưa chắc sẽ phải nể mặt ngươi, dù sao bọn hắn đã có thể tới đây, người nào không phải có mặt mũi chứ. 35 vạn thần thạch lần thứ ba, thành giao. Đấu giá sư cuối cùng cũng dứt khoát, vội vàng nói tránh đi, sau đây còn vài vật phẩm, có một kiện tìm được bên trong thượng cổ di tích. Trong phòng của nhóm người Tiêu Phàm, Kiếm La cười ha ha nói, người kia còn muốn tạm dừng đấu giá hội, thật sự là buồn cười, hơn nữa còn dám biểu đạt bất mãn với vạn bảo các, hắn nghĩ hắn là ai? Người cảm thấy người có thể xuất ra hơn 30 vạn thần thạch đáng cười sao? Tiêu Phàm liếc Kiếm La một cái, hỏi ngược lại. Giọng nói của Kiếm La đột nhiên ngừng lại, hắn chỉ vì Tiêu Phàm lấy được tàn quyển mà cao hứng, căn bản không nghĩ nhiều chuyện như vậy. Nhưng lời nói đi cũng phải nói lại, người có thể xuất ra 32 vạn thần thạch, sao có thể là người đơn giản được. Hơn nữa đối phương thỉnh cầu tạm dừng trong khoảng thời gian uống cạn nửa chén trà, điều này nói rõ đối phương trong khoảng thời gian đó có thể kiếm thần thạch, điều này đã thể hiện thực lực của đối phương. Có lẽ đồ trên người hắn chỉ trị giá 32 vạn thần thạch, nhưng hắn chắc chắn còn có những biện pháp khác để kiếm thần thạch. Kiếm La hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn có thể lấy được tàn quyển này, chính là dựa vào may mắn, thần thạch cùng đồ đáng giá trên người đối phương cùng có hạn. Nếu như đối phương tiếp tục tăng giá đến 40 vạn, Tiêu Phàm cũng không thể tăng giá đến 50 vạn, bởi vì thần thạch trên người hắn không có đến 50 vạn. Tốn 35 vạn thần thạch đấu giá được tàn quyển này, trong lòng Tiêu Phàm cũng có chút xót ruột, nhưng vì Tu La Vương truyền thừa, hắn chỉ có thể liều mạng một lần. Đấu giá hội tiếp tục, nhưng Tiêu Phàm không tiếp tục tham dự, trên người hắn chỉ còn lại hơn 10 vạn thần thạch, còn phải lưu một chút đề phòng. Đột nhiên, tiếng gõ cửa phòng vang lên, khi mở cửa phòng, chỉ thấy một lão giả mang theo hai thị nữ đi đến. Nhược Trần công tử, khi bọn hắn nhìn thấy cổ Nhược Trần, vội vàng cung kính cúi đầu. Bọn hắn vốn hiếu kỳ, là ai nguyện ý tốn 35 vạn thần thạch mua một bộ tàn quyển, không ngờ lại là cổ Nhược Trần. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị đứng dậy, cổ Nhược Trần đã cười nói, thứ này xem như lễ gặp mặt cổ mỗ đưa cho kiếm huynh. Lão giả kia và hai thị nữ kinh ngạc không thôi, không nói tới tàn quyển này có giá 35 vạn thần thạch, chỉ là người có thể khiến cổ Nhược Trần tặng đồ, điều này đã đủ để chứng minh thân phận bất phàm của đối phương. Mấy người nhìn kỹ Tiêu Phàm một chút, muốn nhớ kỹ khuôn mặt người này. Để vật đó lại là được, lát nữa ta sẽ thanh toán toán. Cổ Nhược Trần nói với lão giả. Vâng, Nhược Trần công tử. Lão giả cung kính gật gật đầu lui ra, vạn bảo các này là nhà cổ Nhược Trần mở, lão giả sao có thể phản bác được sao? Đừng nói là cổ Nhược Trần còn đồng ý lát nữa đi thanh toán, cho dù hắn không thanh toán, cũng không có ai dám nói gì hắn. Vậy đa tạ huynh, Tiêu Phàm cũng không khách khí, cổ Nhược Trần không thiếu 35 vạn thần thạch này, nhưng hắn lại khác, tuy nói là có chút thủ đoạn, nhưng Tiêu Phàm cảm thấy, mấy chục vạn thần thạch, còn chưa đủ để mua mạng của cổ Nhược Trần. Cổ công tử đại khí, ánh mắt Kiếm La nhìn về phía cổ Nhược Trần tràn đầy kính sợ. Cổ Nhược Trần cười không nói, đám người Tiêu Phàm cho rằng hắn bỏ ra 35 vạn, nhưng cổ Nhược Trần tự mình biết, Tiêu Phàm là khách khanh của vạn bảo các. Mua đồ là có chiết khấu. Trên thực tế, hắn cũng chỉ phải bỏ ra khoảng 20 vạn mà thôi, huống chi, lúc trước vạn bảo các mua được thứ này, chắc qua cũng chỉ mất 2.000 thần thạch mà thôi. Đã có thể kết giao với Tiêu Phàm, lại có thể đưa ra một đại nhân tình, vô luận như thế nào cũng là một cuộc mua bán không lỗ, hắn sao có thể bỏ lỡ được. Tiêu Phàm lại đã cầm tàn quyển lên xem xét, đem toàn bộ đường vân trên đó ghi nhớ lại trong đầu. Với trí nhớ đã gặp là không quên của Tiêu Phàm, sau khi liếc nhanh mấy lần,
đã có thể ghi nhớ tất cả, nhưng vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm vẫn để linh hồn phân thân lấy bản đồ mà Nhạc Thạch cho hắn ghép lại. Thật sự khớp, không nghĩ tới ngoài Nhạc nhân tộc, còn có người biết cấu tạo của Tu La Sơn. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Két, đột nhiên, cửa phòng lại mở ra, không đợi đám người Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, một lão giả áo xám đã đẩy cửa phòng bước vào, đi theo phía sau là một thanh niên áo bào đen. Quấy rầy mấy vị, vị này là công tử nhà ta, muốn cùng đạo hữu mua được tàn quyển thương lượng một chút việc. Thần sắc lão giả áo xám lạnh lùng, ngữ khí ngạo nghễ nói. Ngay cả lễ phép gõ cửa đều không có, đây là các ngươi tới thương lượng sao? Thần sắc Kiếm La cũng lạnh lẽo nhìn đối phương. Thái độ này của đối phương, rõ ràng là đến cưỡng bức lấy tàn quyển, căn bản cũng không phải là đến thương lượng. Lão giả áo xám không để ý đến Kiếm La, ánh mắt đảo qua trong phòng, cuối cùng rơi vào người cổ Nhược Trần, không ngờ là Nhược Trần công tử, đây là công tử nhà ta lãnh đồng, chúng ta đặc biệt vì tàn quyển mà đến, mong Nhược Trần công tử giúp chúng ta hoàn thành ước vọng. Sau khi nhận ra cổ Nhược Trần, thái độ lão giả áo xám rõ ràng đã tốt hơn nhiều, nhưng hắn cũng không có quá nhiều e ngại. Cổ Nhược Trần nhíu mày, liếc thanh niên áo bào đen tên lãnh đồng một chút, rồi nhàn nhạt lắc lắc đầu nói, người mua tàn quyển không phải ta. Áo xám lão giả không hổ là lão quái vật sống lâu, còn người trong nháy mắt rơi vào người Tiêu Phàm vẫn ngồi trên ghế, nếu không phải là Nhược Trần công tử, vậy chắc là vị tiểu huynh đệ này rồi, công tử nhà ta nguyện ý tốn 50 vạn thần thạch, mua lại tàn quyển trong tay ngươi, thời gian một chén trà các hạ kiếm đã lời 15 vạn, chỗ tốt như vậy rất ít có. Tiêu Phàm buồn cười nhìn lão giả áo xám này, ngạo khí của người này cũng không phải lớn bình thường, tựa như hắn đang dùng 15 vạn thần thạch để đuổi ăn mày. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại khẽ cười nói, theo như lời ngươi nói, ta nên cảm kích ngươi. Chẳng lẽ không đúng sao? Lão giả áo xám híp híp hai mắt nói, nếu như ngươi cảm thấy 50 vạn ít, thêm 10 vạn thì thế nào? Nhưng ta không muốn bán. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu nói, hắn rất khó chịu với giọng điệu của lão giả áo xám này. Một câu nói của Tiêu Phàm trực tiếp chặn ngạo khí của lão giả áo xám trở về, cho dù ngươi có nhiều thần thạch thì sao, ta không bán, chẳng lẽ ngươi muốn cướp trắng trợn hay sao? Về phần trắng trợn cướp đoạt, Tiêu Phàm lại không sợ, đừng nói giật đồ trong tay hắn, nói không chừng đối phương lại đến đưa thần thạch cho hắn. Ngươi, lão giả áo xám trở nên giận dữ. Tất cả cao ngạo của hắn bị một kích của Tiêu Phàm đánh nát bấy, điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Chút nữa không nhịn được muốn bạo phát ra. Thế nào, nghe không hiểu tiếng người sao? Sắc mặt Tiêu Phàm lạnh nhạt nói. Nếu lão giả áo xám lễ phép gõ cửa tiến vào, sau đó cẩn thận thuyết phục, có lẽ Tiêu Phàm còn cho bọn hắn một cơ hội, dù sao chính hắn cũng đang thiếu thần thạch. Nhưng lão nhân này vừa tiến vào đã vênh váo tự đắc, Tiêu Phàm sao có thể chịu được? Có thần thạch liền nghĩ mình là đại gia sao? Có lẽ ở nơi khác ngươi có thể làm thế. Nhưng trước mặt Tiêu Phàm ta thì không được. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm trực tiếp quay người ngồi trên ghế của mình, dáng vẻ không muốn cùng bọn hắn nói tiếp. Lão giả áo xám nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Phàm, nếu như ánh mắt có thể giết người, không biết Tiêu Phàm đã chết bao nhiêu lần. Thậm chí, nếu như không phải cổ Nhược Trần ở đây, chắc chắn hắn sẽ tiến lên bức bách Tiêu Phàm. Các hạ, vật này rất quan trọng đối với tại hạ, các hạ ra giá đi. Lúc này, thanh niên áo bào đen tên lãnh đồng đột nhiên mở miệng nói, sau đó nhẹ gật đầu với cổ Nhược Trần, coi như chào hỏi. Các ngươi không mang theo thành ý đến, bây giờ tâm tình ta không tốt, không muốn bán. Tiêu Phàm cũng không thèm quay đầu lại, phất tay nói. Lông mày lãnh đồng hơi nhíu lại, mặc dù thái độ của Tiêu Phàm khiến hắn không thoải mái, nhưng từ trong giọng nói của Tiêu Phàm hắn lại nghe được một ý khác. Đó chính là... Hắn cũng muốn bán tàn quyển này, chỉ là bởi vì thái độ của bọn hắn có vấn đề, cho nên cự tuyệt. Lãnh đồng hung hăng trợn mắt nhìn lão giả áo xám một chút, sau đó lại nói, hạ nhân của lãnh mỗ đã đắc tội các hạ, mong các hạ lượng thứ. Nếu ngươi thật sự có thành ý, thì lấy đủ thần thạch đến đổi đi, ta nghĩ, hẳn là có không ít người cảm thấy hứng thú với thứ này. Tiêu Phàm cười cười nói. Lãnh đồng nghe vậy, sâu trong đáy mắt lên một tia kinh hãi. Con người khẽ run, sau đó nội tâm hiện ra sát ý lạnh như băng, nhưng bên ngoài vẫn duy trì bình tĩnh. Hắn sao có thể không hiểu ý của Tiêu Phàm, người nếu không muốn lấy thứ này, còn có rất nhiều người muốn lấy,
cái này cũng giống như nói cho hắn biết, ta biết đây là vật gì, đừng nghĩ cầm một chút thần thạch liền lừa được ta. Các hạ muốn bao nhiêu thần thạch? Lãnh Đồng cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, chỉ là ngữ khí lại biến thành vô cùng lạnh lùng. Ngươi cảm thấy thứ này đáng giá bao nhiêu? Tiêu Phàm một lần nữa đứng dậy, cười híp mắt nói. Đương nhiên là bảo vật vô giá. Sâu trong nội tâm Lãnh Đồng không chút do dự trả lời, hắn thấy, tàn quyển này liên quan đến Tu La Vương truyền thừa, Tu La Vương truyền thừa có thể sử dụng thần thạch để trả giá sao? Tất nhiên là không thể nào. Bất quá, hắn cũng sẽ không nói ra như vậy, mà là ngưng tiếng nói, 100 vạn thần thạch. 100 vạn thần thạch, đám người Kiếm La nghe thấy vậy đều khẽ run, đây chính là 100 vạn thần thạch, mà không phải hồn thạch, đối phương có thể bỏ ra nhiều như vậy. Nếu như hắn bỏ ra được nhiều thần thạch như vậy, vì sao lúc trước lại muốn từ bỏ đấu giá? Cổ Nhược Trần híp híp hai mắt, ánh mắt liếc về tàn quyển trong tay Tiêu Phàm, hắn không nghĩ tới, tàn quyển này lại đáng tiền như thế. Sau đó hắn liên tưởng đến thân phận Lãnh Đồng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới, Lãnh Đồng này mở miệng ra là 100 vạn thần thạch, dù là vương tử cùng công chúa cũng chưa chắc có thể bỏ ra nhiều như thế đi. Xem ra thân phận của Lãnh Đồng này rất bất phàm, trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, khó trách lão đầu kia lại lớn lối như thế, không nhìn người khác. Nhưng tâm tính của Tiêu Phàm rất kiên định, hắn cũng biết rõ giá trị của tàn quyển này, mà hắn cũng khẳng định, Lãnh Đồng cũng biết nội dung trong tàn quyển này là gì. Ngươi cảm thấy giá đó đã đủ sao? Tiêu Phàm không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại, hắn cũng muốn biết giới hạn cuối cùng của Lãnh Đồng ở nơi nào. Hắn đã ghi tạc toàn bộ nội dung trên tàn quyển trong đầu, hơn nữa cộng thêm cả bản đồ mà Nhạc Thạch đưa cho hắn, tất cả đều ghi nhớ lại. Nếu như tàn quyển này có thể bán với giá hơn 100 vạn thần thạch, Tiêu Phàm tất nhiên vui lòng, dù sao bây giờ hắn thiếu nhất liền là thần thạch. Đương nhiên, cho dù bán cho Lãnh Đồng, hắn cũng sẽ động tay chân trên tàn quyển này. Tiểu tử, 100 vạn thần thạch, người thật đúng là dám. Lão giả áo xám sau lưng Lãnh Đồng phẫn nộ quát. Chỉ là chưa kịp nói xong, Lãnh Đồng đã nhẹ nhàng nâng tay phải lên, lão giả áo xám vội vàng ngậm miệng lại, Lãnh Đồng nhìn thẳng Tiêu Phàm nói, 150 vạn, đây là ranh giới cuối cùng của ta. Mấy người Kiếm La cảm giác có chút ngạt thở, 150 vạn thần thạch, có thể mua sắm rất nhiều thần lực chi tinh, đây là một món của cải không nhỏ. Thành giao, Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Tựa như đạt được âm mưu, nói, tàn quyển này ta thay ngươi giữ lại, chỉ cần ngươi mang đủ thần thạch đến, ta lúc nào cũng có thể giao cho ngươi. Lãnh Đồng lấy ra một hồn giới, nói, trong này có 100 vạn thần thạch, trước đưa cho ngươi bằng này, tàn quyển giao cho ta. Thiếu một viên cũng không được, Tiêu Phàm lắc đầu, nói đùa gì vậy, đã nói 150 vạn, ngươi cầm được tàn quyển rồi đi mất, không đưa 50 vạn còn lại cho ta, ta đi nơi nào tìm ngươi. Công tử chẳng lẽ còn thiếu thần thạch cho ngươi hay sao? Lão giả áo xám lập tức không vui, lấy thân phận công tử, sao có thể thiếu thần thạch ngươi được, ngươi đây là đang vũ nhục công tử. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, chẳng lẽ không phải bình thường sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, huống chi, ta quen biết với các ngươi sao? Lão giả áo xám lập tức không phản bác được, hắn biết thân phận của Lãnh Đồng, nhưng Tiêu Phàm không biết, người ta vì sao phải nể tình. Chờ ta thời gian nửa nén hương, lông mày Lãnh Đồng hơi nhíu, quay người rời khỏi gian phòng, lão giả áo xám lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó cũng rời đi theo. Lão già này tự coi mình là gì, diễu võ dương oai, con mắt của hắn chắc mọc trên đầu. Kiếm La khịt mũi coi thường nói. Ai kêu người ta là người kế thừa của Tu La Sơn? Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, trong mắt đều là vẻ ngưng trọng. Người kế thừa của Tu La Sơn? Sở Khinh Cuồng vô cùng kinh ngạc, thoạt nào ta lại có cảm giác hắn rất quen thuộc, hóa ra hắn chính là Lãnh Đồng kia. Kiếm huynh, hóa ra ngươi cũng biết, Cổ Nhược Trần cũng ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm. Vốn hắn còn chuẩn bị nhắc nhở Tiêu Phàm một câu, không ngờ Tiêu Phàm lại biết thân phận của Lãnh Đồng. Tiêu Phàm gật gật đầu, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Đồng, Tiêu Phàm đã cảm nhận được lực tu la huyết mạch trong cơ thể hắn. Nếu như không phải Tiêu Phàm cắn nuốt rồi luyện hóa Tu La Vương tinh huyết, độ tinh khiết huyết mạch của hắn sẽ kém đối phương rất nhiều. Có được Tu La huyết mạch nồng đậm như thế, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, thân phận duy nhất của người tên Lãnh Đồng có thể phù hợp chỉ có thể là người kế thừa của Tu La Sơn.
không biết lãnh đồng này so với Thần Vô Tâm, một trong tam đại công tử thì thế nào? Tiêu Phàm đột nhiên tò mò hỏi. Thần Vô Tâm được coi là đệ nhất truyền thừa chi tử. Cổ Nhược Trần híp hai mắt nói, trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, đây là lần đầu tiên Cổ Nhược Trần biểu hiện ngưng trọng như thế. Dừng một chút, Cổ Nhược Trần lại nói, lãnh đồng không giống Thần Vô Tâm, tu la thần nhãn của hắn đã tu luyện đến cấp độ đáng sợ, cho dù là Thần Vô Tâm cũng không bằng được. Đa tạ cổ huynh nhắc nhở, Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong đầu bắt đầu tính toán. Lấy thực lực hiện tại của hắn muốn bước vào Tu La Sơn, có lẽ sẽ gặp đầy nguy hiểm, nếu như có thể tiến thêm một bước, khả năng sẽ lớn hơn nhiều. Chín thành sinh tử áo nghĩa hẳn là cũng đủ, chỉ cần đột phá cửu biến chiến thần, mình sẽ nắm chắc lớn hơn, còn nữa, tàn quyển này phải xử lý một chút. Trong lòng Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Đấu giá hội lại tiếp tục, Tiêu Phàm đã không còn hứng thú gì với vật phẩm đấu giá, hắn đang đợi lãnh đồng trở về. Thời gian một nén nhang, tưởng là rất dài, nhưng thực tế chớp mắt đã đi qua. Bọn hắn sẽ không phải là không tới chứ. Kiếm La nhìn ra ngoài cửa, phát hiện vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Đột nhiên, két một tiếng, cửa phòng lại mở ra, hai thân ảnh bước vào, chính là lãnh đồng cùng lão giả đi theo hắn. Lãnh đồng tiện tay vung ra một viên hồn giới, thần sắc đạm mạc nói, tàn quyển giao cho ta. Tiêu Phàm nhận lấy hồn giới. Hồn lực khẽ quét qua, bên trong thật sự có 150 vạn thần thạch, hắn đối với lãnh đồng cũng không khỏi lau mắt mà nhìn. Phải biết, ngay từ đầu lãnh đồng chỉ có thể xuất ra 32 vạn thần thạch mà thôi, thời gian ngắn ngủi một nén nhang, hắn lại có thể góp đủ 120 vạn thần thạch, năng lực này cũng quá đáng sợ. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, cầm tàn quyển trong tay ném ra, lãnh đồng kiểm tra tàn quyển một chút, tiện tay thu vào, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là khi bước ra đến cửa, lãnh đồng đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, lạnh lùng nói, ngươi là người thứ nhất dám dọa dẫm ta, nhưng cũng là người cuối cùng. Để lại một câu, rồi không đợi Tiêu Phàm phản ứng, lãnh đồng lập tức quay đầu rời đi. Khi lão giả áo xám rời đi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm giống như đang nhìn người chết, khiến mấy người Kiếm La hận không thể lập tức xông đi lên xé nát bọn hắn. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Nhún vai nói, xem ra ta lại có thêm một địch nhân, chẳng qua nếu như một địch nhân có thể cho ta kiếm 150 vạn thần thạch, cho dù đến đánh ta cũng tiếp. Khóe miệng đám người khẽ giật một cái, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm lúc này còn có thể đang nói đùa. Kiếm La nhịn không được hỏi, công tử, đánh nhiều hay ít? Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt, tựa như đang nói, ngươi đừng nghiêm túc như vậy được không, ta chỉ nói đùa một chút mà thôi. Nhưng trong lòng Tiêu Phàm cũng tự cảnh tỉnh mình, lãnh đồng có thể trong thời gian ngắn như vậy kiếm đủ 120 vạn thần thạch, chỉ có hai khả năng. Một khả năng là Tiếu Thương Sinh ra tay giúp đỡ, Tiếu Thương Sinh thân là thần chủ Thương Sinh Thần Quốc, bỏ ra hơn 100 vạn thần thạch là chuyện dễ như trở bàn tay. Một khả năng khác là cổ thần phong thân là các chủ Vạn Bảo Các, đừng nói 120 vạn thần thạch, cho dù 1.200 vạn, hắn cũng có thể bỏ ra được. Lại cẩn thận phân tích một chút, khả năng Tiếu Thương Sinh cho lãnh đồng mượn thần thạch rất nhỏ, dù sao Tiếu Thương Sinh cũng muốn lấy được Tu La Vương truyền thừa, xét theo một khía cạnh nào đó, cả hai vốn là địch nhân. Kể từ đó, khả năng duy nhất chính là cổ thần phong, lại liên tưởng đến hành vi của cổ thần phong, cùng câu nói kia của lãnh đồng trước lúc rời đi, Tiêu Phàm đã đoán được một chút. Có lẽ, lãnh đồng đã đồng ý với cổ thần phong liên thủ đối phó với ta và cổ Nhược Trần. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã qua ba canh giờ, ngoại trừ tàn quyển kia, Tiêu Phàm không còn đấu giá vật phẩm nào nữa. Tham gia đấu giá hội lần này, chủ yếu là vì sinh cốt thần đan, hoặc nói cách khác, là vì đạt được tín nhiệm của Tiếu Thương Sinh. Sau đây là kiện vật phẩm cuối cùng bán đấu giá, nếu như ta nói ra tên của nó, mọi người tất nhiên sẽ điên cuồng không thôi. Giọng nói của đấu giá sư vang vọng toàn trường. Sau khi thấy đủ khẩu vị của đám người, đấu giá sư tiếp tục nói, được rồi, không làm chậm trễ thời gian của mọi người nữa, chắc hẳn mọi người cũng đã đoán được, không sai, sau đây bảo vật phải bán đấu giá chính là trường sinh đan, thật sự có trường sinh đan sao? Không ngờ lại có thật, không phải thực sự trường sinh, nghe nói là có thể làm cho nhục thân mấy ngàn năm bất hủ, trì hoãn thiên nhân ngũ suy, không khác gì trường sinh đan.
hơn nữa còn có thể giúp tay đã cụt mọc lại, có giá trị không nhỏ, nghe nói thần chủ bắt buộc phải có được đan dược này. Không biết giá đấu giá như thế nào, người bình thường chắc chắn là không mua được. Khi tiếng nói của đấu giá sư tiếng vừa dứt, phòng đấu giá lập tức sôi trào, thời gian nửa tháng qua, Cổ Nhược Trần đã sớm nâng tác dụng của đan dược này lên một độ cao mới. Danh tiếng của Trường Sinh Đan đã vang vọng khắp thành Thiên Thương Thần, thậm chí còn thu hút rất nhiều tu sĩ từ các thành trì khác tới. Chỉ cần có thể trì hoãn thiên nhân ngũ suy, đã làm cho những cường giả chiến thần cảnh đã sống vô số năm tháng điên cuồng, cho dù phải trả giá tất cả, bọn hắn cũng muốn có được Trường Sinh Đan. Cổ Nhược Trần còn âm thầm thả ra tin tức, nói thần chủ của Thương Sinh Thần Quốc Tiếu Thương Sinh sắp gặp phải thiên nhân ngũ suy, việc có được Trường Sinh Đan là tình thế bắt buộc, điều này lại càng khiến cho người ta tin tưởng tính chân thực của Trường Sinh Đan. Kỳ thật, sinh cốt thần đan có thể trì hoãn thiên nhân ngũ suy hay không hắn cũng không rõ ràng, nhưng cường thịnh huyết khí, tăng cường mấy chục năm tuổi thọ là không có vấn đề gì. Nhất là đan dược này lại được rót vào một tia long khí, sinh cốt thần đan tuyệt đối có thể đưa đến hiệu quả như mọi người tưởng tượng về Trường Sinh Đan. Mặc dù chúng ta đều tin tưởng danh tiếng của Vạn Bảo Các, nhưng là Trường Sinh Đan là có thật sự có hiệu quả như thế hay không? Khi đám người sắp an tĩnh lại, lại một tiếng hét lớn vang lên. Nghe nói như thế, đám người cũng lộ vẻ hoài nghi, mỗi người đang ngồi ở đây đều là người đang theo đuổi cảnh giới cường đại hơn, tuổi thọ càng dài, không ai có thể chân chính trường sinh, sao có thể chỉ bằng vào một viên đan dược là có thể trường sinh bất tử được. Đấu giá sư ra hiệu mọi người im lặng, trên mặt từ đầu đến cuối đều mỉm cười, nói ta biết mọi người sẽ hoài nghi vấn đề này, chúng ta thiên tân vạn khổ tìm được thần dược sư cung cấp trường sinh đan. Nói rõ với hắn vấn đề này, sau đó thần dược sư cho chúng ta một viên tiểu trường sinh đan. Nói đến đây, đấu giá sư vỗ vỗ hai tay, ngay sau đó, sau bàn đấu giá có ba người đi ra, một người trong đó bưng một cái khay, trong khay có một bình ngọc, hai người khác tựa như bảo tiêu thủ hộ ở hai bên. Ba người đi đến bên cạnh đấu giá sư thì ngừng lại, sau đó đấu giá sư nhìn về phía toàn trường nói, bên trong bình ngọc này chính là một viên tiểu trường sinh đan. Cũng có thể làm cho người cụt tay mọc lại, nhục thân ngàn năm bất hủ. Một câu thôi, vẫn là nói miệng không bằng chứng. Dưới bàn đấu giá lại có người ồn ào nói. Thần sắc đấu giá sư vẫn như thường, nhìn về nơi phát ra phía giọng nói kia nói, cũng bởi vì nói miệng không bằng chứng, thần dược sư mới cho chúng ta một viên tiểu trường sinh đan này, chúng ta sẽ tùy ý chọn dưới đây một người bị cụt tay hoặc gãy chân thử đan, bây giờ có thể tự tiến cử. Ta đến, chọn ta. Tiếng nói của đấu giá sư vừa dứt, dưới các bàn đấu giá liền có rất nhiều tiếng nói truyền đến, mặc dù những người này có một số người là do phòng đấu giá đã sớm an bài. Nhưng cũng có khả năng là người tàn tật thật sự, dù sao tranh đấu giữa các tu sĩ là chuyện thường xảy ra, nhiều người như vậy bên trong nhiều ít cũng có mấy người cụt tay cụt chân. Vì công chính, cũng thể hiện được diệu dụng của Trường Sinh Đan, chúng ta sẽ chọn lựa người đã tàn tật từ trăm năm trở lên để thử đan. Mà người này nhất định phải nổi tiếng. Đấu giá sư lại nói, quy củ này chính là để ngăn chặn có người nói Vạn Bảo Các tìm người dở trò quỷ. Lời này vừa nói ra, có không ít người lập tức lộ vẻ thất vọng. Đây không phải là Vạn Phong Hầu sao? Năm đó có người đánh lén thần cung, Vạn Phong Hầu bị người chém đứt một chân, thời gian cũng phải 200 năm rồi, để hắn thử đan cũng không tệ. Có người đột nhiên chỉ vào một nam tử trung niên mặc kim sắc trường bào đề nghị. Nam tử kia đứng trên chân sau, huyết khí trên thân khô bại vô cùng. Không sai, chuyện của Vạn Phong Hầu, người ở TT ảnh Thiên Thương Thần đều biết, không có khả năng giả vờ. Nếu như có thể để Vạn Phong Hầu khôi phục thần thái năm đó, chúng ta sẽ tin tưởng Trường Sinh Đan. Những người khác cũng thi nhau gật đầu đồng ý, nếu như có thể để một người bị cụt chân gãy 200 năm mọc lại, huyết khí bạo tăng, vậy đan dược này 89 phần 10 là thật. Vậy như mọi người mong muốn, đấu giá sư nhẹ gật đầu, ra hiệu hai người sau lưng đưa đan dược qua. Trong mắt nam tử trung niên cụt một chân kia khẽ sáng lên, khẩn trương vô cùng, 200 năm nay hắn đều muốn khôi phục lại cái chân này, nhưng chưa từng thành công, bây giờ hắn cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Người phục vụ Vạn Bảo Các đi tới bên cạnh hắn, mở bình ngọc ra, đổ một viên đan dược vào lòng bàn tay nam tử trung niên. Chỉ một thoáng, một luồng sinh cơ nồng đậm tràn ra. Sinh cơ thật đậm, một số tu sĩ ở gần nam tử này đều cảm thán từ đáy lòng nói,
rất nhiều người lại tranh thủ hít sâu mấy hơi. Nam tử trung niên hai tay run run, thận trọng nhét đan dược vào trong miệng, nuốt xuống. Giờ khắc này, trong nháy mắt hắn trở thành tiêu điểm toàn trường, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên thân hắn. Tại sàn bán đấu giá, ánh mắt mọi người đều dừng lại ở nam tử trung niên mặc kim bào vạn phong hầu, bọn họ đều mong cảm nhận được hiệu quả của tiểu trường sinh đan đầu tiên. Lúc nãy, không ít người đã cảm nhận được sinh khí nồng đậm của tiểu trường sinh đan rồi, có vài người còn tin rằng trường sinh đan là có thật sự nữa. Nhưng đợi cả nửa ngày mà cái chân gãy của vạn phong hầu không hề có bất kỳ thay đổi gì, điều này không khỏi khiến mọi người hoài nghi. Sao lại không có phản ứng gì vậy? Có người thầm nghĩ trong đám đông. Không ít những người khác cũng cau mày. Mặc dù vạn bảo các chưa từng dùng thuốc giả lừa người nhưng nếu chẳng may đúng là giả thì sao? Có nhiều người trong đám đông thấy rất bứt rứt, nụ cười trên khuôn mặt đấu giá sư trên đài đấu giá cũng dần dần ngưng động lại. Hắn chỉ biết đấu giá, còn hắn không biết đan dược thật hay giả. Nếu là đan giả thì vạn bảo các sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Đúng lúc này, một luồng bạo khí phồng lên trên cơ thể vạn phong hầu, những người xung quanh bị hất bay ra ngoài. Còn không mau vận chuyển công pháp, muốn chết à? Một giọng nói vang lên trong phòng đấu giá, ngữ khí vô cùng lạnh lùng. Đối với mọi người thì giọng nói này khá quen thuộc, lúc trước sự tranh đoạt sách cổ thực sự quá kịch liệt. Một tàn quyển sách cổ trị giá mấy ngàn thần thạch mà vị này đã bỏ ra tới 35 vạn thần thạch. Không sai, người đang lên tiếng chính là Tiêu Phàm. Vạn Phong Hầu nghe thấy vậy liền vội vàng ngồi thụp xuống đất, cơ thể bắt đầu vận chuyển toàn bộ công pháp mà mình tu luyện được. Trong tức khắc, luồng khí tức cuồng bạo trong cơ thể hắn giảm đi không ít. Nhưng sau đó, lại xảy ra chuyện khiến rất nhiều người thấy kinh ngạc. Đó là bên trong cái ống quần trống rỗng của Vạn Phong Hầu, đột nhiên có thứ gì đó nổi lên. Thật sự có thể khiến chân gãy sống lại. Trong nháy mắt, sự việc đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ta nghe nói có loại đan dược có thể khiến tay bị cụt mọc lại, nhưng phải uống rất nhiều, hơn nữa còn phải kết hợp trị liệu với thần dược sư. Vậy mà một viên đan dược này có thể khiến chân gãy lành lại hay sao? Đây là thật đấy, hơn nữa đây là tiểu trường sinh đan, hiệu quả của nó còn kém hơn rất nhiều so với trường sinh đan. Vạn Phong Hầu đúng là trúng mánh rồi, mọi người xem huyết khí bá đạo trên người hắn, ta cảm thấy hắn còn mạnh hơn cả thời kỳ đỉnh phong đấy. Ồ, sớm biết thì ta đã chặt đứt một cánh tay của mình rồi, biết đâu cũng có khả năng thử dùng tiểu trường sinh đan. Ngươi chém đứt cũng vô ích, trừ khi ngươi chém đứt từ hàng trăm năm trước, chân của Vạn Phong Hầu đã gãy hơn 200 năm rồi, người ta cũng phải chọn người tàn tật cả trăm năm trở lên để thử đan. Đám đông nổi dậy, hiệu quả của tiểu trường sinh đan khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Toàn bộ mọi người ở hiện trường đều là chiến thần cảnh, hơn nữa đều là những người có địa vị. Bọn họ gặp qua không ít việc đời nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại thần đan cao cấp như thế này. Hiệu quả của nó thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, trong một gian phòng khác, có hai người đang ngồi, nếu Tiêu Phàm ở đây thì chắc chắn hắn sẽ nhận ra một trong hai người là Lục Vương Tử. Người còn lại chính là Tiếu Thiên Cơ. Có tiểu trường sinh đan thật sao? Tên kiếm hồng trần đó đúng là thần dược sư. Lục Vương Tử bỗng nhiên đứng dậy, hét lên. Hơn nữa ta còn nghe nói, khi mấy người lão tứ ngăn kiếm hồng trần vào hôm đó thì hắn ta vốn định đưa cho họ một viên tiểu trường sinh đan, nhưng bọn họ một mặc từ chối, đúng là quá thiệt thòi. Tiếu Thiên Cơ lẳng lặng nhìn, dường như mọi chuyện chẳng liên quan đến hắn vậy. À phải rồi đại ca, bốn người lão tứ sao đột nhiên lại biến mất vậy, mất tích cũng gần cả tháng rồi. Lục Phương Tử dường như nhớ ra điều gì liền nhìn Tiếu Thiên Cơ đầy nghi hoặc. Lúc cần thì tự khắc sẽ xuất hiện, Tiêu Thiên Cơ nói thản nhiên. Lục Vương Tử bĩu môi, rồi cười ha ha nói, ta biết đại ca có thể dự báo tương lai, bây giờ huynh có thể nói cho ta biết gần đây ta có gặp phải nguy hiểm không? Tiêu Thiên Cơ quay đầu lại nhìn Lục Vương Tử, thấy Lục Vương Tử vô cùng căng thẳng, một giây sau Tiêu Thiên Cơ nói, đợi sau khi hội đấu giá kết thúc, ta sẽ đi tìm lão bát, thập nhất và thập nhị tới, mọi người cùng tụ tập. Được thôi. Lục Vương Tử gật đầu không chút do dự, Tiêu Thiên Cơ nói như vậy thì chứng minh rằng hắn sẽ không nguy hiểm gì, đương nhiên hắn thấy yên tâm, nhưng ngay sau đó hắn lại hỏi, nhị tỷ thì sao? Nàng sẽ đến, một lần nữa ánh mắt của Tiêu Thiên Cơ lại chuyển hướng tới sàn đấu giá,
cứ như thể thế gian này không có gì có thể làm hắn lung lay được vậy. Trong một gian phòng khác, có một vị lão giả người còng xuống, mặc áo trường bào đen với khuôn mặt được che kín đang ngồi đó, hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt của vị này. Có trường sinh đan thật sao? Lão giả lưng còng thốt ra một câu nói, hai tia sáng được phóng ra từ áo bào đen, ánh mắt lão nhìn chằm chằm vào khán đài nơi đấu giá. Có rất nhiều những người như lão, lúc này bắt đầu chú ý tới trường sinh đan. Trong căn phòng mà đám người Tiêu Phàm đang ngồi thì Cổ Nhược Trần đang nhìn Vạn Phong Hầu với ánh mắt sáng rực lên. Hắn chắp tay và nói với Tiêu Phàm, kiếm huynh, bái phục. Lời Cổ Nhược Trần nói đều là thật lòng. Hắn đã từng gặp không ít đan dược, nhưng người có thể luyện ra được viên đan dược như thế này thì ít nhất cũng phải đạt tới thiên thần cảnh. Giờ Tiêu Phàm mới chỉ ở mức chiến thần cảnh hậu kỳ mà đã có thể luyện ra được loại đan dược như vậy rồi thì làm sao không khỏi khiến Cổ Nhược Trần kinh ngạc được cơ chứ? Cổ huynh khách khí rồi, ta cũng chỉ may mắn thôi. Tiêu Phàm cười, trong lòng thầm nhủ, giờ chỉ đợi kẻ nào đó cắn câu thôi. Cổ Nhược Trần chỉ cười mà không nói gì, nếu luyện chế ra được loại đan dược này chỉ là may mắn thì có lẽ toàn bộ sự may mắn trên đời này đều tập trung hết vào người Tiêu Phàm rồi. Sau thời gian khoảng nửa chén trà, bên trong cơ thể Vạn Phong Hầu đột ngột truyền ra một tiếng vâng ầm ầm không ngớt, giống như tiếng sóng đang vỗ bờ vậy. Đột phá rồi sao? Mọi người trợn tròn mắt, chẳng phải trường sinh đan chỉ có thể khiến khí huyết tăng vọt, chân tay bị cụt mọc lại hay sao? Sao giờ còn có thể khiến con người đột phá nữa chứ? Hơn nữa, đến tiểu trường sinh đan còn có công dụng như thế, vậy trường sinh đan thì sao? Đa tạ Vạn Bảo Các đã cho tại hạ cơ hội này. Vạn Phong Hầu quay người về phía đấu giá sư, như nhàng hành lễ và nói lớn. Lúc này, tâm trạng của hắn rất tốt, cả thân thể giống như trẻ ra cả trăm tuổi vậy, hơn nữa khí huyết trên cơ thể cũng cường thịnh hơn rất nhiều so với thời kỳ đỉnh phong. Hắn đã buồn vì cái chân gãy cả trăm năm nay rồi, hôm nay nó lại có thể hồi phục như ban đầu thì bảo sao hắn không khỏi kích động được cơ chứ. Một viên tiểu trường sinh đan thôi, nhưng đối với hắn mà nói nó giống như phúc tinh cứu mạng vậy. Mà tất cả mọi thứ này đều do Vạn Bảo Các mang tới, cảm tạ Vạn Bảo Các đương nhiên là điều hắn nên làm. Vạn Phong Hầu khách khí rồi, người muốn cảm ơn thì nên cảm ơn thần dược sư, và cả vị lúc nãy nhắc nhở ngươi nữa. Đấu giá sư cười, gánh nặng trong lòng hắn cũng được loại bỏ rồi. Lúc này Vạn Phong Hầu mới bừng tỉnh, quét mắt nhìn xung quanh để cảm ơn người đã nhắc nhở hắn nhưng hắn không tìm thấy. Mau bán đấu giá trường sinh đan đi, mọi người không đợi được nữa rồi. Lúc này, lại có người hét lên. Hiệu quả của tiểu trường sinh vượt xa dự đoán của mọi người, đây mới chỉ là một viên tặng miễn phí thôi, thế thì hiệu quả của trường sinh đan thật sự không biết sẽ mạnh tới cỡ nào đây. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía đấu giá sư. Đấu giá sư cười và nói với tất cả, có lẽ mọi người đều đã biết được hiệu quả của tiểu trường sinh đan rồi, còn hiệu quả của trường sinh đan sẽ gấp 5 lần hiệu quả của tiểu trường sinh đan cơ đấy. Đừng nói nhảm nữa, mau ra giá đi. Đám đông làm biếng nghe đấu giá sư nói xàm, liền la ầm lên, như thể không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Càng nhìn thấy đám đông sốt ruột thì trong lòng đấu giá sư càng vui, hắn cười sảng khoái, trường sinh đan, giá khởi điểm là 10 vạn thần thạch, mỗi lần ra giá không được tăng ít hơn 1.000 thần thạch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 93.